Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy long hồn thương ảnh ngay tức thì cùng huyền thiên bia đụng vào một nơi, toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc đều là điên cuồng rung động. Phương mới vừa xuất thủ qua triệu tinh ảnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, một kích này uy lực, và hắn căn bản là một ngày đầy đất hà, hoàn toàn không thể so sánh. Trong nháy mắt, triệu tinh ảnh tim hoàn toàn chìm xuống, khóe miệng dương lên vẻ tự giễu nụ cười. Cái gì thần thương bảng thiên tài, và thiên điện yêu nghiệt so sánh, căn bản không đáng giá để ra à. Vậy cự long lượn lờ huyền thiên bia, điên cuồng bay lượn, mãnh liệt sóng địa chấn, cơ hồ phải đem tại chỗ tất cả người, cũng lật trên đất, rốt cuộc, ánh sáng thu lại, cổ long chi hồn trở lại chuôi này súng ngắn bên trong. Mà giờ khắc này, một cái tên, chậm rãi hiện lên huyền thiên bia bên trên. Từng tiếng tiếng thán phục, ở Hàn Nguyệt trong cốc vang lên, chỉ gặp, vậy huyền thiên trên bia, bất ngờ đã nhiều hơn Tần Huân hai cái chữ. Hơn nữa, cái này hai chữ, xuất hiện vị trí ở vào huyền thiên bia 17 xích bên trên. Phải biết, huyền thiên bia, cộng 100 xích, phần lớn khác ở trên đó tên chữ, đều tập trung ở 33,33 mét dưới, mỗi 33,33 mét, phân là một cấp bậc, có thể đạt tới 17 xích đã nghịch thiên tới cực điểm à. Mọi người tâm thần đều phải bị vậy Tần Huân hai chữ cắn nuốt. Bọn họ nhìn về phía Tần Huân ánh mắt, bộc phát sùng bái, cung kính. Đây là, lại là có người kinh hô, hắn. Hắn là Tần Huân, Đông Hoàng Thiên Điện Thiên Bảng bên trên, thực lực chiến đấu hạng trước ba Tần Huân à. Lời vừa nói ra, Hàn Nguyệt trong cốc, ngay tức thì vang lên một phiến ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Không hổ là Thiên Bảng trước ba yêu nghiệt, và cái gì thần thương bảng trước ba, căn bản không ở một tầng thứ bên trên. Khó trách Tần Huân đối với triệu tinh ảnh, tràn đầy khinh thường. Trong chốc lát, tất cả mọi người là lấy lòng vậy hô lớn, Tần công tử vô địch. Tần công tử trấn áp vạn cổ à. Tần công tử là đời này cao cấp một trong thiên tài liền đi. Tần Huân nghe vậy, trong mắt ngạo ý bộc phát cường thịnh, đột nhiên, hắn khóe miệng dương lên một nụ cười nói, bất quá là 17 xích mà thôi, thành tích như vậy, ở bổn công tử xem ra chỉ có thể coi là vậy, bất quá mà. Hắn ánh mắt bỗng nhiên băng hàn liền một phần nói, nghe nói. Bắc Lăng Thiên Điện có cái kêu Diệp Thần tiểu tử, cũng phải tới huyền thiên bia khắc tên. Đám người nghe vậy, không khỏi yên tĩnh lại, bọn họ cũng nghe được liền tin tức này, rất nhiều người đều là vì thế mộ danh tới, muốn xem cái này để cho Bắc Lăng Thiên Điện chiêu cáo thiên hạ yêu nghiệt, kết quả là nhân vật nào. Tần Huân mặt đầy khinh thường nói, ha ha, Bắc Lăng Thiên Điện vậy là thật xa sút à. Phải dựa vào cái loại này hài hước tới hấp dẫn chú ý sao? Cái này cái gọi là Diệp Thần, bất quá là một cái càn khôn cảnh phế vật thôi, chỉ bằng hắn, cũng muốn ở huyền thiên trên bia khắc tên. Còn cái gì để cho Bắc Lăng Thiên Điện tái hiện triệu năm trước náo nhiệt, thật là, muốn cười chết người à. Các vị, ta khuyên các ngươi không cần quá mức mong đợi, thằng nhóc này, bất quá là một cái bị Bắc Lăng Thiên Điện phái ra tới biểu diễn, lòe thiên hạ thằng hề thôi, liền bồn công tử cũng chỉ có thể ở 17 xích trên có khắc tên, huống chi là một cái càn khôn cảnh rác dưới. Nói khó nghe, nhà ta chó, có thể cũng so với cái này Diệp Thần, mạnh một chút chứ. Đám người nghe vậy, cũng là ha ha phá lên cười. Bọn họ không nghĩ tới, cái này cái gọi là thiên tài bất quá là càn khôn cảnh à. Coi như Diệp Thần thật yêu nghiệt cực kỳ, có thể vượt cấp mà chiến, còn có thể mạnh hơn bây giờ Tần Huân sao. Đừng nói 17 thước, liền một xích vị trí khác tên, sợ rằng cũng vô cùng là khó khăn chứ. Còn muốn chấn áp vô số thiên tài, sáng tạo mới ghi chép để cho Bắc Lăng Thiên Điện trở lại đỉnh cấp. Nằm mơ sao? Qua ngày hôm nay, sợ rằng, cái này Diệp Thần liền sẽ lâm vào là chân chính trò cười chứ. Trong chốc lát, Diệp Thần danh tự này, đối với bọn họ mà nói, tựa như thật thuộc về một cái thằng hề vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo sợ hãi võ ý bỗng nhiên từ Hàn Nguyệt trong cốc bộc phát ra, tất cả ở người cười, mặt mũi đều là ngay tức thì cứng lên xuống. Bọn họ cảm giác mình chỉ cần lại cười một tiếng, tâm thần, cũng sẽ bị cái này võ ý nghiền nát. Một đạo bao phủ ở cả người cũ nát cho đen trường bào bên trong bóng người, xuất hiện ở trước mắt mọi người, thân ảnh kia lạnh lùng mở miệng nói, bất quá là một cái 17 thước thành tích, liền dương dương tự đắc. Cách ngồi đáy giếng, lại như thế nào có thể thấy rõ rồng thần trên trời. Ở bọn họ xem ra, cao cư trên đám mây thiên long, cũng bất quá là nhỏ bé con run chứ. Đáng tiếc. Rồng thần vĩnh viễn là rồng thần, con cóc vậy vĩnh viễn là con cóc kiêu ngạo, cũng chỉ có thể là một chuyện thiếu lâm thôi.
Đám người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi, người này là ai, nổi điên sao? Lại dám châm chọc Tần Huân. Tần Huân sắc mặt cũng là ngay tức thì âm hàn liền xuống, trong mắt tràn đầy vô cùng minh mông ý định giết người, toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc nhiệt độ, tựa như, cũng ngay tức thì xuống tới liền băng điểm dưới. Đây là, đạo nhân ảnh kia chậm rãi dương lên đầu, ở dưới ánh trăng lộ ra một tấm tuấn tú gương mặt, đặc biệt là một đôi tròng mắt, trong suốt vô cùng. Lúc này, thì có người kinh hô, trời xanh võ tử, Chu Huyên. Người này, bất ngờ chính là Chu Huyên. Trước, có tin tức nói, Chu Huyên xuất hiện ở võ vương tuyệt cảnh, có thể, từ vậy dưới liền im tiếng biệt tích, không thấy bóng dáng, rất nhiều người cũng lấy là hắn chết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hiện tại, Chu Huyên xuất hiện lần nữa. Triệu Tinh Ảnh thấy Chu Huyên, cũng là có chút bất ngờ, bất quá, ánh mắt bên trong nhưng là khinh miệt. Chu Huyên đoạn thời gian này, coi như cường thế quật khởi, trực tiếp từ thần thương bảng 200 tên cỡ đó, tăng lên tới 100 tên bên trong, mặc dù mấy tháng này Chu Huyên biến mất, thần thương bảng hạng cũng là dừng bước không tiến lên, không thể hoàn toàn phản ảnh thực lực, nhưng, ở hắn xem ra, cùng mình chênh lệch vẫn là cực lớn. Hắn là thần thương bảng trước ba, Chu Huyên cái loại này hạng gần chót yêu nghiệt, bình thường liền nói với hắn tư cách cũng không có. Có thể, rất nhanh đám người chính là phát hiện, Chu Huyên tu vi lại đột phá rất nhiều. So với ở võ vương tuyệt cảnh lúc xuất hiện, lại có tăng lên không nhỏ. Bất quá, dù vậy, thì thế nào? Và Tần Huân chênh lệch vẫn là cực lớn, Chu Huyên kết quả, sợ rằng sẽ không quá tốt. Quả nhiên, Tần Huân rất nhanh chính là băng hàn cười một tiếng nói, ta cho là ai, nguyên lai là Diệp Thần nuôi một con chó, chó này thật đúng là trung thành cảnh cảnh à, ở nơi này bảo vệ chủ nhân đâu. Chu Huyên nghe vậy, mặt không cảm giác, mọi người ở đây lấy là Chu Huyên sợ, nhượng bộ thời điểm, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên từ Chu Huyên trong cơ thể gào thét ra. Kiếm ý này mạnh, cho dù là Triệu Tinh Ảnh cũng là không nhịn được thân thể run run một tí, trong mắt là nồng nặc sợ hãi. Một khắc sau, tuyệt mạnh kiếm quang từ Chu Huyên đoạn kiếm trong tay bên trên kích động ra, hóa thành một đạo sáng chói cực kỳ ánh sáng, cực nhanh chớp mắt, liền chém vào vậy Huyền Thiên Bia bên trên. Chu Huyên, lại là trực tiếp đối với Huyền Thiên Bia ra tay. Tất cả mọi người đều là không khỏi con ngươi co rúm một cái, sự chú ý hoàn toàn bị một kiếm này hấp dẫn. Bất quá phần lớn người, như Triệu Tinh Ảnh, Tần Huân, đều là mặt hiện vẻ châm chọc, Chu Huyên mặc dù được gọi là trời xanh võ tử, nhưng, ở thần thương trên bảng hạng không hề coi là quá cao, liền trước ba Triệu Tinh Ảnh đều không thể khắc tên thành công, huống chi Chu Huyên. Ở bọn họ xem ra chỉ là tự rước lấy thôi. Mà Tần Huân, lại là đã làm xong hung hăng châm chọc Chu Huyên không tự lượng sức dự định. Có thể, ngay tại lúc này, mãnh liệt kiếm quang bên trong, Huyền Thiên Bia bên trên chậm rãi hiện lên một cái tên, một khoản rạch một cái, tựa như hàm chứa vô tận võ ý. Hàn Nguyệt trong cốc người, rối rít tâm thần run lên. Thật là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chu Huyên lại thật ở nơi này Huyền Thiên trên bia khắc xuống liền tên chữ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là danh tự này vị trí. Kiếm quang tiêu tán, Huyền Thiên trên bia đã nhiều hơn Chu Huyên hai chữ. Danh tự này nhưng là cao hơn Huyền Thiên Bia 63 xích bên trên. Thấy danh tự này ngay tức thì, tất cả người, cũng si ngu. 63 xích, cái thành tích này, quá dọa người à. Toàn bộ Huyền Thiên Bia, ở Chu Huyên trên tên chữ, lác đác không có mấy. Hơn nữa, Chu Huyên ngày hôm nay mới bay lớn, bất quá 300 tuổi mà thôi. Nói cách khác, Chu Huyên thiên phú võ đạo hoàn toàn nghiền ép Tần Huân à. Giờ khắc này, mọi người thấy Chu Huyên, thật là giống như nhìn võ đạo thần à. Nháy mắt tức thì, Tần Huân và Triệu Tinh Ảnh thần sắc đều là vô cùng khó coi, đặc biệt là Tần Huân. Hắn vừa mới náo nhiệt vô hạn, hưởng thụ mọi người sùng kính, vẫn chưa tới một phút, liền trực tiếp bị Chu Huyên đoạt đi tất cả quang vòng. Có thể, chỉ là thiên phú trên nghiền ép Tần Huân, tựa hồ còn chưa đủ. Chu Huyên nhàn nhạt mở miệng nói, ta điểm này thiên phú. Căn bản không đủ để cùng công tử như nhau, nhưng nghiền ép ngươi cũng là đủ rồi, nếu như nói, ta là công tử chó, Tần Huân, ngươi cảm thấy, chính ngươi coi là cái gì? Ừ, không bằng heo chó. Ta khắc tên, chỉ muốn nói cho ngươi, bằng ngươi, liền nghi ngờ công tử tư cách cũng không có. Chu Huyên một lòng theo đuổi võ đạo, mà Diệp Thần là duy nhất làm hắn khuất phục người, ở lòng hắn bên trong,
Diệp Thần chính là võ đạo hóa thân, hắn không cho phép người bất kỳ làm nhục Diệp Thần. Còn như Tần Huân, Chu Uyên không có sợ hãi chút nào, ngày đó, hắn ở võ vương tuyệt cảnh, đuổi giết Vàng Lâu Bình đám người trong quá trình, một phen kỳ ngộ hạ lấy được ba tên võ vương chung nhau chỉ điểm, mấy tháng qua này, hắn đều đang bế quan tiềm tu, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, hắn tu vi mặc dù không địch, nhưng, thực lực, đã không kém gì phần lớn yêu nghiệt tồn tại. Ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo uy áp kinh khủng ở Hàn Nguyệt trong cốc dâng lên, Tần Huân giờ phút này đã tức giận đến trình độ cao nhất, trong cơ thể linh lực vỡ dọn ra, mái tóc dài phiêu vũ, mặt mũi dữ tợn, nhìn như thật là giống như diệt thế ma đầu vậy. Triệu Tinh Ảnh các người thấy vậy, lúc này mặt hiện cười nhạt, bọn họ biết, Chu Uyên xong rồi. Thiên phú mạnh hơn nữa, thì như thế nào? Thực lực không đủ cũng dám trang. Không thấy được hắn Triệu Tinh Ảnh, ở Tần Huân trước mặt cũng đàng hoàng sao. Mà Chu Uyên chính là sắc mặt sửng dưng, đoạn kiếm trong tay mơ hồ phát ra một chút ông minh, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Liền tại tất cả người, cũng lấy là một trận đại chiến sắp bùng nổ lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Tần Huân trước mặt. Tần Huân thấy thân ảnh kia ngay tức thì, ánh mắt chớp mắt, hơi thu hồi hơi thở, hành lễ nói, Trương lão. Đám người hướng cái này ông già nhìn, chỉ gặp kỳ hình cho giống như khô cằn, râu tóc bạc trắng, tựa như tùy thời đều sẽ chết đi vậy. Nhưng người ở tại chàng thấy cái này ông lão ngay tức thì, nhưng là rối rít lộ ra vô cùng là sợ hãi thần sắc. Già như thế người hơi thở thâm sâu như biển, bọn họ lại là căn bản không nhìn thấu hắn cảnh giới. Bất quá, bọn họ rất khẳng định, cái này ông lão thực lực cực kỳ khủng bố, bởi vì, hắn vừa xuất hiện, trong lòng của mọi người tựa như liền đè một ngọn núi lớn vậy. Trương lão quét Chu Uyên một cái nói, tiểu tử này thiên phú quả thật khủng bố, Tần Huân, sợ rằng liền ngươi cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Cái gì? Tần Huân sắc mặt ngay tức thì cực kỳ khó coi, nhưng, không có phản bác. Trương cứ thiên điện phái tới bảo vệ hắn cường giả, là chân chánh quá chân cảnh đại năng, ánh mắt tự nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hắn lại không thắng nổi Chu Uyên. Mặc dù biết, Trương hay nói nhất định là sự thật, nhưng, Tần Huân vẫn là không chịu nổi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mà mọi người tại đây lại là mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ, Triệu Tinh Ảnh nhìn Chu Uyên con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này mình xem thường nam tử lại đã thành tăng đến hắn không cách nào sánh bằng bước. Có thể, bỗng nhiên, Trương lão nhưng là ngưng mắt nhìn Chu Uyên, lần nữa mở miệng nói, bất quá, ngày hôm nay, lão phu thì phải dạy một chút ngươi, cái gì gọi là lễ phép, ta Đông Hoàng Thiên Điện người, há lại là ngươi có thể tùy ý cười nhạo. Trương lão ánh mắt, đột nhiên chuyển hướng một cái không có một bóng người phương hướng nói, Chu Thông, ngươi Chu gia con em không hiểu được lễ phép, ngươi là dự định, để cho lão phu vì ngươi dạy dỗ sao. Tiếng nói vừa dứt, vậy nguyên bản trống rỗng địa phương, ngay tức thì hiện lên một bóng người, mọi người nhìn thấy, người này bất ngờ là một tên giữ lại râu cá chê, mặc rực rỡ áo lót, nhìn như, cũng coi là tướng mạo đường đường người trung niên. Trung niên kia người vừa hiện thân, liền là đối Trương lão lộ ra một cái vô cùng lấy lòng, cung kính nụ cười nói, Chu Thông, gặp qua Trương lão. Mời Trương lão yên tâm, tại hạ, tất nhiên cho Trương lão cùng Tần công tử một câu trả lời. Trương lão văn nói, hừ lạnh một tiếng, Chu gia là vị tại thiên nhân vực Đông Phương một gia tộc, thuộc về Đông Hoàng Thiên Điện quản hạt bên trong trên trung bình thế lực. Mà Chu Thông, chính là Chu Mỗi gia chủ. Giờ phút này, Chu Thông xoay người, nhìn về phía Chu Uyên, trên gương mặt đã là một phiến lửa giận. Hắn chặt chẽ cắn răng, ở trong lòng gào thét nói, đáng chết nhãi con, và cô của ngươi như nhau, không tán thưởng, lại dám mạo phạm Đông Hoàng Thiên Điện yêu nghiệt. Đắc tội Đông Hoàng Thiên Điện, nhưng mà sẽ liên lụy của Chu gia à? Hắn cặp mắt tràn đầy vô cùng hận ý, trên thực tế, Chu Thông còn có một cái thân phận, chính là Chu Uyên tam thúc, có thể hiện tại, hắn dáng vẻ căn bản không giống như là ở nhìn mình hậu bối, thật là giống như là đang nhìn cừu nhân vậy. Mà Chu Uyên ngưng mắt nhìn Chu Thông, giống vậy mặt không cảm giác, ánh mắt vô cùng lạnh như băng, không có một tia một hào cảm tình. Một khắc sau, Chu Thông thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Chu Uyên trước mặt, hai người đối mặt một lát sau, Chu Thông lại là trực tiếp, một cái tát đánh ra. Bót một tiếng vang thật lớn. Một chưởng này hung hãn đánh vào Chu Uyên trên gương mặt, đem Chu Uyên cả người cũng chụp được bay lên, máu tươi và răng cùng từ trong miệng bay ra,
nửa gương mặt lỗ cũng là sưng lên thật cao. Tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh. Cái này Chu Thông quá ác. Chu Uyên mặt cốt đã bể. Ầm một tiếng, Chu Uyên trùng trùng té ngã trên đất, hắn chặt chẽ siết đoản kiếm trong tay, nhưng là không có ra tay. Chu Thông thân là Chu Mỗi gia chủ, tu vi và thực lực, còn ở Chu Uyên bên trên, nhưng, Chu Uyên sở dĩ không ra tay, cũng không phải là bởi vì Chu Thông thực lực, cũng không phải bởi vì Chu Thông là mình trưởng bối, mà là bởi vì, hắn muội muội giờ phút này như cũ ở Chu Thông dưới sự khống chế, cho nên, hắn không thể phản kháng. Nếu không, Chu Thông rất có thể sẽ cầm hắn muội muội cho hả giận. Chu Thông lạnh lùng nhìn Chu Uyên nói, cho Tần công tử dập đầu, nhận lỗi. Chu Uyên nghe vậy, nhưng là chỉ là lộ ra một tia cười lạnh, cái này cười nhạt, rơi vào Chu Thông trong mắt, nhưng là vô cùng gai mắt. Một cổ tức giận ngay tức thì xông lên Chu Thông trong lòng, hắn chợt giơ chân lên, dùng hết toàn lực một chân đạp Chu Uyên đạp đi. Một cước này, hung hãn dậm ở Chu Uyên ngực bên trong, rắc rắc tiếng không ngừng, xương sườn ngay tức thì nghiền, mảnh vỡ cắm vào phổi, Chu Uyên sắc mặt biến đổi, chợt khạc ra một hớp lớn hòa lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi. Cả người cũng yếu xuống. Chu Thông nắm Chu Uyên tóc, đem từ dưới đất nhắc tới, vô cùng hung ác nói, hướng Tần công tử, nhận lỗi. Mà Chu Uyên cho dù giờ phút này đã trọng thương, trên mặt cười nhạt nhưng vẫn không có bất kỳ thay đổi. Giờ khắc này, Chu Thông thật là mắt chừng sắp nứt, hắn là Chu Mỗi gia chủ, có thể cái này đáng chết nhóc rác rưởi lại không phục tòng hắn. Đây quả thực so Chu Uyên đắc tội Tần Huân, càng làm hắn tức giận. Bỗng nhiên, Chu Thông trong tay nhiều hơn một chuôi sắc bén cực kỳ trường kiếm, hắn phát ra một tiếng gầm hét lên, lão tử, kêu ngươi cho Tần công tử nói xin lỗi à. Tiếng nói vừa dứt, Chu Thông lại là hướng Chu Uyên, một kiếm chém ra. Giao một tiếng, huyết quang chợt hiện, Chu Uyên con ngươi, bỗng nhiên co rúc một cái, một khắc sau, một cánh tay liền chậm rãi từ trên bả vai rớt xuống. Toàn bộ Hàn Nguyệt cốc ngay tức thì yên tĩnh lại, không ít người nhìn một màn này, trong mắt đều là hiện lên lau một cái không đành lòng vẻ. Chu Thông lại là sống sờ sờ đem Chu Uyên một cánh tay, chém xuống à. Hơn nữa, vẫn là Chu Uyên cầm kiếm cánh tay kia. Thậm chí, một kiếm này bên trong, Chu Thông không chút nào nương tay, lại là mang theo mãnh liệt đạo vận, loại vết thương này cũng không phải là như vậy khôi phục dễ dàng. Nói cách khác, Chu Uyên rất có thể phải vĩnh viễn mất đi cánh tay này. Tần Huân thấy vậy, trên mặt đều là lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó, chính là ha ha phá lên cười nói, làm không tệ, Chu gia chủ. Chu Thông nghe vậy, vội vàng hướng Tần Huân cúi người gật đầu nói, Tần công tử, quá khen, thằng nhóc này còn không chịu nói xin lỗi, không bằng, tại hạ trực tiếp giết hắn, cho Tần công tử bồi tội, như thế nào? Hắn sở dĩ như vậy tàn nhẫn, trừ chán ghét Chu Uyên ngoài ra, chính là vì để cho Tần Huân hài lòng. Còn như Chu Uyên là Diệp Thần tùy tùng là một, Chu Thông hoàn toàn không có để ở trong lòng. Từ Diệp Thần ở Võ Vương Tuyệt Cảnh giết Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử sau đó, Thiên Nhân Vực người cũng đã rõ ràng, Diệp Thần cùng Đông Hoàng Thiên Điện có thù oán. Hơn nữa, còn không phải là giống vậy thù. Mà Chu gia là Đông Hoàng Thiên Điện phụ thuộc, cho dù Diệp Thần thật ở Bắc Lăng Thiên Điện được thế, muốn đối với Chu gia ra tay, chính là đang đánh Đông Hoàng Thiên Điện mặt à. Đông Hoàng Thiên Điện có thể cho phép. Huống chi, hắn rất rõ ràng, Tần Huân ở Đông Hoàng Thiên trong điện địa vị cũng là không thấp, nếu như mượn cái này cơ hội, có thể ôm lên Tần Huân bắp đùi, ngược lại, có thể chuyển họa thành phúc. Từ đây Chu gia có thể thì phải thăng quan tiến chức nhanh chóng liền à. Hy sinh một cái tiểu tạp chủng, coi là cái gì? Tần Huân nhìn Chu Uyên, nghiền ngẫm cười một tiếng nói, không cần, ta là rất nhân từ. Vừa nói, hắn từng bước, đi tới Chu Uyên trước mặt, đột nhiên trong mắt tàn khốc chớp mắt, trong tay súng ngắn ngay tức thì hướng về phía Chu Uyên đâm ra. Phốc thử một tiếng, cái này súng ngắn, trực tiếp không vào Chu Uyên trong đan điền, lại là trực tiếp đem Chu Uyên đan điền, đánh được nghiền. Tần Huân trên mặt dương lên một cái nụ cười tàn nhẫn nói, trời xanh võ tử. Huyền Thiên Bia khắc tên 63 thước yêu nghiệt, bắt đầu từ hôm nay, cũng bất quá là một tên phế nhân thôi. Cứ như vậy giết Chu Uyên, há chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Mà để cho một cái yêu nghiệt, biến thành liền người bình thường cũng không bằng phế vật, mới thật sự là sống không bằng chết chứ. Huống chi, hắn còn nghe nói, cái này Chu Uyên là cái võ si. Ừ,
vậy thì càng tốt hơn, cứ như vậy, còn sống đối với Chu Huyên mà nói ngược lại là một loại hành hạ. Tất cả người thấy một màn này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, cứ như vậy không có. Chỉ là bởi vì giễu cợt Tần Huân một câu nói mà thôi. Cái thế giới này quả nhiên tàn khốc đến không cách nào hình dạng. Mà Chu Huyên, mặt mũi đã trắng bệch một phiến, trong mắt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, quá thê thảm. Chu Thông thấy vậy, vỗ tay cười nói, ha ha, Tần công tử, thật là thủ đoạn, tại hạ không theo kịp à. Tần Huân hiển nhiên tâm tình thật tốt, cười ha ha một tiếng nói, Diệp thần chó, đã là cái loại này kết quả, hắn chủ nhân, phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào, ha ha, bổn công tử đổ còn thật có chút tò mò, lần này Huyền Thiên Bia khắc tên, hắn có thể sáng tạo như thế nào kỳ tích. Dứt lời, liền trực tiếp rời đi Hàn Nguyệt Cốc. Mà trong cốc các võ giả vậy lần lượt rời đi, chỉ để lại Chu Huyên một người nằm ở vũng máu bên trong, hôm nay hắn đan điền vỡ vụn, không cách nào vận chuyển linh khí, chỉ có thể dựa vào thể chất chống cự, thương thế trên người vậy bắt đầu dần dần trở nên ác liệt. Chu Huyên vùng vẫy, muốn từ dưới đất đứng lên, có thể, nhưng thủy chung không cách nào làm được, ngược lại, vết thương bên trong chảy ra máu càng ngày càng nhiều, hắn cặp mắt vậy dần dần mơ hồ, rốt cuộc ngất đi. Một phiến mây đen, ở bầu trời đêm bên trên thổi qua, đem trăng sáng che đậy, đúng cái thiên địa ngay tức thì tối sầm xuống, Chu Huyên bóng người cũng bị cái này hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt, làm mây đen thổi qua, ánh trăng lại xuất hiện lúc đó, tại chỗ, nhưng quỷ dị để lại một bãi máu hành động, cũng không gặp người bất kỳ ảnh. Cùng lúc đó, một chiếc to lớn phi thuyền bên trên, Diệp Thần cùng Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão, Ninh Xích Âm các người đứng ở đầu thuyền, hướng Hàn Nguyệt Cốc nhanh chóng đi. Ngay tại lúc này, Bắc Lăng Thịnh đột nhiên thần sắc động một cái, lấy ra đưa tin ngọc phù, rồi sau đó, hắn sắc mặt chính là chợt trầm xuống, nhìn Diệp Thần hơi cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Diệp Thần thấy vậy hỏi, đế quân, thế nào? Bắc Lăng Thịnh khẽ thở dài một tiếng, đem vậy cái đưa tin ngọc phù, ném cho Diệp Thần nói, ngươi xem. Diệp Thần mặt lộ vẻ không hiểu, tiện tay nhận lấy vậy quả ngọc phù, đem thần niệm chìm vào trong đó, rất nhanh, thì có một bức tranh ở hắn trước mắt hiện lên, sau đó vang lên một cái thanh âm. Mà Diệp Thần con người bỗng nhiên co rúm một cái, hắn trên mặt không có hiển lộ bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là có một loại vô cùng kinh khủng hơi thở từ Diệp Thần trên mình, tràn ngập ra, cho dù là Bắc Lăng Thịnh cái này mấy tên cường giả, giờ phút này, đứng ở Diệp Thần bên người, trong lòng đều là mơ hồ có một phần áp lực. Một khắc sau, rắc rắc một tiếng, vậy cái đưa tin ngọc phù trực tiếp bị Diệp Thần tạo thành nghiền. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Nguyệt Cốc bên trong bỗng nhiên phát ra ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, giống như vẫn thạch vậy đập vào mặt đất bên trên, bụi bặm bên trong, đi ra một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, chính là Diệp Thần. Hắn nhìn một cái vết máu trên đất, ánh mắt kịch liệt ba động một tí. Mà giờ khắc này, ở đó phiến vết máu trước, đang đứng một tên mặc quần áo xám, mặt mũi phổ thông, đặt ở trong đám người đều tìm không ra chàng thanh niên. Người này là Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, bất quá, nhưng hàng năm không có ở đây thiên điện bên trong, mà là ở thiên nhân vực các nơi thu thập tình báo, làm thiên điện tai mắt. Một ít thiên phú không tốt lắm đệ tử, vì kiếm lấy đạo tinh, cũng chỉ có thể lựa chọn xử lý loại này nghề. Diệp Thần đối với vậy tai mắt hỏi, cầm ngươi biết, toàn nói cho ta. Ừ, tên đệ tử kia, thần sắc cung kính nói, Chu công tử bị thương sau đó, liền bị lưu ở nơi này, thương thế rất nặng. Giữa lúc tại hạ chuẩn bị đi trước đem đưa vào y quán lúc đó, bầu trời bay tới một đóa mây đen, sau đó, Chu công tử liền không thấy. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc hơn nữa âm trầm một phần. Đan điền bị hủy, người bình thường có lẽ không có cách nào chữa trị, nhưng, Diệp Thần máu và thuật pháp nhưng có cơ hội để cho Chu Huyên phục hồi như cũ, có thể, dù vậy cũng phải sớm chữa trị mới được à. Hơn nữa, hắn hiện tại vậy cực kỳ lo âu Chu Huyên an nguy. Nhưng liền Chu Huyên ở nơi nào cũng không biết. Đây là, tên kia tai mắt do dự chốc lát, nhưng là mở miệng nói, Diệp công tử, nếu như ta đoán không lầm, Chu công tử hắn hẳn không có nguy hiểm quá lớn. À, Diệp Thần quét hắn một cái nói, ngươi có cái gì căn cứ? Vậy tai mắt chỉ một cái trên đất một chuôi nhuốm máu đoạn kiếm nói, Chu công tử tay bị chặt xuống sau đó, đoạn kiếm vậy rơi vào một bên, nhưng, hiện tại, chỉ còn lại đoạn kiếm cũng không gặp tay gãy. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được đôi mắt sáng lên.
Tai mắt tiếp tục nói, nếu như người này mang đi Chu công tử, là muốn đối với hắn bất lợi, không cần phải đem tay gãy vậy mang đi, cho nên, ta nghĩ, hắn là muốn giúp Chu công tử chữa thương, thậm chí, là hắn tiếp nối tay gãy. Diệp thần nghe vậy, thần sắc mới hòa hoãn một phần, bất quá, trong mắt hắn lại là có chút lóe lên. Chu Uyên lần này bị người cứu đi là một, để cho hắn nhớ lại Cố Tuyền. Hai chuyện này, không hề thiếu chỗ tương tự, chẳng lẽ là cùng một người nơi là. Bất quá, nếu như người này thật muốn trợ giúp Cố Tuyền và Chu Uyên mà nói, tại sao không ban đầu liền ra tay? Lấy có thể có ở đây không bị tên này tai mắt phát giác dưới tình huống mang đi Chu Uyên, chí ít cũng là quá chân cảnh trên tồn tại, cái này cùng tồn tại, nếu là ở Dương Chân Vực, cho dù thực lực bị thiên đạo nơi áp chế cũng có thể ung dung nghiền ép ám cốc người mới được. Chẳng lẽ, hắn có cái gì không thể bại lộ lý do? Sẽ là Nhâm Tiền Bối sao? Nhâm Tiền Bối ở lo lắng nhân quả dính. Nhâm Phi Phàm thực lực cực hạn cuối cùng là một mê, những cái kia trên mặt nổi thiên nhân vực cao cấp cường giả, ở bây giờ Nhâm Phi Phàm trước mặt, sợ rằng sẽ thất bại, thậm chí chết. Hơn nữa Nhâm Phi Phàm lại càng không sẽ ở vực ngoại bại lộ quá nhiều, vậy tiên hữu người biết. Không đúng, Nhâm Tiền Bối nếu như ban đầu cứu Cố Tuyền, hẳn sẽ tự mình nói mới đúng. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyện này, một chút đầu mối cũng không có, chỉ có thể dựa vào Bắc Lăng Thiên Điện lực lượng từ từ tìm, dưới mắt, hắn còn có cái khác phải làm chuyện. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ánh mắt bên trong ngay tức thì hung dâng lên sát cơ mãnh liệt. Diệp Thần nhìn về phía tên kia tai mắt nói, Tần Huân bây giờ ở đâu? Vậy tai mắt lấy ra một quả đưa tin ngọc phù, một lát sau đáp, Tần Huân đã hướng Hàn Nguyệt Cốc bên này chạy tới, trừ Tần Huân ra, còn có không thiếu võ giả. Bọn họ hẳn là lấy được công tử nội trong hôm nay sẽ tới đạt Hàn Nguyệt Cốc tin tức. Không thiếu võ giả đều là bởi vì Bắc Lăng Thiên Điện muốn trở lại đỉnh cấp tin tức mà đến, vì chính là chính mắt nhìn thấy Diệp Thần khắc tên Huyền Thiên Bia, mà Tần Huân, càng thì không muốn thả qua cái này đùa cợt, chèn ép Diệp Thần tốt cơ hội. Ở hắn xem ra, Diệp Thần căn bản không có thể khắc tên thành công. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, đánh nát Chu Uyên đan điền. Còn tự xưng nhân từ. Ta sẽ để cho hắn biết, cái gì mới kêu nhân từ. Không lâu lắm, Hàn Nguyệt trong cốc, cũng đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn võ giả, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào đứng ở Huyền Thiên Bia trước khi Diệp Thần trên mình, trong chốc lát, toàn bộ Hàn Nguyệt cốc tràn đầy mọi người tiếng nghị luận. Càn Khôn Cảnh, hắn chính là Diệp Thần. Thần sắc lãnh đạm, Càn Khôn Cảnh, hơn 20 tuổi, cùng tin đồn bên trong Diệp Thần, hoàn toàn giống nhau. Ha ha! Bắc Lăng Thiên Điện vậy thật nghĩ ra được, lại thật để cho một cái càn khôn cảnh người tới tiến hành khắc tên. Thiên nhân vực trên lịch sử cũng không có càn khôn cảnh khắc tên thành công tồn tại chứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên ánh mắt chớp mắt, nhìn về phía một cái hướng khác, nơi đó đang có một tên sắc mặt thanh hoàng thanh niên chậm rãi đi tới, trên mặt mang khinh thường cười nhạt. Chính là Tần Huân. Bỗng nhiên, Diệp Thần thân hình chính là một cái chớp động, trực tiếp xuất hiện ở Tần Huân trước mặt. Tất cả mọi người đều là sợ hết hồn. Diệp Thần muốn làm gì? Tần Huân cũng là nhướng mày một cái, Diệp Thần ở hắn xem ra chỉ là một con kiến hôi thôi, nhưng, cái này con kiến hôi sau lưng nhưng mà Bắc Lăng Thiên Điện à. Bất quá, rất nhanh, hắn chân mày liền lần nữa thư giãn ra. Hắn cảm giác được, Trương Lão đã đứng ở sau lưng hắn. Tần Huân khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, không có sợ hãi. Cho dù là Bắc Lăng Thiên Điện, thì như thế nào? Có một tên quá chân cảnh cường giả bảo vệ, Bắc Lăng Thiên Điện những cao tầng kia muốn động hắn vậy không dễ dàng đâu. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, người tên gọi là gì? Tần Huân nghe vậy, sắc mặt cân nhắc nói, ta tên gọi là gì? Ngươi hẳn đi hỏi chó của ngươi, hắn nhưng mà rất rõ ràng. Diệp Thần nhìn Tần Huân, mặt không thay đổi nói, phải không? Nói chuyện đồng thời, hắn một cái tay lại là chẳng biết lúc nào, đã quỷ dị đè ở Tần Huân mặt bên trên. Đám người thấy vậy, đều là sửng sốt một chút, càng phát ra không rõ ràng Diệp Thần muốn làm gì. Tần Huân lại là mặt hiện vẻ giận dữ, hắn chợt vận chuyển linh khí, eo ếch phát lực, thì phải đem nửa người trên ngửa về sau cầm gương mặt từ Diệp Thần trong tay rút ra, có thể. Tần Huân trong lòng đột nhiên lột bột một tí, hắn mở to cặp mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi vẻ, giờ phút này. Hắn lại là căn bản không cách nào đem mặt từ Diệp Thần năm ngón tay bên trong chiều ly đi ra ngoài à.
vậy nhìn như nhẹ nhàng đè ở mặt trên cửa trên lòng bàn tay, lại tựa như hàm chứa ngút trời cự lực. Âm thầm sợ hãi tràn vào Tần Huân trong lòng. Hắn có chút kinh hoàng mở miệng nói, thằng nhóc, cho ta thả. Bất quá, không đợi hắn cái này một câu nói xong, làm người ta hít thở khó khăn một màn liền xuất hiện. Chỉ gặp, Tần Huân khuôn mặt lại là nhanh chóng lõm xuống. Tựa như, ở Diệp Thần ngón tay hạ hòa tan vậy. Cùng lúc đó, quát to một tiếng bỗng nhiên ở Hàn Nguyệt trong cốc vang lên nói, nhóc xác rưởi, còn không cho lão phu dừng tay. Theo cái này tiếng quát to, một đạo sợ hãi đến khó có thể tưởng tượng uy áp, ngay tức thì bùng nổ, hướng Diệp Thần trấn áp đi. Cái này uy áp xuất hiện ngay tức thì, trong cốc vô số võ giả đều là thân thể run lên, không chút nào sức để kháng té quỵ trên đất, tựa như dê con cảm nhận được liền rồng thần hơi thở vậy hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, cả người xương cốt đều bị đè được rắc rắc vang dội. Mà đây, còn mơ hồ là tán toát ra một tia khí tức mà thôi à, cũng không phải thật nhằm vào bọn họ. Càng mấu chốt chính là, giờ phút này trong cốc bên trong, phần lớn đều là còn thật cảnh tồn tại. Có thể tưởng tượng được, cái này uy áp kết quả có cường đại dường nào. Trương lão ra tay, quá chân cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Quỳ sụp xuống đất các võ giả, rối rít hướng Diệp Thần nhìn, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần chết chắc, phỏng đoán ngay tức thì cũng sẽ bị cái này uy áp nghiền là xương máu chứ. Có thể, rất nhanh những người này chính là con người co giúp một cái. Bọn họ ở Diệp Thần trên mặt thấy, không phải sợ hãi, kinh hoàng các loại diễn cảm, mà là một nụ cười. Lau một cái, nụ cười khinh thường. Một khắc sau, một tiếng hét thảm ở Hàn Nguyệt trong cốc vang lên. Cái này một tiếng hét thảm, cũng không phải tới từ Diệp Thần, mà là tới từ Tần Huân. Giờ phút này, hắn cả khuôn mặt bất ngờ là bị Diệp Thần miễn cưỡng bóp nát, máu tươi cuồng trào, Tần Huân cả người nhìn như cũng là cực kỳ thê thảm, khủng bố. Mà Diệp Thần đâu? Ngạnh kháng Trương lão uy áp, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, nhưng lại còn đứng. Trương lão hơi sững sờ, ngay sau đó, sắc mặt liền khó coi, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần chĩa vào mình uy áp còn có thể ra tay. Hắn nhìn một cái Bắc Lăng Thiên Điện những cao tầng kia, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó, không khí bên trong một hồi chập chờn, một tên hình dạng khô cằn ông già ngay tức thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trương lão nhìn một cái che khuôn mặt gào thảm Tần Huân, ánh mắt run lên, trong cơ thể linh khí rung động, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thần, đang chuẩn bị mở miệng chất vấn. Có thể, lần này, Diệp Thần nhưng là không có cho Trương lão cơ hội nói chuyện, hắn nhàn nhạt hỏi, mở miệng liền kêu người nhóc rác rưởi. Lão cẩu, cha mẹ ngươi đã không dạy ngươi lễ phép. Xem ra, ta được thay bọn họ thật tốt dạy dỗ ngươi. Trương lão văn nói, trên gương mặt. Những cái kia giống như vỏ cây giống vậy nếp nhăn cũng run rẩy, trong mắt lửa giận đều phải phún ra ngoài. Trương lão từ bước vào quá chân cảnh tới nay, ở thiên nhân vực chính là trên vạn người địa vị, cho dù thiên điện đế quân thấy hắn, đều sẽ không đối với hắn nói như vậy à. Hiện tại, một cái hơn 20 tuổi, càn khôn cảnh tiểu tử, lại trực tiếp nhục mạ hắn, còn nói muốn xen vào dạy hắn. Trương lão ngưng mắt nhìn Diệp Thần, giận dữ ngược lại cười nói, lão phu. Ngược lại là phải xem, ngươi làm sao dạy dỗ lão phu. Tiếng nói vừa dứt, Trương lão khoát tay thì phải hướng Diệp Thần bắt đi. Động tác này, nhìn như phổ thông, có thể ở hắn xuất thủ ngay tức thì, đám người mơ hồ có một loại ảo giác, tựa như toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc cũng liền hướng Trương lão lòng bàn tay co rúc lại, tựa như Hàn Nguyệt Cốc đều phải bị một chảo này cắn nuốt liền vậy. Diệp Thần lạnh lùng nói, làm sao dạy dỗ? Rất đơn giản, tìm người. Xích Âm tỷ, ra tay. Diệp Thần tự nhiên không thể nào dốt nát đến chống cự cường giả như vậy, nhưng, hắn không phải tới một mình. Nháy mắt tức thì, lại là một đạo tuyệt cường khí tức, ngay tức thì ở Hàn Nguyệt trong cốc bay lên, Diệp Thần trước người, đột nhiên xuất hiện một tên cô gái xinh đẹp, cô gái này dung nhan tuy đẹp, nhưng mang một cổ anh khí, sát khí. Nàng nhìn đang đưa tay chộp tới Trương lão, mặt đẹp bên trên hung quang lóe lên nói. Lão già kia, người quả thật thiếu dạy dỗ. Trương lão thấy cô gái này ngay tức thì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái tay kia vậy cương ở giữa không trung bên trong. Hắn có chút khó khăn từ cổ họng bên trong gạt bỏ mấy chữ nói, tu la tuyệt sát ninh xích âm. Bắc Lăng Thiên Điện, thật muốn là một cái càn khôn cảnh tiểu tử làm được như vậy bước. Bắc Lăng Thịnh, chẳng lẽ là điên rồi. Trương lão nhưng mà rất rõ ràng, ninh xích âm người nữ nhân điên này có nhiều đáng sợ.
trọng yếu nhất chính là, Ninh Xích Âm thực lực chiến đấu xa ở trên hắn. Hơn nữa như vậy liều mạng phương thức chiến đấu, cho dù xem hắn như vậy cường giả thấy cũng không miễn trong lòng rụt rè, và Ninh Xích Âm giao thủ, một cái không tốt, nhưng mà sẽ chết người à. Nàng cũng không sẽ quản ngươi là thân phận gì. Ninh Xích Âm cười lạnh một tiếng nói, ta Bắc Lăng Thiên Điện làm việc, há lại là ngươi cái loại này chỉ nửa bước bước vào quan tài lão thất phu, có thể thấy rõ ràng. Hãy bớt nói nhảm đi, chiến. Nháy mắt tức thì, vô biên sát khí ở Ninh Xích Âm quanh thân mãnh liệt, tay nàng bên trong nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm quang giống như hung tinh vậy, vừa chói mắt rực rỡ, lại thấu xương băng hàn. Một khắc sau, một kiếm hướng Trương lão lướt đi. Sáng chói kiếm quang, giống như hung tinh chết, hủy diệt vạn vật. Đối mặt một kiếm này, Trương lão rốt cuộc không cách nào lại giữ chấn định, trong tay hắn nhiều hơn một mặt mộc thuẫn, thả ra cuồn cuộn thanh quang, đem thân thể hoàn toàn bảo vệ ở trong đó. Trương lão lại là liền xuất thủ dự định cũng không có, lựa chọn hoàn toàn phòng ngự. Nháy mắt tức thì, kiếm quang cùng mộc thuẫn ầm ầm đụng nhau, mặc dù, Trương lão tiếp nhận một kích này, nhưng... Vậy mộc thuẫn bên trên cũng là hiện lên một đạo liệt ngân. Cái này hai người quá chân cảnh cường giả, ở nơi này hàn nguyệt trong cốc chiến ở một nơi. Từng cơn mãnh liệt chập chờn, cơ hồ phải đem toàn bộ hàn nguyệt cốc hóa là một mảnh phế tích. Thành thật mà nói, Diệp Thần ngược lại là rất muốn tự tay động thủ đánh bại Trương lão, đáng tiếc dưới mắt thực lực căn bản không có thể, tiểu hắc vậy thời gian ngắn không thể xuất thủ lần nữa. Bất quá, hắn còn có việc có thể làm, không phải sao. Diệp Thần từng bước, đi tới vừa mới bỏ người lên, cả khuôn mặt đã bị hoàn toàn bóp vỡ Tần Huân trước người. Tần Huân tựa hồ cảm ứng được cái gì, phát ra một tiếng thét chói tai, cổ tay lộn một cái, chuôi này súng ngắn rơi ở trong tay, ngay tức thì hướng Diệp Thần đánh ra một thương, cuồng loạn hét lớn, cho ta chết. Cho ta chết à. Có thể con rồng này ảnh kèm theo, nhìn như uy thế động trời một thương, nhưng là bị Diệp Thần tùy ý nắm ở trong tay, súng vây ron ảnh. Cũng giống như ảo giác vậy, ngay tức thì tiêu tán. Tất cả mọi người đều là trợn tròn mắt, thật là so Ninh Xích Âm đột nhiên xuất hiện cùng Trương lão giao thủ, còn dọa người hơn à. Ban đầu, Diệp Thần bị thương nặng Tần Huân, bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì đánh lén, Tần Huân khinh thường dưới, mới bị thương. Bây giờ nhìn lại, bọn họ sai rồi, hơn nữa, sai ngoại hạng. Diệp Thần thực lực hoàn toàn nghiền ép Tần Huân à. Mà Tần Huân giờ khắc này, đạo tâm đều phải hoàn toàn hỏng mất, vô biên kinh hoàng đã đem hắn ý thức chìm ngập. Diệp Thần bình thản mở miệng nói, nghe nói, người rất nhân từ. Ta cũng rất nhân từ, người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đổi thành người bình thường nghe, có thể sẽ thở phào một cái, có thể Tần Huân thân thể run rẩy ngược lại càng thêm lợi hại. Vì sao? Bởi vì, Diệp Thần tăng thêm nhân từ hai chữ, hắn rất rõ ràng. Cái này cái gọi là nhân từ, vậy thì đại biểu sống không bằng chết à. Bỗng nhiên, Tần Huân quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, dùng vậy trương nát vụn mặt kêu khóc nói, Diệp công tử, ta. Ta nguyện ý tự phế đan điền, tới bồi thường đối với ngươi người làm tạo thành tổn thương, cầu ngươi, tha ta một mạng đi. Diệp Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ta lúc nào nói qua, phải phế ngươi đan điền. Cái này, Tần Huân có chút không nghĩ ra được. Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thần tùy ý nói, ta muốn phế tuyệt không chỉ một đan điền đơn giản như vậy, thân thể con người tổng cộng có 206 khối xương cốt, mà ta, phải đem những thứ này xương cốt, từng cái bóp vỡ. Không cùng Tần Huân mở miệng lần nữa, Diệp Thần đã đem tay đè ở hắn trên bả vai, mênh mông cự lực xông ra, một hồi vỡ vang lên tiếng bên trong, Tần Huân bả vai, liền hoàn toàn nghiền, máu tươi chảy ròng. Tiếp theo. Từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Diệp Thần lại là thật một khối bóp nát hắn xương cốt. Hàn Nguyệt Cốc bên trong tất cả mọi người là hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cho dù ở võ đạo thế giới, một màn này cũng có chút tàn nhẫn. Mấu chốt nhất là, Tần Huân là Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử à. Có thể, chỉ là tổn thương Diệp Thần người làm, liền bị trả thù liền tình cảnh này. Đây mới thật sự là tàn nhẫn. Tất cả người... Cũng ở trong lòng âm thầm thề, từ bây giờ về sau, trêu chọc ai, đều không thể trêu chọc Diệp Thần à. Làm Diệp Thần buông ra Tần Huân lúc đó, hắn thân thể đã hoàn toàn bị máu tươi nơi nhuộm đỏ, cả người vậy giống như một bãi thịt vụn vậy, sụi lơ ở trên mặt đất, thê thảm đến không cách nào hình dạng. Trương lão thấy một màn này,
đã là mắt chừng sắp nứt. Tần Huân nhưng mà Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử à, không chỉ như vậy, gia gia của hắn ở Đông Hoàng Thiên Điện cũng là một phương trưởng lão. Cứ như vậy bị Diệp Thần miễn cưỡng phá hủy. Đông Hoàng Thiên Điện mặt mũi, hôm nay coi như là mất hết. Bất quá, hiện tại, liền hắn đều đã tự thân khó bảo toàn, vậy Mộc Thuẫn ở Ninh Xích Âm điên cuồng công kích dưới, rất nhanh cũng đã trải rộng vết rách. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng, vậy Mộc Thuẫn hoàn toàn văng tung tóe, Trương lão na khô cằn mặt mũi cũng là lập tức sợ hãi đứng lên, quát to, Ninh Xích Âm, ngươi dám. Ninh Xích Âm cười lạnh một tiếng, ngay cả lời cũng lười nói, một kiếm liền hướng Trương lão vặn cổ đi. Mãnh liệt kiếm quang, ngay tức thì phong tỏa Trương lão, tên này quá chân cảnh cường giả, giờ phút này cũng là không khỏi được ánh mắt run rẩy. Trong tay nắm chặt một chuôi cây xiên gỗ, cuồng múa, cuồn cuộn thanh quang ngay tức thì từ vậy cây xiên gỗ bên trong mãnh liệt ra, hóa thành vô số sấm sét màu xanh, từng cơn nổ ầm thật là phải đem người ở tại tràng thần hồn cũng chấn động được nghiền, không thiếu võ giả thất khiếu bên trong đã xông ra máu tươi. Trương lão giờ phút này hiển nhiên cũng đã liều mạng, một kích này thanh thế cực kỳ sợ hãi. Thoáng qua tới giữa, Ninh Xích Âm chém ra kiếm quang, liền cùng vậy màu xanh gió bão, ầm ầm đụng nhau, chỉ gặp, cái này nhìn như sợ hãi màu xanh gió bão, lại là chỉ kiên trì không tới một cái hô hấp thời gian, liền ầm ầm bể tan tành, kiếm quang kia tiếp tục hướng Trương lão đánh đi. Trương lão thần sắc cuồng biến, chợt bóp nát một quả ngọc bội, hắn quanh thân hiện lên một cái phỉ thúy vậy màn hào quang, khó khăn lắm chặn lại đánh tới kiếm mang. Nhưng, dù vậy, Trương lão cũng là chợt vượt trội một ngụm máu tươi, hơi thở ngay tức thì uể oải đi xuống. Mà Ninh Xích Âm có thể không chút nào thu tay dự định, trường kiếm trong tay liền múa, cuồn cuộn kiếm quang mơ hồ nối thành một tòa kiếm trận, hướng Trương lão, chân áp đi. Không. Giờ khắc này, Trương lão rốt cuộc phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, thân hình chớp mắt, tựa hồ muốn từ nơi này chạy trốn, nhưng, kiếm kia trận nhưng là đem đúng mảnh không gian cũng hoàn toàn giam cầm, cho dù lấy Trương lão thực lực, trong chốc lát cũng không cách nào từ kiếm trận dưới chạy trốn. Nháy mắt tức thì, kiếm kia trận giống như từ trên trời giáng xuống lưỡi dao sắc bén vậy, đem Trương lão thân thể trực tiếp nghiền bể thành xương máu. Tất cả mọi người đều là trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Một tên quá chân cảnh cường giả, lại cứ như vậy bị tàn sát. Trong chốc lát, đáy lòng của bọn họ cũng đối với Diệp Thần cùng Ninh Xích Âm cái này đối với người tàn nhẫn sinh ra vô biên sợ hãi. Bà điên, nhất định chính là bà điên. Thậm chí, bọn họ đối với Bắc Lăng Thiên cũng bộc phát kính sợ đứng lên. Bắc Lăng Thiên Điện đơn giản là một đào tạo quái vật địa phương à. Vẫn là như vậy, ăn thịt người không nhả xương quái vật. Đột nhiên tới giữa, máu kia xương mù bên trong hiện lên một đạo ảm đạm bóng dáng, bóng người kia chớp mắt, liền mượn huyết khí hướng phương xa phi độn đi, Ninh Xích Âm thấy vậy cười lạnh nói, lão già kia, dạy dỗ vẫn chưa kết thúc đây. Dứt lời, chính là hướng vậy đạo hồn phách một kiếm chém tới. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lên, Ninh Xích Âm, ngươi dám. Một khắc sau, ba đạo vô cùng kinh khủng thần niệm lực, chính là đồng thời từ trên trời hạ xuống, đem Ninh Xích Âm kiếm quang biến thành vô hình, vậy ba đạo thần niệm lực ngay tức thì biến thành ba đạo thân ảnh, chắn Trương lão hồn phách trước. Cái này ba đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Đông Hoàng Vong Cơ, Vạn Vô Quang, Hứa Yến Linh ba người. Trương lão thấy cái này mấy đạo thân ảnh, cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, giấu thân ở cái này ba đạo thân ảnh sau đó. Đông Hoàng Vong Cơ sắc mặt vô cùng khó khăn xem, bọn họ thân ở Đông Hoàng Thiên Điện, không cách nào đích thân tới, ở cảm ứng được Trương lão gặp phải nguy hiểm sau đó, liền lập tức thi triển bí pháp, giáng xuống thần niệm hóa thân, cái này thần niệm hóa thân có thể tạm thời có bản thể bộ phận thực lực, ba người liên thủ ngược lại là đủ để ngăn trở Ninh Xích Âm, để cho Trương lão có cơ hội chạy thoát thân. Nhưng, vẫn là trễ một bước. Mỗi một tên quá chân cảnh tồn tại cho dù đối với thiên điện mà nói đều là cực kỳ quý báu tài nguyên à. Đông Hoàng Vong Cơ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bắc Lăng Thiên Điện lại là điên cuồng đến tình cảnh này, cũng dám trực tiếp đối với bọn họ Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão ra tay. Bất quá, cũng may Trương lão hồn phách không có tiêu tán, lấy Đông Hoàng Thiên Điện thủ đoạn, vẫn có thể thay Trương lão trọng tố thân xác, mặc dù cần phải bỏ ra giá không nhỏ, nhưng còn chưa tính là tổn thất thảm trọng. Có thể, ngay tại lúc này, một bóng người bỗng nhiên chớp mắt, xuất hiện ở hồn phách trạng thái Trương lão thân cạnh,
mà Đông Hoàng Vong Cơ tâm thần hoàn toàn phong tỏa ở Ninh Xích Âm trên mình căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trương lão sắc mặt biến đổi, không đợi hắn làm ra phản ứng, đã bị người nó hung hãn siết ở lòng bàn tay. Đông Hoàng Vong Cơ ba người con ngươi co rúm một cái, ngay tức thì hướng người nọ nhìn, người này bất ngờ chính là Bắc Lăng Thịnh. Đông Hoàng Vong Cơ gương mặt vặn vẹo một tí, vô cùng âm trầm mở miệng nói, Bắc Lăng Thịnh, ngươi làm gì? Chẳng lẽ, Bắc Lăng Thiên Điện thật muốn cùng ta Đông Hoàng Thiên Điện đánh một trận không được? Bắc Lăng Thịnh ngưng mắt nhìn Đông Hoàng Vong Cơ, chậm rãi mở miệng, hắn chỉ nói một câu nói. Lần sau, còn dám đối với Diệp Thần ra tay, ta và ngươi bảo đảm, ta Bắc Lăng Thiên Điện, ắt sẽ cùng ngươi, không chết không thôi. Tiếng nói vừa dứt, trong tay linh quang bạo tăng, một tiếng hét thảm phát ra, Trương lão hồn phách ngay tức thì bốc hơi. Trương lão, chết! Bắc Lăng Thịnh không cho phép bất kỳ có thể uy hiếp được Diệp Thần tồn tại, cho dù là làm thương tổn Diệp Thần người bên cạnh, cũng không được. Đông Hoàng Vong Cơ ba người nhìn Bắc Lăng Thịnh, con người đều phải nổ tung, nếu không phải bọn họ phủ xuống chính là thần hồn hóa thân, phỏng đoán bị tức hộc máu cũng có thể à. Có thể, giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ ba người nhưng cũng không dám chút nào cử động. Bọn họ rất rõ ràng, Bắc Lăng Thịnh không phải uy hiếp, mà là nghiêm túc à. Tên này là thật cầm Diệp Thần làm Bắc Lăng Thiên Điện không mà đối đãi. Hứa Yến Linh sắc mặt vô cùng khó coi truyền âm nói, đế quân, làm thế nào? Đông Hoàng Vong Cơ trầm mặc chốc lát, thật sâu nhìn Bắc Lăng Thịnh một cái nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận, chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, ba đạo thân ảnh biến mất. Vậy Hàn Nguyệt Cốc bên trong võ giả đã hoàn toàn thất thần, trong ngày thường những cái kia cao cao tại thượng, giống như thần minh vậy thiên điện đế quân, hôm nay, lại là tiếp liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, mà đây căn nguyên, đều là bởi vì là một người. Diệp Thần. Tên này không tới 100 tuổi, ước chừng càn khôn cảnh tu vi thanh niên, nhưng tựa như thành khuấy động toàn bộ thiên nhân vực phong vân rồng thần à. Bắc Lăng đế quân vì duy trì hắn, trực tiếp hợp lại lên toàn bộ thiên điện, ép được Đông Hoàng đế quân cũng không thể không nhượng bộ à. Giờ phút này, Hàn Nguyệt Cốc một nơi bóng mở bên trong, một tên nam tử lạnh lùng nhìn Diệp Thần, trên mặt hiện lên lau một cái vẻ âm trầm, Diệp Thần lớn nổi tiếng, để cho hắn vô cùng khó chịu, càng khó chịu là Bắc Lăng Thiên Điện thái độ. Rõ ràng là cái phế vật, Bắc Lăng Thiên Điện tại sao cầm hắn làm bảo như nhau. Mình Thiên Phú hôm nay đã nghiền ép Diệp Thần, nhưng vẫn không có đạt được loại đãi ngộ này à. Người này, chính là Lục Băng. Bất quá, hắn rất nhanh chính là cười lạnh nói, thằng nhóc, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Chỉ cần ở Huyền Thiên Bia khắc tên trên, nghiền ép Diệp Thần, như vậy nâng được càng cao, té được càng thảm, Diệp Thần sẽ trực tiếp từ vạn cổ yêu nghiệt lâm vào là vạn cổ cười nhạo. Diệp Thần cũng không có chú ý tới Lục Băng, hắn ánh mắt quét qua Hàn Nguyệt Cốc, nhưng là khẽ cau mày, trong cốc hoàn toàn không gặp Chu Thông bóng người. Hắn đã thông qua Bắc Lăng Thiên Điện biết liên quan tới Chu gia chuyện. Chu gia nguyên bản cũng coi là một gia tộc lớn, bất quá, đếm 100.000 năm trước, Chu Huyên Cô cũng là một đời thiên kiêu, gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện, thậm chí, liền Đông Hoàng Vong Cơ, đối với nàng cũng khá là chân thành, có thể, Chu Huyên Cô nhưng là cự tuyệt Đông Hoàng Vong Cơ, lựa chọn mình nơi yêu người, có thể, có một ngày, nàng nhưng là đột nhiên mất tích. Cũng là từ đó về sau, Chu gia liền bắt đầu sa sút. Chu gia sa sút sau đó, tất cả người liền đem mũi dùi chỉ hướng Chu Huyên Cô, cùng với chống đỡ Chu Huyên Cô cô Chu Huyên phụ thân. Từ đây, Chu Huyên phụ thân chịu hết lật đổ, mà Chu Huyên và hắn muội muội từ nhỏ vậy cơ hồ là ở của Chu gia hành hạ bên trong lớn lên. Cho tới hôm nay, Chu Huyên muội muội còn bị nhốt ở Chu gia bên trong, làm cùng càng thế lực cường đại kết minh tiền đặt cuộc. Ở Diệp Thần xem ra, Chu Huyên và Chu gia tuyệt đối không có cái gì thân tình. Ngược lại càng giống như là kẻ địch, đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Chu Thông. Có thể cái này Chu Thông ngược lại là xảo quyệt, lại là khi biết hắn muốn tới đến Hàn Nguyệt Cốc sau đó, liền trước thời hạn trốn. Diệp Thần lẩm bẩm nói, xem ra, phải đi Chu gia đi tới lui. Bắc Lăng Thịnh đi tới Diệp Thần bên người nói, Diệp Thần, Chu Huyên chuyện, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ điều động tất cả tài nguyên, vì ngươi dò xét tung tích của hắn. Hiện tại, chuyên tâm chuẩn bị ở Huyền Thiên trên bia khắc tên đi. Diệp Thần nghe vậy, thi lễ một cái nói, đa tạ đế quân. Sau đó, hắn liền hướng Huyền Thiên bia đi tới, mà một đám võ giả ánh mắt rối rít rơi vào Diệp Thần trên mình. Bọn họ không biết,
cái này tùy tiện nghiền ép Tần Huân, làm thiên nhân vực là chấn động thanh niên, sẽ lưu lại thành tích như thế nào? Có thể, ngay tại lúc này, một tên chàng trai thanh âm nhưng là từ đám người bên trong vang lên nói chậm đã. Đám người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, hai đạo thân ảnh vượt qua đám người ra, xuất hiện ở Bắc Lăng Thịnh cùng Diệp Thần trước mặt. Cái này hai người, một người mặt như quan ngọc, nhìn qua hơn 30 tuổi tuổi tác, cả người hơi thở sâu không lường được, giơ tay nhấc chân tới giữa, tản ra một cổ cùng bẩm sinh tới quý khí. Một người khác, mặc quần áo đen, nhìn qua là một tên khá là thanh niên anh Tuấn. Bắc Lăng Thịnh khẽ cau mày nói, Nam Tiêu nghe tiếng. Đám người nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi, liền Nam Tiêu Thiên Điện Đế Quân cũng xuất hiện. Nam Tiêu nghe tiếng giờ phút này, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, hắn nhìn Diệp Thần một mắt, nhàn nhạt nói, Bắc Lăng Thịnh, nghe nói, người muốn cho Diệp Thần càn quét hết thảy huyền thiên trên bia yêu nghiệt, sáng tạo mới ghi chép. Bắc Lăng Thịnh ánh mắt trầm xuống, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu, hắn lạnh lùng, phải thì như thế nào? Nam Tiêu nghe tiếng nghe vậy cười một tiếng nói, đã như vậy, vậy ngươi hẳn để cho ta đệ tử đi trước tiến hành khắc tên, nếu không, cho dù Bắc Lăng Thiên Điện hiện tại sáng lập tân kỷ ghi, nói nhất định, một giây kế tiếp liền bị người đột phá đâu. Không cùng Bắc Lăng Thịnh mở miệng, Nam Tiêu nghe tiếng liền đối với bên cạnh thanh niên nói, Lục Băng, cho Bắc Lăng Đế Quân thi lễ. Lục Băng nghe vậy, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, bước lên một bước, hướng về phía Bắc Lăng Thịnh ôm quyền nói, vãn bối Lục Băng, gặp qua Bắc Lăng Đế Quân. Nhưng vào lúc này, một cổ tuyệt cường khí tức nhưng là ngay tức thì từ Lục Băng trong cơ thể bộc phát ra. Nguyên bản, bởi vì Lục Băng thu liễm hơi thở, có chút hiếu kỳ Lục Băng thực lực đám người, giờ khắc này, đều là sắc mặt cuồng biến, một bộ thấy quỷ hình dáng. Bọn họ rất rõ ràng, Lục Băng tản ra hơi thở lai lịch rất khủng bố. Thức tỉnh. Trong chốc lát, toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc oanh động. Nam Tiêu Thiên Điện, ở Nam Đại Thiên Điện bên trong một mực thuộc về không nóng không lạnh tồn tại, có thể hiện tại, nhưng là bồi dưỡng được một tên trình độ cao nhất yêu nghiệt. Nếu như không ra ngoài dữ liệu, mấy trăm năm sau đó, Nam Tiêu Thiên Điện thì phải điên cuồng quật khởi chứ. Giờ phút này, liền liền Bắc Lăng Thịnh đều là không khỏi được con ngươi co giúp một cái, nhìn Lục Băng trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. 400 tuổi liền đạt tới như thành tựu này, chỉ cần phía sau không chết, tất nhiên xưng bá thiên nhân vực, thậm chí có thể đi thái thượng thế giới. Trong chốc lát, hắn lòng tin đều có chút dao động. Mặc dù, hắn biết Diệp Thần thực lực vượt xa cảnh giới, có thể, muốn cùng Lục Băng so có thể vẫn là có chút miễn cưỡng liền chứ. Bắc Lăng Thịnh rất rõ ràng, Diệp Thần mạnh mẽ ở chỗ thiên phú và nội tình, mà Diệp Thần khuyết điểm chính là cảnh giới. Mà Lục Băng hai phương diện này đều không kém à, cơ hồ không có khuyết điểm. Vừa so sánh, hai người chênh lệch, bao lớn. Bắc Lăng Thịnh sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, không chỉ là hắn, một đám Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng sắc mặt cũng khó coi à. Phải biết, Bắc Lăng Thịnh lần này chiêu cáo thiên hạ, nhưng mà chịu trách nhiệm nguy hiểm cực lớn, nếu như Diệp Thần không thể sáng tạo huyền thiên bi ký ghi, như vậy, Bắc Lăng Thiên Điện danh vọng có thể nói thì phải rớt tới đáy cốc. Đây là. Nam Tiêu nghe tiếng nhìn về phía Ninh Xích Âm, khẽ mỉm cười nói, chữ cô nương, ngày đó, ngươi châm chọc ta tầm mắt không đủ, ngày hôm nay ngươi còn có thể nói ra lời giống vậy sao? Ninh Xích Âm nghe vậy, mắt đẹp bên trong hung quang chớp mắt, nhưng không có lên tiếng. Nàng có thể khẳng định, Diệp Thần tiềm lực vượt xa Lục Băng, nhưng, hôm nay khắc tên huyền thiên bia, liền nàng cũng không dám nói, Diệp Thần có thể thắng được Lục Băng. Bởi vì hiện tại khắc bia, Diệp Thần không phải thích hợp nhất thời điểm, mà Lục Băng nhưng là thích hợp nhất thời điểm à. Hàn Nguyệt Cốc bên trong không ít người cũng là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, Bắc Lăng Thiên Điện, đây là mang lên đá đập mình chân à. Cho dù Diệp Thần nghiền ép Tần Huân, cũng không có ai tin tưởng, Diệp Thần so Lục Băng mạnh hơn. Bắc Lăng Thịnh mặt mũi cũng là băng hàn một phiến, nhìn Nam Tiêu nghe tiếng nói, Nam Tiêu nghe tiếng, người đây là ý gì? Nếu không phải là ở lần này huyền thiên bia mở tiến hành khắc tên. Nam Tiêu nghe tiếng điều này hiển nhiên là cố ý ở nhằm vào Diệp Thần à. Ngón này, quả thật chơi rất tốt, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Nam Tiêu Thiên Điện lại là đột nhiên ra một thức tỉnh thiên phú yêu nghiệt. Phải biết, nguyên bản Bắc Lăng Thiên Điện Thiết Mạc Bắc Thiên Phú đã vô cùng nghịch thiên, có thể, so sánh mà nói, có thể nói, lục nước đá thiên phú đã giành trước tất cả đại thiên điện trên mặt nổi yêu nghiệt.
Nam Tiêu nghe tiếng khóe miệng, dương lên vẻ chế nhạo nụ cười nói, làm sao, Bắc Lăng Thịnh, ngươi là sợ. Ừ, không phải chiêu cáo thiên hạ sao? Cái này thì không được, cũng khó trách ngươi biết sợ, nếu như Bắc Lăng Thiên Điện từ đây biến thành chuyện Tiếu Lâm nói, vậy cũng là ngươi công lao à? Lục Băng cũng là nhìn về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói, Diệp Thần, ngươi không phải một mực rất cuồng ngạo sao? Không phải một mực tự ý ngông là sao? Không phải một mực không chịu cúi đầu sao? Làm sao, hiện tại ở bổn công tử trước mặt, muốn rụt? Bổn công tử hiện tại hỏi ngươi, ngươi dám tiếp nhận bổn công tử khiêu chiến, ở bổn công tử sau đó, tiến hành khắc tên sao? Bắc Lăng Thịnh sắc mặt, càng thêm khó coi, hôm nay, huyền thiên trên bia chóp đỉnh nhất một cái tên, ở vào 67 xích chỗ, căn cứ Bắc Lăng Thịnh phỏng đoán, bằng Diệp Thần thiên phú và thực lực khắc tên vị trí đủ để vượt qua 70 thước. Cho nên, đổi mới ghi chép không khó khăn, nhưng, Lục Băng một khi trước khắc tên liền không thể nói liền à. Cho nên, biện pháp ổn thỏa nhất, chính là để cho Diệp Thần trước tiến hành khắc tên, coi như bị Lục Băng phá vỡ kỷ lục, dầu gì vậy coi là đổi mới qua, thực hiện Bắc Lăng Thiên Điện chiêu cáo thiên hạ chuyện, mặt mũi chí ít sẽ xinh đẹp một ít. Có thể hiện tại, Lục Băng và Nam Tiêu nghe tiếng nói ra như vậy một phen, Bắc Lăng Thiên Điện cũng đã không thể lui được nữa à. Nếu như tránh lui, Bắc Lăng Thiên Điện há không phải thật thành con rùa đen rút đầu. Vậy, cho dù Diệp Thần tạm thời đổi mới ghi chép cũng không có ai sẽ mãi hết. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần trên mình. Có thể, mới vừa đối mặt Tần Huân còn cao điều vô cùng Diệp Thần, giờ khắc này nhưng là trầm mặc, không nói một lời, an tĩnh đứng tại chỗ, một lát sau, mới nói liền một chữ. Được. Trong chốc lát, tất cả mọi người khóe miệng đều là dương lên một nụ cười. Cái này hay, sức lực hoàn toàn không có à. Xem ra, Diệp Thần ngạo cũng phân là tình huống à, đối mặt Lục Băng còn là sợ. Mà Lục Băng cùng Nam Tiêu nghe tiếng thấy vậy, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ vui mừng, nụ cười bên trong vậy tràn đầy tự tin mùi vị. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần có điên cuồng cỡ nào, kiêu ngạo, không phải một người thích nhịn người, có thể hiện tại, đối mặt bọn họ châm chọc chỉ nói tốt. Vậy chỉ có thể nói rõ, Diệp Thần thật không phải là lục nước đá đối thủ, kinh sợ. Hai người đều là vô cùng tin chắc, lần này, bọn họ có thể hung hãn đánh Bắc Lăng Thiên Điện và Diệp Thần một tát. Lục Băng lại là hưng phấn được máu đều sôi trào, hắn nằm mộng cũng nhớ trước cầm Diệp Thần dẫm ở lòng bàn chân, cho Lục Trường Phong báo thù à. Bắc Lăng Thiên Điện người, trong mắt chính là hiện lên vẻ thất vọng, xem ra, Diệp Thần mình vậy thừa nhận không phải Lục Băng đối thủ. Giờ phút này, liền liền Huyền Hàn Ngọc đều có chút không hiểu nói, Diệp Thần, người tại sao không nói lời nào? Nàng rất rõ ràng, Diệp Thần thiên phú tuyệt đối ở Lục Băng bên trên. Diệp Thần nhàn nhạt nói, không cần phải, ừ, trước hết để cho bọn họ cao hứng một hồi, có đôi lời kêu trèo càng cao, té được càng thảm. Bất kỳ lời nói, cũng kém hơn hành động thực tế, còn có sức thuyết phục. Hắn có cái gì tốt nói? Một hồi, dụng sự thực đánh mặt không thì phải. Hơn nữa, hắn còn sợ cầm Nam Tiêu nghe tiếng và Lục Băng hù chạy đâu, vạn nhất mình trả miếng, bọn họ lần này không khác tên đâu. Bắc Lăng Thịnh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nam Tiêu nghe tiếng một lát sau, gật đầu một cái nói, các ngươi, khác tên đi. Hắn trong lòng, âm thầm có một cái quyết định. Lục Băng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, thân hình chớp mắt, đã xuất hiện ở Huyền Thiên Bia trước, cổ tay hắn lộn, nháy mắt tức thì, một cổ tuyệt mạnh khí lạnh bao phủ toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc. Liền liền Huyền Thiên Bia bề ngoài, đều ở đây hàn khí này bên trong kết thành một tầng băng xương. Xuất hiện ở Lục Băng trong tay, chính là một chuôi huyền băng trường kiếm. Hàn Thiên Kiếm. Trong chốc lát, Bắc Lăng Thịnh không nhìn được kinh hô một tiếng, nhìn về phía Nam Tiêu nghe tiếng con ngươi đều phải trừng tét. Hàn Thiên Kiếm, chính là Nam Tiêu Thiên Điện chí bảo một trong, hiện tại, vì chèn ép Bắc Lăng Thiên Điện liền cái này cùng bảo bối cũng phải lấy ra. Cái này Nam Tiêu nghe tiếng cũng là xuống vốn gốc à. Những cái kia đang phi thuyền bên trên chú ý Hàn Nguyệt Cốc Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng, cũng là mặt đầy tức giận, bọn họ biết, lần này Bắc Lăng Thiên Điện thật muốn thua. Yêu nghiệt như vậy, lại phối hợp Hàn Thiên Kiếm. Đừng nói là đổi mới nhiều năm như vậy ghi chép, đổi mới lịch sử ghi chép, đều có thể à. Lục Băng đắc ý nhìn Diệp Thần một mắt, gặp Diệp Thần như cũ một bộ biểu tình lãnh đạm, âm thầm cười lạnh nói, ngươi liền trang đi, xem ngươi có thể trang tới khi nào.
Một khắc sau, băng vân thần thể thi triển, cuồn cuộn băng khí lượn lờ ở lục băng quanh thân, vô số võ giả giờ phút này cũng cảm thấy mình máu đều bị hoàn toàn đóng kết, căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào, trên mặt đều là hiện lên vẻ hoảng sợ. Mà vậy Hàn Thiên Kiếm, tựa hồ cảm nhận được liền cùng chủ nhân tới giữa phù hợp, phát ra một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm. Một khắc sau, lục băng khẽ quát một tiếng nói, Vân Thiên Hàn Long Kiếm. Vậy cuồn cuộn băng vân ngay tức thì ở vô tận kiếm khí bên trong, biến thành một cái trông rất sống động, giống như vật còn sống giống vậy băng xương cự long, hướng vậy huyền thiên bia gào thét đi, cùng lúc đó, một loại năng lượng đặc thù tràn vào vậy cự long bên trong, khiến cho kiếm thế ngay tức thì tăng vọt gấp mấy lần. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói, đây chính là băng vân thần thể. Nháy mắt tức thì, vậy băng long liền đụng vào huyền thiên bia bên trên, một cổ kinh khủng khí lạnh ngay tức thì bộc phát ra. Đem Hàn Nguyệt trong cốc vạn vật đều đông thành nghiền. Bắc Lăng Thịnh, Ninh Xích Âm các người sắc mặt bộc phát khó coi, băng vân thần thể, phối hợp cái này Hàn Thiên Kiếm, quả nhiên khủng bố, hàn khí này thậm chí để cho bọn họ cường giả loại này, đều cảm giác được từng tia phức tạp. Lục băng mặc dù chỉ là mới vừa thức tỉnh, nhưng, một kiếm này, sợ rằng phần lớn thiên tuế trở xuống võ giả, đều khó ngăn cản. Mà những cái kia bị đông thành tượng đá võ giả, liền thần hồn đều bắt đầu run rẩy, hoàn toàn bị lục nước đá mạnh mẽ rung động. Tất cả mọi người đều là ngưng mắt nhìn huyền thiên bia, một khắc sau, vậy băng long tiêu tán, mà huyền thiên bia bên trên hiện lên lục băng hai chữ. Trong chốc lát, toàn bộ Hàn Nguyệt Cốc, tĩnh mịch, tựa như thật bị lục băng một kiếm này, đóng băng vạn cổ vậy. Hắn tên chữ, bất ngờ xuất hiện ở 76 thước vị trí. Thành tích này, sợ hãi vạn cổ liền à. Nam Tiêu nghe tiếng, lại là ha ha phá lên cười, hài lòng, quá vẹn toàn ý. Mà vậy từ rung động bên trong khôi phục như cũ các võ giả, từng cái nhìn Diệp Thần, hoặc là thương hại, than thở, hoặc là, chính là châm chọc cùng cười trên sự đau khổ của người khác. 76 xích, cái thành tích này, thiên nhân vực trên lịch sử cũng lác đác không có mấy. Mặc dù rất nhiều cường giả và ẩn núp yêu nghiệt sẽ không tham dự khắc bia, nhưng năm đại thiên điện cũng sẽ phái một ít thích hợp thả trạng thái đỉnh cấp đệ tử tham dự à. Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng không khả năng vượt qua lục băng chứ. Không có một người, coi trọng Diệp Thần, bao gồm Bắc Lăng thiên điện cao tầng. Bắc Lăng Thịnh cùng Ninh Xích Âm gương mặt, cũng là ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Lục băng nhìn Diệp Thần cười lạnh nói, Diệp Thần, đến ngươi, có thể dù sao cũng đừng lùi bước à. Diệp Thần nghe vậy, nhàn nhạt liếc hắn một mắt. Một khắc sau, sát kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Nam Tiêu nghe tiếng cũng là cân nhắc đối với Bắc Lăng Thịnh hỏi, Bắc Lăng Thịnh, lục băng cái thành tích này, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu ngươi có chiêu cáo thiên hạ lòng tin, Diệp Thần thành tích không thể nào so lục băng thấp chứ? Bắc Lăng Thịnh hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Nam Tiêu nghe tiếng, mà là đột nhiên đi tới Diệp Thần trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, Diệp Thần, chờ một chút. Một khắc sau, một chuôi toàn thân đỏ tươi, giống như do máu tươi đúc ra, tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem cái này thanh trường kiếm, đưa cho Diệp Thần nói, Diệp Thần, dùng cái này. Nguyên bản còn mặt đầy nụ cười Nam Tiêu nghe tiếng, mặt mũi ngay tức thì động lại, hắn không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi nói, ngục máu ma kiếm. Bắc Lăng Thịnh ngươi muốn cho thằng nhóc này sử dụng ngục máu ma kiếm. Ngươi như vậy, thuộc về ăn gian. Hắn thành tích khá hơn nữa cũng không coi là hắn chân chính bản lãnh. Chuôi này ngục máu ma kiếm bên trên, lượn lờ hai đạo phù văn ánh sáng, bất ngờ, phẩm cấp cực cao. Hoàn toàn không kém lục băng chuôi này. Thậm chí, kiếm này cho người cảm giác, so với vậy Hàn Thiên Kiếm, khủng bố được hơn. Bắc Lăng Thịnh cười lạnh một tiếng nói, à, vậy lục băng sử dụng Hàn Thiên Kiếm lại giải thích thế nào? Nam Tiêu nghe tiếng sắc mặt âm trầm xuống. Hắn rất rõ ràng, ngục máu ma kiếm có cường đại dường nào. Trên thực tế, chuôi này ngục máu ma kiếm, chính là xuất từ huyền thiên bia bên trong bảo vật. Triệu năm trước, Bắc Lăng thiên điện tên kia khắc tên huyền thiên bia trung cực yêu nghiệt, chính là bằng vào máu này ngục ma kiếm, một đường quật khởi, tiếp liền trấn áp mấy tên cường địch, trong chốc lát, thậm chí lên đỉnh liền năm đại thiên điện đỉnh cấp, trở thành cường đại nhất thiên điện. Bất quá, ở đó tên yêu nghiệt sau khi biến mất, ngục máu ma kiếm vậy dần dần bước lui ra lịch sử sân khấu, lại cũng không có động tới. Hàn Thiên Kiếm sở dĩ một mực bị cất giữ không người sử dụng, là bởi vì là rất ít có võ giả chịu được Hàn Thiên Kiếm khí lạnh,
nhưng ngục máu ma kiếm lại không có cái này cái hạn chế. Nhưng vì cái gì, Bắc Lăng Thiên Điện nhưng vẫn không có sử dụng ngục máu ma kiếm đâu? Nguyên nhân, rất đơn giản, ngục máu ma kiếm có sử dụng số lần hạn chế. Hôm nay, ngục máu ma kiếm còn dư lại sử dụng số lần, không vượt qua 5 lần. Nhưng, ngục máu ma kiếm uy năng nhưng là cực kỳ khủng bố, đủ để nghiền ép cùng là nhị phẩm Hàn Thiên Kiếm. Cho nên, không tới vạn phần nguy cấp dưới tình huống, là sẽ không cầm ra tới sử dụng. Máu này ngục ma kiếm coi như là Bắc Lăng Thiên Điện hậu thủ một trong. Có thể hiện tại, Bắc Lăng Thịnh nhưng là phải lấy ra cho Diệp Thần khắc tên. Cứ như vậy, kết quả còn thật khó mà nói. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần, có lẽ, lấy được ngục máu ma kiếm, Diệp Thần thật sự có thực lực cùng Lục Băng quyết tranh hơn thua. Nhưng mà, để cho tất cả người cũng không nghĩ tới phải, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt hướng về phía Bắc Lăng Thịnh nói, đế quân, ta không cần, ta kiếm, thuận tay. Hắn cũng có chút im lặng, cái này Lục Băng bất quá là 76 xích khắc tên mà thôi, có cái gì ghê gớm. Làm sao làm được như thế trịnh trọng? Sát kiếm hôm nay uy năng, quả thật kém hơn ngục máu ma kiếm, nhưng hắn nhìn ra được, ngục máu ma kiếm có sử dụng số lần hạn chế, cho mình dùng để khắc tên không phải lãng phí sao? Bắc Lăng Thịnh nghe vậy, trong mắt nhưng dâng lên nóng nảy cùng tức giận nói, Diệp Thần. Đừng khoe tài, ngục máu ma kiếm chính là dùng ở thời điểm này. Ở hắn xem ra, Diệp Thần là bởi vì là kiêu ngạo, cho nên cự tuyệt, có thể, khắc này tên quan hệ đến có thể là cả Bắc Lăng Thiên Điện à, há có thể trò đùa. Hiện tại, cũng không phải là nên tỉnh thời điểm. Diệp Thần mặt không đổi sắc, lắc đầu một cái, liền trực tiếp hướng Huyền Thiên Bia đi tới. Tiểu tử, Bắc Lăng Thịnh tựa hồ còn muốn nói gì, lại bị Ninh Xích Âm ngăn cản. Ninh Xích Âm cười khổ nói, đế quân, người biết Diệp Thần tính cách. Bắc Lăng Thịnh nghe vậy, thở dài một cái, hắn rất rõ ràng, Diệp Thần quyết định chuyện, liền sẽ không thay đổi. Hiện tại, cũng chỉ có thể cầu nguyện. Mà Nam Tiêu nghe tiếng và Lục Băng chính là hoàn toàn yên tâm, cười, vô cùng khinh thường cười. Cuối cùng một chút uy hiếp, cũng không có. Tại chỗ một đám võ giả, cũng là mặt hiện vẻ châm chọc, bọn họ xem ra. Diệp Thần là bị Lục Băng sợ choáng váng, cùng một bao kinh sợ như nhau bình vỡ không cần giữ gìn, buông tha chống cự, một chút loại cũng không có. Loại người này cũng chỉ phối làm một chuyện thiếu lâm, đáng tiếc Bắc Lăng Thiên Điện còn nghĩ loại người này, làm thiên tài. Giờ phút này, Diệp Thần ngưng mắt nhìn Huyền Thiên Bia, cuồn cuộn yêu khí, hồng mông khí, vàng bạc ngọn lửa vân. Vân, đều ở đây hắn quanh thân lượn lờ, loại thủ đoạn thi triển đến trình độ cao nhất, một khắc sau. Hắn trong mắt tinh quang chớp mắt, hướng về phía Huyền Thiên Bia một kiếm chém tới. Âm một tiếng, vậy sợ hãi kiếm quang, ngay tức thì chém đánh vào Huyền Thiên Bia bên trên, cả tòa Huyền Thiên Bia, lại là ở nơi này đánh vào bên trên, hơi run động. Mà Hàn Nguyệt Cốc mặt đất bên trên, lại là xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Tất cả người, bao gồm Bắc Lăng Thịnh cùng Ninh Xích Âm, cùng với một đám Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng, đều là ngay tức thì mở to cặp mắt. Chỉ chốc lát sau, kiếm quang thu liếm, mà vậy Huyền Thiên Bia bên trên đã xuất hiện Diệp Thần hai chữ to. Mọi người thấy vậy hai chữ to, suy nghĩ dừng lại, tựa hồ, không cách nào hiểu trước mắt thấy hết thảy vậy. Bất quá, bọn họ biết mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên danh tự này. Thậm chí, toàn bộ thiên nhân vực, sợ rằng cũng sẽ nhớ Diệp Thần cái này hai chữ. Nguyên nhân, rất đơn giản, giờ phút này, Diệp Thần tên chữ bất ngờ tuyên khắc ở trăm xích bên trên. Từ Huyền Thiên Bia xuất hiện tới nay, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có ai thành công khắc tên trăm xích à. Diệp Thần quả thật xem cam kết như vậy, đúc lại Bắc Lăng vinh quang, hơn nữa, làm được trình độ cao nhất. Bắt đầu từ hôm nay, Bắc Lăng Thiên Điện, sẽ trở thành là thiên nhân vực võ giả, chung nhau hướng tới thánh địa chứ. Có thể ra một cái Diệp Thần, có lẽ là có thể ra hai cái, không phải sao. Mà Hàn Nguyệt Cốc bên trong một đám võ giả. Mới vừa còn ở là Lục Băng khắc tên 76 xích mà rung động, cười trên sự đau khổ của người khác, xem thường Diệp Thần, cảm thấy Bắc Lăng Thiên Điện, muốn lâm vào là trò cười. Bây giờ nhìn lại, thật là buồn cười. Lục Băng và Nam Tiêu nghe tiếng, giờ phút này, lại là mặt xám như cho tàn. Bọn họ mới vừa phách lối, giờ khắc này, hoàn toàn trở thành sỉ nhục. Nguyên bản bọn họ trong mắt, Diệp Thần kinh sợ vậy biến thành khinh thường tại phản ứng.
Dẫu sao, Diệp Thần căn bản không cần nói gì, hiện tại, đã đem bọn họ mặt đánh bể à. Mà Bắc Lăng Thịnh cùng Ninh Xích Âm, chính là mừng như điên. Bọn họ không ngừng nâng cao mình đối với Diệp Thần đánh giá, có thể cuối cùng còn đánh giá thấp à. Bắc Lăng Thịnh mặt đầy mỉm cười, nhìn Nam Tiêu nghe tiếng nói, Nam Tiêu nghe tiếng, Diệp Thần thành tích như thế nào? Đây là mới vừa rồi Nam Tiêu nghe tiếng hỏi hắn nói. Trong chốc lát, tất cả mọi người là hướng Nam Tiêu nghe tiếng nhìn. Nam Tiêu nghe tiếng nghe vậy, mặt mũi mơ hồ nhăn nhó, mất mặt quá mức rồi. Mà Lục Băng Óc đều phải tràn máu, mình cũng thức tỉnh băng vân thần thể, tu vi bạo tăng, hơn nữa lấy được Hàn Thiên Kiếm, tại sao thua vẫn là mình à? Mình thiên phú và tiềm lực thật không địch lại Diệp Thần. Liên Huyền Thiên Bia cũng khẳng định như vậy. Hắn đem Diệp Thần coi là đối thủ của mình, có thể cảm nhận được, tựa hồ chỉ có tuyệt vọng. Ninh Xích Âm cười lạnh một tiếng nói, Nam Tiêu nghe tiếng, người hiện tại cảm thấy, mình tầm mắt như thế nào? Lời vừa nói ra, Nam Tiêu nghe tiếng thật là đều phải tức hộc máu. Hắn hy vọng dường nào, có thể hồi đến ngày đó thay đổi mình lựa chọn, như vậy tới một cái, khắc này tên trăm thước quang vinh, liền thuộc về Nam Tiêu Thiên Điện liền à. Ninh Xích Âm ngày đó đối với hắn châm chọc lấy được hoàn mỹ kiểm chứng. Ngay tại lúc này, nguyên bản cúi đầu Lục Băng nhưng là bỗng nhiên quát to, ta, còn không có bại. Vừa nói, thân hình hắn động một cái, liền đi tới Huyền Thiên Bia trước, ư máu cặp mắt trợn mắt nhìn Diệp Thần, gần như cuồng loạn gào thét nói, Diệp Thần. Ta ở nơi này Huyền Thiên Bia bên trong, nhất định có thể được so ngươi cường đại hơn cơ duyên. Ta mới là cười đến cuối cùng vậy một cái. Nam Tiêu nghe tiếng nghe vậy, cũng là tròng mắt sáng lên. Đúng vậy, trên thực tế, khắc tên, chỉ là vì tiến vào Huyền Thiên Bia mà thôi, mà có thể có được tốt hơn bảo vật, truyền thừa, mới thật sự là người thắng. Mặc dù, thông thường mà nói, khắc tên vị trí càng cao, lấy được bảo vật càng chân quý, nhưng, ai biết được. Có lẽ chỉ có kỳ tích xuất hiện. Nam Tiêu nghe tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Một khắc sau, Lục Băng trên mình ánh sáng chớp mắt, liền trực tiếp tiến vào Huyền Thiên Bia bên trong. Sau một nén nhang, Huyền Thiên Bia bên trên ánh sáng lần nữa lóng lánh, rất nhanh, một tên thanh niên bóng người liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Lục Băng. Mà giờ khắc này, lục nước đá trên gương mặt đã treo đầy nụ cười. Nam Tiêu nghe tiếng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói, Lục Băng, Huyền Thiên Bia bên trong có thể có cái gì thu hoạch? Lục Băng ngạo nghễ nói, nhỏ có sở hoạch. Một khắc sau, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, ở trước người của nó thoáng hiện, một khắc sau, một quả tựa như hàn ngọc giống vậy hạt châu treo lơ lửng ở lục nước đá trước người. Hạt châu này nhìn như có chút không bắt mắt, nhưng, tất cả người thấy hạt châu này ngay tức thì, đều là lộ ra khó tin thần sắc. Hạt châu này chung quanh, lượn lờ ba đạo pháp thì ánh sáng, bất ngờ là một kiện quy luật thần khí à. Hơn nữa và ngục máu ma kiếm không phân cao thấp. Nghịch thiên, ngục máu ma kiếm, cái loại này cấp bậc, cũng đã tiếu ngạo liền một cái thời đại, có thể gặp, như vậy quy luật thần khí, ở toàn bộ thiên nhân vực, cũng coi như chí bảo. Lục Băng, được lợi lớn. Lục Băng mặt đầy ngạo nghễ cười một tiếng nói, cái này kiện lạnh ngọc châu, chính là một kiện công thủ kiêm bị thần khí, hơn nữa, cùng ta băng vân thần thể, vô cùng là phù hợp, diệu dụng vô cùng, thậm chí có thể phát huy ra cực kỳ kinh khủng uy lực, đồng thời, còn có thể thật to tăng lên ta tốc độ tu luyện, thời gian dài đeo, lại là có một chút tỷ lệ, có thể làm cho ta băng vân thần thể đột phá những ràng buộc, lên cấp là kinh khủng hơn thể chất. Những lời này nói xong, Hàn Nguyệt Cốc người đã là rối rít mặt hiện vẻ hâm mộ. Lục nước đá vận khí thật quá tốt à, lại trùng hợp lấy được một kiện cùng huyết mạch phù hợp bảo vật. Cứ như vậy, thật có khả năng thắng được Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần trở thành vạn cổ tới nay Huyền Thiên trên bia người thứ nhất, nhưng, thật có thể đạt được vượt qua lạnh Ngọc Châu bảo bối sao? Nam Tiêu nghe tiếng cũng là cười, vận khí cũng thuộc về thực lực một phần chia. Lục Băng hướng Diệp Thần nhìn, chỉ gặp, giờ phút này Diệp Thần nhưng là khẽ cau mày, nhìn Huyền Thiên bia, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lục Băng cười đắc ý, ở hắn xem ra, Diệp Thần là cảm thấy áp lực. Ninh Xích Âm có chút khó chịu nói, Diệp Thần, người vậy đi thử một chút. Diệp Thần là khắc tên trăm thước thiên tài, lấy được bảo vật khẳng định so với cái này cái gì lạnh Ngọc Châu tốt hơn. Diệp Thần gật đầu một cái, thân hình động một cái liền biến mất ở Huyền Thiên Bia bên trong.
Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra, xuất hiện ở trước mắt, nhưng là một tòa nguy nga đại sơn, đỉnh núi chỗ, có một tòa cổ xưa cung điện. Diệp Thần ngưng mắt nhìn tòa cung điện kia, ánh mắt nhỏ tránh nói, quả nhiên không sai, cái này Huyền Thiên Bia bên trong có vật gì cho ta một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Hắn sở dĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, chính là bởi vì, mới vừa khắc tên sau đó, liền cảm nhận được liền loại nào đó khó hiểu quen thuộc chập chờn từ Huyền Thiên Bia bên trong truyền ra. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, liền hướng tòa cung điện kia đi, chập chờn chính là từ nơi đó truyền tới. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới cung điện bên trong, vậy khó hiểu chập chờn theo chỗ dựa của hắn gần, bộc phát mãnh liệt đứng lên, tựa như đang kêu gọi Diệp Thần vậy. Diệp Thần ánh mắt chớp động, đi tới ở vào nóc cung điện quả nhiên một nơi tế đàn trước, giờ phút này, vậy trên tế đàn bất ngờ để một quả đá xanh tấm đá. Mà khối đá này, chính là vậy chập chờn ngọn nguồn. Trong chốc lát, Diệp Thần sắc mặt, có chút cổ quái, hắn đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, Huyền tiên tử, ngươi nhìn ra được, tấm đá này lai lịch sao? Trước mắt tấm đá, cũng không phải là cái gì quy luật thần khí, thậm chí, liền linh lực chập chờn cũng không có. Nếu không phải ở nơi này Huyền Thiên Bia bên trong phát hiện tấm đá này tồn tại, hơn nữa, hắn tản mát ra loại nào đó khó hiểu chập chờn sao, Diệp Thần đều phải đem làm thông thường tấm đá. Huyền Hàn Ngọc có chút chần chờ địa đạo, ta cũng không nhìn ra, bất quá, tấm đá này bên trên văn viết chữ thật giống như có chút đặc thù, liền ta cũng không nhận ra. Diệp Thần nghe vậy, đem tấm đá này vào tay trong tay, ngưng mắt nhìn tấm đá trên mấy cái chữ viết. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt kịch liệt chấn động, chậm rãi phun ra mấy chữ nói, thiên thư sách cổ. Huyền Hàn Ngọc có chút ngạc nhiên nói, ngươi nhận được những chữ này. Diệp Thần ánh mắt dần dần sáng lên, khá là hưng phấn nói, cái này trên tấm đá chữ viết, chính là thần tiếng nói ma văn. Toàn bộ vực ngoại nhận được những thứ này chữ viết, chỉ sợ cũng chỉ có ta, bất quá. Hắn khẽ cau mày nói, cái này bản thiên thư sách cổ tác giả. Hẳn không phải chân chánh luân hồi tộc duệ, vậy sách cổ lên chữ viết cho ta một loại vẽ cảm giác. Ngay tại lúc này, một giọng già nua ở Diệp Thần sau lưng vang lên nói, không sai, cái này bản thiên thư sách cổ, chính là lão phu đằng ghi. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên xoay người, chỉ gặp, ở hắn đứng phía sau một tên ông lão bóng người. Cái này ông già quần áo phong cách cổ xưa, tướng mạo bình thường, chỉ là hắn hai tròng mắt bên trong mơ hồ có tầng bảy quang vòng. Lão kia người thấy Diệp Thần, khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, không nghĩ tới, ta lưu lại cái này Huyền Thiên Bia, dùng để tìm có thể thừa kế thiên thư sách cổ yêu nghiệt, nhưng chờ được một tên chân chính luân hồi tộc duệ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là vị kia năm đó chấn động vực ngoại luân hồi chi chủ đi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn lão kia người chốc lát, trong lòng hơi buông lỏng một chút, hắn cảm giác được. Cái này ông già chỉ là một món thần hồn lực ngưng tụ mà thành thôi, đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá, ông già nói nhưng đưa tới Diệp Thần hứng thú. Hắn đối với ông già hỏi, dám hỏi tiền bối, xưng hô như thế nào? Lão già nói, thời đại kia, mọi người gọi ta là trời thư thánh vương. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái rung động, lại nói thiên thư này sách cổ là cái gì? Thiên thư thánh vương đáp. Lão phu năm đó bất ngờ ở một mảnh đất giới bên trong, phát hiện những thứ này chữ viết, liền đem đằng ghi ở khối đá này trên, còn như tấm đá bên trong ghi lại rốt cuộc là cái gì, lão phu vậy không biết, nhưng, lão phu có thể khẳng định là, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ thiên thư sách cổ bên trong một chút gia lông, liền đủ để hoành đè toàn bộ vực ngoại, thậm chí có thể có cơ hội đối kháng vạn khư. Diệp Thần ánh mắt chớp động nói, thiên thư tiền bối, như thế nào có thể khẳng định? Thiên thư thánh vương nhàn nhạt nói, bởi vì, lão phu năm đó, chính là bằng vào cái này sách cổ bên trong một chút gia lông, lấy sức một mình, chiến bại 9 vị thánh vương, trong đó mấy vị là tới từ vạn khư, năm đó, lão phu là được là thiên nhân vực thánh vương bên trong người thứ nhất, ở cõi đời này, lão phu còn có một cái danh hiệu, chính là thánh vương chí tôn. Thánh vương chí tôn. Diệp Thần mở to cặp mắt, trước mắt cái này ông già, nhìn như có chút bình thường. Không nghĩ tới nhưng lại như là này nghịch thiên tồn tại. Hắn cũng có chút không dám tin. Có thể, ngay tại lúc này, Sóc lão nhưng là mở miệng nói, thằng nhóc, cái này ông già nói là thật. À, Sóc lão nói, cửu U Thánh Vương, chính là năm đó bị hắn đánh bại Thánh Vương một trong, đối với vị này Thánh Vương Chí Tôn, ta còn có chút ấn tượng.
Trong chốc lát, Diệp Thần nhìn trong tay tấm đá, ánh mắt dần dần hưng phấn lên, thiên thư này sách cổ lại là như vậy nghịch thiên, ước chừng lấy được một chút gia lông, liền có thể ở thời đại kia nghiền ép chín đại chí người cực mạnh. Đây là, bữa trước Thư Thánh Vương lần nữa mở miệng nói, thằng nhóc, người đối với thần tiếng nói ma văn hiểu rõ nhiều ít. Diệp Thần nói, một chút xíu. Thiên thư Thánh Vương gật đầu một cái nói, thiên thư này sách cổ, chỉ có thể dựa vào chính người lĩnh ngộ, mỗi cái người lĩnh ngộ được đồ, đều không cùng, mà lão phu có thể truyền thụ cho ngươi, chính là liên quan tới thần tiếng nói ma văn kiến thức, ta nghĩ, đối với ngươi vẫn là có chút trợ giúp. Ngươi khắc tên Huyền Thiên Bia Trăm Xích, đã có thừa kế thiên thư sách cổ tư cách, hiện tại, ngươi có thể nguyện tiếp nhận lão phu truyền thừa. Diệp Thần lập tức gật đầu nói, tự nhiên nguyện ý. Cái này không đơn thuần là vì thiên thư sách cổ, cũng là vì biết rõ thức tỉnh luân hồi huyết mạch phương pháp. Thiên thư Thánh Vương nói, ở trước đó, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Diệp Thần nói, Thánh Vương mời nói. Thiên thư Thánh Vương nói, không dối gạt ngươi nói, ta bản thể đã sớm bỏ mình, nhưng, trước khi chết nhưng trong lòng có tiếc nuối, nếu như ngày khác, ngươi đụng phải họ Văn, trong mắt có tầng 7 quang vòng người, thay ta chiếu cố 1-2. Diệp Thần gật đầu nói, được. Thiên thư Thánh Vương lộ ra lau một cái quên được mỉm cười nói, chuẩn bị sẵn sàng. Một khắc sau, trong mắt tầng 7 quang vòng, ánh sáng bạo tránh, một cổ vô cùng là mênh mông thần hồn lực ngay tức thì tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần rên lên một tiếng, mặt hiện vẻ thống khổ, cho dù lấy hắn thần hồn mạnh, thất khiếu bên trong cũng là ngay tức thì xông ra máu tươi. Phân tạp tin tức tràn ngập ở hắn thức hải bên trong, nếu như người bình thường, đổi thành một người còn thật đỉnh cấp võ giả tới, sợ rằng đều không cách nào chịu đựng. Liên quan tới thần tiếng nói ma văn kiến thức, quá to lớn, vậy quá nặng nề, tựa như chỉ cần liên quan đến thần tiếng nói ma văn, thiên nhiên liền sẽ mang theo lực lượng nào đó vậy. Trong chốc lát, Diệp Thần trầm tĩnh ở Thiên Thư Thánh Vương truyền thừa bên trong, điên cuồng hấp thu liên quan tới thần tiếng nói ma văn kiến thức. Giờ phút này, Hàn Nguyệt Cốc bên trong, Bắc Lăng Thịnh nhìn Huyền Thiên Bia, cau mày, khoảng cách Diệp Thần tiến vào Huyền Thiên Bia sau đó, đã sắp hết nửa giờ, có thể cho đến hiện tại, Diệp Thần nhưng vẫn chưa về. Mỗi lần vào Huyền Thiên Bia bên trong, nhưng mà có lúc giới hạn à, qua nửa giờ liền không ra được. Lục Băng và Nam Tiêu nghe tiếng, giờ phút này nhưng đều là mặt mày vui mừng. Nam Tiêu nghe tiếng nói, Bắc Lăng Thịnh, nói không chừng, Diệp Thần ở Huyền Thiên Bia bên trong không thu hoạch được gì, cũng ngại quá tới gặp ngươi. Còn như, tại sao sẽ không thu hoạch được gì? Ha ha, có lẽ là ở khắc tên bên trong ăn gian, bị Huyền Thiên Bia phát hiện đâu. Trong chốc lát, tất cả mọi người nghị luận, Diệp Thần thành tích quả thật có chút không bình thường, mà hiện tại, lại xuất hiện như vậy tình trạng, thật chẳng lẽ là làm bừa. Lục Mặt Băng lộ nụ cười nói, ta nói, ai thắng đến cuối cùng, không nhất định. Đáng chết! Bắc Lăng Thịnh thậm chí đều không kỳ vọng Diệp Thần có thể đạt được bảo bối gì, chỉ hy vọng hắn có thể bình an trở về. Nhưng vào lúc này, Huyền Thiên Bia linh quang nhưng là lập tức phai nhạt xuống, đám người thấy vậy đều là sắc mặt biến đổi. Một khắc sau, cả tòa Huyền Thiên Bia bên trên trải rộng đạo đạo liệt ngân, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lại là trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Vô số võ giả đều là ngây ngốc nhìn một màn này, sừng sững liền vô số năm tháng Huyền Thiên Bia cứ như vậy bể. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần còn ở Huyền Thiên Bia bên trong à? Nếu như Huyền Thiên Bia bể, Diệp Thần kết quả chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đi. Nam Tiêu nghe tiếng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, cười nói, xem ra, thật bị ta nói chúng à, cái này Huyền Thiên Bia phát hiện Diệp Thần ăn gian, không tiếc tự hủy, cũng phải đem Diệp Thần tiêu diệt chứ. Bắc Lăng Thịnh, đáng tiếc, cái đó dẫn các ngươi đúc lại vinh quang yêu nghiệt, nhanh như vậy sẽ không có à, ngươi có thể phải tỉnh lại à. Lục Băng cũng là hưng phấn sắp nhảy cờn lên, hắn lần nữa ưỡn ngực lên, Diệp Thần chết, hắn liền vẫn là cái đó khắc bia đệ nhất yêu nghiệt. Bắc Lăng Thịnh và Ninh Xích Âm trên mặt chính là hiện lên vô cùng nóng nảy cùng lo lắng thần sắc, bọn họ không rõ ràng tại sao có thể như vậy. Giờ phút này, dị không gian bên trong. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang cuồng tránh, hắn đã lấy được Thiên Thư Thánh Vương liên quan tới thần tiếng nói ma văn truyền thừa, đối với thần tiếng nói ma văn biết có một người vô cùng lớn tiến bộ. Hắn đứng lên, nhìn chung quanh một tí tòa cung điện này, lẩm bẩm, hôm nay ta lấy được Thiên Thư Thánh Vương truyền thừa cùng với Thiên Thư sách cổ,
cái này huyền thiên bia sứ mạng cũng đã hoàn thành, liền tự đi hủy đi, bất quá, thiên thư thánh vương đã để lại trở lại vực ngoại phương pháp, đồng thời. Diệp thần hướng cung điện bên trong nhìn, hắn biết, cung điện này bên trong tổng cộng còn có hơn ngàn kiện bảo vật, những bảo vật này, thánh vương vậy cùng nhau để lại cho hắn. Lần này thu hoạch, có thể nói kinh hoàng. Diệp thần thân hình động một cái, liền tiến vào cung điện bên trong, đem những cái kia bảo vật từng cái thu lấy, rồi sau đó, lần nữa trở lại tế đàn chỗ, đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo cửa không gian liền ở vậy trên tế đàn, từ từ mở ra. Hàn Nguyệt trong cốc, đang khi tất cả mọi người lấy là Diệp thần bỏ mạng ở liền huyền thiên bia bên trong lúc đó, một đạo vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, một đạo thân ảnh rơi vào trong cốc, chính là Diệp thần. Bắc Lăng Thịnh cùng Ninh Xích Âm thấy vậy vui mừng, chào đón nói, Diệp thần, ngươi thế nào? Diệp thần cười nói, ta không có sao, đế quân, Xích Âm tỷ, không cần lo lắng. Nam Tiêu nghe tiếng cùng Lục Nước Đá nụ cười cứng đờ, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, thằng nhóc này thật đúng là mạng lớn. Bất quá, rất nhanh, Lục Băng chính là lần nữa đem Lạnh Ngọc Châu lấy ra, hướng về phía Diệp thần cười nói, Diệp thần, đây là ta ở huyền thiên bia bên trong lấy được bảo vật, không biết, ngươi lấy được là cái gì? Có thể hay không để cho chúng ta, khai mở nhãn giới? Nam Tiêu nghe tiếng thần sắc động một cái, thông thường mà nói, đạt được bảo vật sau đó, cũng sẽ trực tiếp rời đi huyền thiên bia, có thể Diệp thần đâu. Nhưng nán lại lâu như vậy, cho đến huyền thiên bia bể tan tành mới ra ngoài, vậy Diệp thần rất có thể căn bản không có đạt được bất kỳ bảo vật. Diệp thần nhàn nhạt nhìn Lục Băng một mắt, ngay sau đó, bàn tay lộn một cái, một khối đá bản xuất hiện ở trong tay hắn. Mọi người nhìn về phía liền Diệp thần trong tay tấm đá, rối rít mặt lộ vẻ cổ quái, ở bọn họ xem ra, tấm đá này chính là thông thường tấm đá mà thôi à. Liền liền Bắc Lăng Thịnh đều là không hiểu hỏi, Diệp thần, tấm đá này là cái gì? Diệp thần nhàn nhạt nói, đế quân, đây chính là ta ở huyền thiên bia bên trong lấy được bảo vật, cũng là huyền thiên bia sụp đổ nguyên nhân, truyền thừa tấm đá, chính là huyền thiên bia sứ mạng, hiện tại, sứ mạng của nó hoàn thành, dĩ nhiên là sụp đổ. Diệp thần vừa dứt lời, Lục Băng chính là cười lên, chỉ vậy tấm đá nói, Diệp thần, ngươi sẽ không là ở huyền thiên bia bên trong không có được bảo vật, thì tùy tìm một tấm đá khắc lên mấy chữ mang về chứ. Còn truyền thừa tấm đá, là huyền thiên bia sứ mạng. Ý ngươi là nói, trong tay ngươi tấm đá, so với ta Lạnh Ngọc Châu, chân quý hơn. Diệp thần nhìn lướt qua Lạnh Ngọc Châu nói, tấm đá này giá trị, 100 tỷ cái Lạnh Ngọc Châu cũng không so bằng. Lời này một chút cũng không khoa trương. Thiên thư thánh vương từ sách cổ bên trong lĩnh ngộ ra liền một chút ra lông, liền đủ để trở thành lúc ấy chân áp thời đại cường giả, thiên thư này sách cổ giá trị, không thể lường được. Há là nho nhỏ Lạnh Ngọc Châu có thể so sánh. Lời vừa nói ra, không thiếu võ giả đều là khinh thường cười một tiếng, khi bọn hắn là người ngu hay sao? Khoác lác cũng không biết làm sao thổi. Ở bọn họ xem ra, 80% Diệp thần chính là cái đó cũng không nhận được. Chỉ có thể cầm cái này tấm đá tới cố làm ra vẻ huyền bí. Lục Băng lại là tiện tay nhặt lên trên đất một khối đá bản, ở phía trên khắc vẽ mấy cái hình vẽ sau đó, đối với Diệp thần hỏi, Diệp thần, người nói ta khối đá này, trị giá nhiều ít cái Lạnh Ngọc Châu. Đám người thấy vậy, cũng không nhịn được nữa, phát ra một hồi cười ầm lên. Bắc Lăng Thịnh ho khan một tiếng, thần sắc cũng có chút lúng túng nói, tốt lắm, bảo vật không trọng yếu, ngươi không có sao liền tốt, lần này. Ngươi làm rất khá, huyền thiên bia mặc dù phá hư, nhưng, không có ai sẽ quên ngươi khắc tên trăm thước hành động vĩ đại. Hiện tại, chúng ta trở lại thiên điện đi. Đợi một chút, đây là Diệp thần nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Bắc Lăng Thịnh cùng Ninh Xích Âm, dừng bước lại nói, thế nào? Diệp thần nhàn nhạt nói, ta ở huyền thiên bia bên trong, còn chiếm được một ít thứ, ta định đưa cho thiên điện. À, Bắc Lăng Thịnh có chút hiếu kỳ nói, là cái gì? Diệp thần liếc mắt một cái Nam Tiêu nghe tiếng cùng Lục Băng, khóe miệng hiện lên vẻ chế nhạo nụ cười, sau đó, hắn vung tay lên, đủ loại chói mắt vô cùng linh quang, bỗng nhiên ở Hàn Nguyệt trong cốc bùng nổ. Một kiện kiện thần binh lợi khí, thiên địa linh tài vân. Vân, giống như thiên nữ tán hoa vậy, rối rít rơi vào Diệp thần quanh thân. Toàn bộ Hàn Nguyệt trong cốc đám người xem được ánh mắt cũng đăm đăm. Đây là ước chừng trăm kiện chí bảo à? Mà trong đó, chỉ là và Lạnh Ngọc Châu kém không nhiều cấp bậc tồn tại, liền chừng ba kiện hơn. Trong chốc lát,
ngược lại hút khí lạnh thanh âm, này thay nhau vang lên. Cái này, đây là... Liền Bắc Lăng Thịnh cũng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, không nói khoa trương, những bảo vật này đủ để cho Bắc Lăng Thiên Điện thực lực tăng lên một cái nấc thang à. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta nói, Huyền Thiên Bia sở dĩ tồn tại, là vì truyền thừa cái này cái tấm đá, nếu tấm đá bị ta lấy được, như vậy, Huyền Thiên Bia bên trong bảo vật tự nhiên cũng là thuộc về ta. Những bảo vật này, đối với Diệp Thần căn bản không có quá lớn chỗ dùng, hắn chỉ cho Thái Huyền Trận Môn để lại một ít, sau đó mình lưu lại một ít, những thứ khác, toàn bộ lấy ra. Bắc Lăng Thịnh, Ninh Xích Âm, Nhâm Lão các người đãi hắn không tệ, như vậy chỉ cần hắn có năng lực, tự nhiên sẽ báo đáp Bắc Lăng Thiên Điện, những bảo vật này mặc dù giá trị vượt quá tưởng tượng, nhưng, Diệp Thần không hề sẽ vì vậy mà trốn. Sát kiếm hôm nay uy năng có thể kém hơn trong đó một ít chân quý pháp khí, nhưng, sát kiếm, có thể trưởng thành. Hôm nay, còn thật cảnh trước trung kỳ võ giả thần hồn đối với Diệp Thần hồn lực tăng lên đã không lớn, chém giết còn thật cảnh trước trung kỳ võ giả sau đó, vừa vặn dùng hồn phách cường hóa sát kiếm. Giờ khắc này, Diệp Thần trong tay khối kia tầm thường tấm đá, ở trong mắt mọi người đã thành thần vật, không có ai lại dám hoài nghi Diệp Thần nói bất kỳ một người nào chứ. Đám người thật là không cách nào tưởng tượng, vượt qua những thứ này chí bảo tấm đá kết quả là hạng tồn tại. Lách cách một tiếng, lục băng trong tay tấm đá rơi vào trên đất, rất thành nghiền, hắn lạnh Ngọc Châu, mặc dù phẩm cấp rất cao, nhưng so với trước mắt nhiều như vậy chí bảo, vậy không coi vào đâu. Bất luận là ở khắc tên trên, vẫn là ở bảo vật trên, hắn liền và Diệp Thần so sánh tư cách, tựa hồ cũng không có à. Mà Nam Tiêu nghe tiếng cũng là khuôn mặt đỏ lên. Hối hận đến muốn nổi điên, ban đầu nếu là đem Diệp Thần thu vào Nam Tiêu Thiên Điện, những bảo vật này là thuộc về Nam Tiêu Thiên Điện liền à. Có thể, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, hiện tại, không có bất kỳ đường sống vãn hồi. Bắc Lăng Thịnh giờ phút này, nhưng là lắc đầu nói, Diệp Thần, những bảo vật này là ngươi có được, ngươi giữ đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, đế quân, làm ta là người mình, liền không nên từ chối. Bắc Lăng Thịnh tròng mắt bên trong, nổi lên lau một cái vẻ cảm động, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp vung tay lên, đem tất cả bảo vật nhận lấy, những bảo vật này đủ để cho Bắc Lăng Thiên Điện thực lực tăng lên một cấp bậc. Mà phi thuyền bên trên, trước một ít còn đối với Diệp Thần quá cuồng ngạo, tâm tồn bất mãn cao tầng, giờ phút này, cũng là hoàn toàn phục, từ bây giờ về sau, Diệp Thần liền là cả Thiên Điện hạch tâm. Dẫu sao, bọn họ những ông già này cả đời. Nhìn trời điện mang tới cống hiến cũng không có Diệp Thần lần này tới được to lớn à. Đây là, Diệp Thần đối với Bắc Lăng Thịnh nói, đế quân, ta muốn đi trước Máu Thành Hoang. Bắc Lăng Thịnh ánh mắt chớp mắt, Máu Thành Hoang là thuộc về Đông Hoàng Thiên Điện phạm vi thế lực xuống một tòa bên trong thành phố vừa, mà Chu gia chính là Máu Thành Hoang gia tộc. Diệp Thần phải đi cho Chu Uyên trả thù. Bắc Lăng Thịnh mặc dù rất rõ ràng, Diệp Thần tiến vào Máu Thành Hoang. Ý nghĩa Bắc Lăng Thiên Điện cùng Đông Hoàng Thiên Điện mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt, nhưng, hắn vẫn là gật đầu nói, được, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Hắn rất hiểu Diệp Thần tính cách, ân oán rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa, tổn thương bạn hắn, Diệp Thần tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ muốn làm chính là bảo vệ tốt Diệp Thần, dù là cùng Đông Hoàng Thiên Điện khai chiến cũng ở đây không tiếc. Lúc này, đám người liền leo lên phi thuyền hướng Máu Thành Hoang vội vã đi. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thiên Điện, chủ điện bên trong, một khối tinh thạch bình phong trên, ánh ra hàn nguyệt trong cốc, Diệp Thần các người rời đi một màn, mà trước tấm bình phong ngồi chính là Đông Hoàng Vong Cơ ba người. Giờ phút này, ba người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Hứa Yến Linh có chút phiền não địa đối Đông Hoàng Vong Cơ hỏi, đế quân, thằng nhóc này lại còn sống, còn chiếm được một kiện chí bảo, chúng ta phải làm sao? Đông Hoàng Vong Cơ nhìn vậy phi thuyền rời đi phương hướng, trong mắt ý định giết người cuồng chào nói, hiệu triệu Đông Hoàng Thiên Điện tất cả cao tầng, chúng ta, đi Máu Thành Hoang. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh nghe vậy, tất cả giật mình. Vạn Vô Quang hỏi, đế quân nhưng mà quyết định muốn cùng vậy Bắc Lăng Thiên Điện khai chiến. Hứa Yến Linh mặt đầy vẻ kiêng kỵ địa đạo, đế quân, xin nghĩ lại. Chúng ta thực lực so Bắc Lăng Thiên Điện yếu đi một phần, huống chi, Bắc Lăng Thịnh. Còn có Huyền Thiên Bia bên trong rất nhiều bảo vật. Đông Hoàng Vong Cơ lắc đầu một cái, ánh mắt sâu kín nói, chúng ta phải làm là cho Bắc Lăng Thiên Điện áp lực, để cho bọn họ không cách nào ra tay, còn như Diệp Thần thằng nhóc kia, giao cho Chu Thông.
Nhưng mà, Vạn Vô Quang cau mày nói, Chu Thông thực lực, thậm chí kém hơn Lục Băng, Diệp Thần khắc tên lúc đó, ngay cả thiên phú tươi đẹp Lục Băng đều bị nghiền ép, Chu Thông, chưa chắc là hắn đối thủ đi. Đông Hoàng Vong Cơ trên mặt thoáng qua vẻ hung tàn nụ cười nói, lập tức, các ngươi thì sẽ biết. Máu Thành Hoang, Chu Gia. Ba cái bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Thông trước mặt. Đang cùng một cô gái, uống rượu làm vui Chu Thông, thấy ba người ngay tức thì, chính là sắc mặt cuồng biến, chợt đẩy ra phụ nữ kia, quỳ xuống ở ba người trước mặt nói, Chu Thông, gặp qua đế quân, Hứa trưởng lão, Vạn trưởng lão. Đông Hoàng Vong Cơ mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, Chu Thông, ngươi có biết, bởi vì ngươi, Tần Huân, Thành Phế Nhân, Trương lão, lại là đã bỏ mình, ngươi, nhưng vẫn còn ở nơi này tìm vui làm vui. Chu Thông nghe vậy, cả người run lẩy bẩy, khó có thể tin nói, tại sao có thể như vậy, Tần công tử cùng Trương lão, làm sao sẽ? Ngay tại lúc này, Đông Hoàng Vong Cơ nhưng là cười một tiếng nói, không cần khẩn trương, lần này, ta muốn cho một mình ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Chu Thông vô cùng cảm kích nói, đế quân mời nói. Đông Hoàng Vong Cơ khóe miệng, dương lên vẻ mỉm cười, cổ tay hắn lột, một viên bề ngoài văn có con rít trạng đan văn màu đỏ viên thuốc, xuất hiện ở trong tay, nói, ngươi có thể biết, đây là cái gì? Hứa Yến Linh thấy viên thuốc đó, có chút bất ngờ nói, luyện huyết đan. Ngay sau đó, nàng cùng Vạn Vô Quang trong mắt, đều là hiện lên vẻ vui mừng, bọn họ, đã biết Đông Hoàng Vong Cơ dự định. Chu Thông nghe vậy, trong mắt, nhưng là dâng lên vẻ hoảng sợ. Cái này luyện huyết đan, truyền thừa từ thượng cổ, chính là một loại tăng lên thực lực đan dược cực phẩm, hơn nữa, số lượng cực kỳ thưa thớt, hôm nay huyền chiến đại lục, đã không có người có thể luyện chế. Ăn vào luyện huyết đan võ giả, thực lực, ít nhất có thể đủ tăng lên một cái cảnh giới lớn. Nhưng, hắn tác dụng phụ, cũng là to lớn, ăn vào luyện huyết đan võ giả, ở dược liệu thối lui sau đó, liền sẽ cả người máu tươi khô kiệt mà chết. Chu Thông sắc mặt tái nhợt nói, đế quân, ngài đây là. Đông Hoàng Vong Cơ cười nói, Chu Thông, Diệp Thần, hiện tại đang hướng Máu Thành Hoang tới, theo hắn cùng nhau tới trước, là cả Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng. Chu Thông nghe vậy, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Đông Hoàng Vong Cơ ngưng mắt nhìn Chu Thông nói, Chu gia, là ta Đông Hoàng Thiên Điện phụ thuộc, người yên tâm, bản đế, tự nhiên sẽ không cho phép bọn họ tự ý ngông là. Bắc Lăng Thiên Điện người, ta Đông Hoàng Thiên Điện, sẽ chặn, nhưng, cái này Diệp Thần, phải ngươi tự mình ra tay đối phó. Ngươi cùng hắn sau khi giao thủ, liền muốn ăn vào cái này luyện huyết đan, ngươi yên tâm, nếu như ngươi thành công đánh chết Diệp Thần, ta, nhất định sẽ xuất thủ cứu ngươi, sẽ không để cho ngươi chết ở luyện huyết đan cắn trả dưới. Vẫn là nói, ngươi muốn không vâng lời bản đế. Chu Thông nghe vậy, cả người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn rất rõ ràng, mình căn bản không có nơi lựa chọn à. Duy nhất sống sót cơ hội, chính là đánh chết Diệp Thần. Hắn trong mắt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ, đem vậy luyện huyết đan nhận lấy nói, tại hạ nhất định sẽ không để cho đế quân thất vọng. Nửa ngày sau, một tòa thật to phi thuyền, liền đi tới Máu Thành Hoang bầu trời, phi thuyền bên trên, mấy tên cường giả tản mát ra cuồn cuộn uy áp, hướng Máu Thành Hoang vọt tới, Máu Thành Hoang hộ thành đại trận, ở nơi này uy áp bên trong lại là khoảnh khắc nghiền. Đây là, phi thuyền bên trên mấy đạo nhân ảnh chớp mắt, liền trên không rơi xuống, hướng Máu Thành Hoang bên trong lớn nhất một tòa dinh đi, nơi đó, chính là của Chu gia chỗ. Rất nhanh, ầm một tiếng vang thật lớn bên trong. Diệp Thần liền ở Chu phủ bên trong rơi xuống thân hình, đồng thời, ở hắn bên người còn đi theo Bắc Lăng Thịnh, Nhâm lão, Ninh Xích Âm ba người. Vậy một đám Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng, cũng là tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần đám người trước người, bóng người chớp mắt, giống vậy có bốn bóng người, đi tới viện này rơi bên trong. Chính là Đông Hoàng Vong Cơ, Hứa Yến Linh, Vạn Vô Quang, cùng với Chu Thông. Bắc Lăng Thịnh ngưng mắt nhìn Đông Hoàng Vong Cơ nói, Đông Hoàng Vong Cơ, người muốn làm gì? Hắn cũng không ngoài suy đoán, trên thực tế, hắn đã cảm ứng được, cả tòa Máu Thành Hoang đã bị Đông Hoàng Thiên Điện cường giả bao vây. Đông Hoàng Vong Cơ cười lạnh nói, Bắc Lăng Thịnh, Máu Thành Hoang ở ta Đông Hoàng Thiên Điện biên giới, người mang Bắc Lăng Thiên Điện người, ồ ạt xâm lược, còn hỏi ta muốn làm gì? Bắc Lăng Thịnh trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc nói, như thế nói. Ngươi là dự định khai chiến. Đông Hoàng Vong Cơ hừ lạnh một tiếng nói, chuyện này,
là Chu Thông cùng Diệp Thần ân oán cá nhân, người Bắc Lăng Thiên Điện nếu như nhúng tay, như vậy chính là đang đối với Đông Hoàng Thiên Điện tuyên chiến. Giữa hai người bọn họ, đấu sống chết, mà người ta đều không được can thiệp, như thế nào? Bắc Lăng Thịnh nhướng mày một cái, mới vừa muốn nói gì, có thể Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, có thể. Bắc Lăng Thịnh hướng Diệp Thần truyền âm nói, Diệp Thần, chú ý bọn họ sứ thủ đoạn. Diệp Thần nhìn một cái mặt không còn chút máu, dường như muốn trên tử hình trận giống vậy Chu Thông, cười nói, đế quân, ta có lòng tin. Bắc Lăng Thịnh do dự chốc lát, cuối cùng, vẫn gật đầu một cái, Diệp Thần khắc tên vị trí so với Lục Băng cao hơn rất nhiều, thiên phú và thực lực cần phải cũng ở đây Lục Băng bên trên, Chu Thông, tuyệt không phải là đối thủ. Đông Hoàng Vong Cơ ba người thấy vậy, trong mắt mơ hồ lóe lên vẻ vui mừng. Lúc này, Diệp Thần cùng Chu Thông vượt qua đám người ra. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn Chu Thông nói, ngươi, chém Chu Uyên một cánh tay. Chu Thông nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, phải thì như thế nào? Làm sao, ngươi cũng phải chặt đứt ta một cánh tay. Diệp Thần đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nói, một cái, làm sao đủ? Ta, sẽ đem ngươi tứ chi toàn bộ chặt xuống. Chu Thông nghe vậy, trong mắt ý định giết người bạo tránh, hắn muốn Diệp Thần chết. Chỉ có Diệp Thần chết, hắn mới có thể sống sót. Một khắc sau, Chu Thông gào thét một tiếng, cổ tay lộn một cái, nắm một thanh trường kiếm, chợt đối với Diệp Thần một kiếm chém ra. Hắn không có lập tức ăn vào luyện huyết đan, còn tâm tồn một chút may mắn, có lẽ, không cần luyện huyết đan cũng có thể chu diệt Diệp Thần đâu. Một đạo sợ hãi kiếm quang, ngay tức thì hướng Diệp Thần kích động ra, linh khí ở kiếm quang bên trong lưu chuyển, khiến cho uy năng ngay tức thì đại tăng, mãnh liệt kiếm ý, tràn ngập ở toàn bộ sân bên trong. Tựa như mỗi một tia không khí, đều hóa thành lưỡi dao sắc bén vậy, hướng Diệp Thần chém tới. Bắc Lăng Thịnh các người trong mắt lóe lên một món khẩn trương thần sắc. Có thể, đối mặt một kiếm này, Diệp Thần nhưng là khinh miệt cười một tiếng, ở kiếm quang kia sắp chạm được hắn ngay tức thì, trong tay sát kiếm nhất vũ, mãnh liệt kiếm quang phóng lên cao, lại là ngay tức thì đem Chu Thông kiếm quang xé thành nghiền. Vậy sợ hãi kiếm quang, kích phá kiếm quang sau đó, như cũ hướng Chu Thông cuộn sạch đi. Diệp Thần thực lực lại là vượt xa Chu Thông, ở kiếm quang kia phong tỏa dưới, Chu Thông căn bản liền né tránh cơ hội cũng không có à, mà một kiếm này, nhắm chính xác vị trí chính là Chu Thông cầm kiếm cánh tay. Đối mặt một kiếm này, Chu gương mặt bắp thịt, điên cuồng run rẩy, tâm thần cũng muốn sụp đổ à, hắn căn bản không thể nào tin nổi, mình ở nơi này tên không tới trăm tuổi, càn khôn cảnh thanh niên trước mặt, lại là không có chút nào sức chống cự. Một khắc sau, Chu Thông trong mắt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ, hắn chợt lấy ra một quả màu đỏ thẫm đan dược, nuốt vào trong miệng. Cơ hồ là nháy mắt tức thì, Chu Thông hơi thở liền bắt đầu điên cuồng bành trướng lên, hắn trong mắt lóe lên nóng rực hồng quang, một cổ dâng trào vô cùng lực lượng ở trong cơ thể mãnh liệt. Chu Thông trên gương mặt thoáng qua vẻ mừng như điên vẻ, hướng về phía trước mặt kiếm quang, lần nữa chém ra một kiếm. Ầm một tiếng vang thật lớn. Một kiếm này rốt cuộc đem Diệp Thần kiếm quang mất đi. Bắc Lăng Thịnh thấy vậy, hơi biến sắc mặt, quá to, đáng chết, đó là luyện huyết đan. Diệp Thần, không nên cùng hắn cứng rắn đụng, kéo đến dược liệu kết thúc. Chu Thông mắt vuông vắn mới còn để cho mình vạn phần hoảng sợ kiếm quang, giờ phút này, nhưng là bị ung dung phá vỡ, trong chốc lát, lòng tin tăng nhiều, hắn hung tàn cười một tiếng, tự nhiên sẽ không cho Diệp Thần trì hoãn cơ hội, giống như mãnh thú vậy. Ngay tức thì hướng Diệp Thần nhào tới. Hắn trường kiếm trong tay múa, luyện huyết đan mang tới lực lượng, bất ngờ đem một kiếm này uy năng, điên cuồng tăng lên. Hơn nữa, còn ở dọc theo đường đi tăng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đối mặt một kiếm này, lần nữa đánh ra một kiếm, cận chiến, chính là hắn am hiểu. Một khắc sau, kiếm kiếm đánh nhau. Một cổ kinh khủng năng lượng, hướng bốn phía phóng xạ đi, nếu không phải sáu tên cường giả ra tay. Cả tòa Chu phủ giờ phút này sợ rằng đã là một mảnh phế tích. Mà lần này, Diệp Thần con người bỗng nhiên co rúm một cái, lại là ở vang lớn bên trong liền lùi lại mấy bước. Mới vừa thiếu chút nữa bị Diệp Thần nghiền ép Chu Thông, giờ phút này nhưng là hoàn toàn nghịch chuyển thế cục à. Đông Hoàng Vong Cơ các người thấy vậy, đều là mặt hiện vui mừng, luyện huyết đan quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Thông cuồng cười một tiếng nói, thằng nhóc, liền cái này cũng muốn chém nước ta tứ chi. Ừ, bổn tôn có thể chém xuống Chu Uyên tiểu xúc sinh kia một cái tay, chặt xuống ngươi cũng không phải việc khó gì.
Tiếng nói vừa dứt, hắn liền giống như cuồng phong, tiếp tục hướng Diệp Thần tấn công tới, không cho Diệp Thần chút nào thở dốc cơ hội. Cái này chốc lát tới giữa, Chu Thông hơi thở đã nhảy lên tới trình độ cao nhất, hắn lòng tin trước đó chưa từng có bành trướng, tựa như, đúng cái thiên địa đều đưa ở hắn kiếm xuống bể tan tành vậy. Hắn trong mắt là vẻ hưng phấn, nếu như giết Diệp Thần, chỉ mỗi mình mệnh có thể giữ được, từ đây, còn sẽ ở trên trời điện bên trong thăng quan tiến chức nhanh chóng chứ. Có thể, đối mặt đánh tới Chu Thông, Diệp Thần trong mắt nhưng là lóe lên vẻ hàn quang, ở trong lòng mở miệng nói, Sóc Lão, Huyền Tiên Tử, lực lượng mượn ta. Sóc Lão lực lượng tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, mà Huyền Hàn Ngọc lực lượng chính là làm sát kiếm tản ra sắc bén hơi thở, kinh khủng vô số lần. Một khắc sau, một đạo kiếm quang lần nữa ở sát kiếm bên trên bộc phát ra. Nhưng, lần này, Diệp Thần nhưng là căn bản không có tiến hành phòng ngự dự định, mặc cho Chu Thông trường kiếm xuyên qua mình thân thể. Phốc thử một tiếng, cuồn cuộn máu tươi tràn ra, Chu Thông cặp mắt mở to, vui mừng. Hắn một kiếm này vô cùng dễ dàng xuyên qua Diệp Thần tim. Thằng nhóc này, chết chắc chứ. Mà hắn Chu Thông vậy được cứu rồi à. Nhưng, làm hắn dư quang khóe mắt liếc về gặp Bắc Lăng Thịnh các người sau đó nhưng là nhướng mày một cái. Tại sao, Diệp Thần đều phải chết, bọn họ còn bình tĩnh như vậy. Ngay tại lúc này, hắn con người hung hăng run lên, chỉ gặp, vậy tim bị hắn một kiếm xuyên qua, vốn thân tử đạo tiêu thanh niên, nhưng là đối với hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói, cái thứ nhất. Tim bị xuyên qua, Diệp Thần nhưng tựa như người không có sao vậy à. Hơn nữa, cái thứ nhất là ý gì? Cùng lúc đó, một cổ đau nhức xông lên Chu Thông đầu vai, Chu Thông khó có thể tin hướng bả vai mình nhìn. Chỉ gặp, nơi đó trống rỗng. Không có, hắn tay không có. Chu Thông cánh tay, lại là thật bị Diệp Thần một kiếm chặt xuống liền à. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần ngay cả tim đều bị đánh xuyên, không chỉ không có chết, thậm chí, còn có thể ra tay. Chu Thông phát ra một tiếng hét thảm, nhìn Diệp Thần, trong mắt thì không cách nào hình dung hận ý. Hắn chợt vừa thu lại cổ tay, thì phải đem đâm vào Diệp Thần ngực trường kiếm rút ra, công kích lần nữa, có thể, lần này. Hắn trường kiếm trong tay, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Chỉ gặp, Diệp Thần lại là miễn cưỡng bắt được thanh trường kiếm kia lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, Diệp Thần lại là chém xuống một kiếm. Chu Thông sắc mặt, hoàn toàn trắng bệch, buông tha trường kiếm trong tay, lần nữa lấy ra một kiện vũ khí, hướng sát kiếm chém ra một kiếm. Kiếm kiếm đánh nhau, lại là một tiếng vang thật lớn, mà lần này, một đạo thân ảnh lại là ngay tức thì đổ bay ra. Hung hãn đánh tới sau lưng một tòa lầu gác, đem vậy gác lửng vỡ thành nghiền. Đám người hướng bóng người kia nhìn, chỉ gặp, phế tích bên trong, nằm một tên cụt một tay nam tử, bất ngờ là vậy Chu Thông. Đông Hoàng Vong Cơ các người nhìn bị chém bay Chu Thông, con người có giúp một cái. Uống luyện huyết đan Chu Thông, lại như cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Thằng nhóc này kết quả cường đại đến vì sao bước to như vậy à? Diệp Thần tiện tay rút ra cắm ở ngực trường kiếm, vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời, thân hình hắn động một cái, liền xuất hiện ở Chu Thông trước người, hắn mặt không cảm giác, lại là chém xuống một kiếm, mà giờ khắc này Chu Thông, cả người đau nhức, vô số xương cốt cũng vỡ vụn, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, không khỏi được phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, căn bản không có lực lượng chống cự à. Mà Diệp Thần, chính là nhàn nhạt phun ra ba chữ. Cái thứ hai. Huyết quang chớp mắt, Chu Thông khác một cánh tay, ở dưới một kiếm này, biến thành xương máu nổ tung. Chu phủ bên trong, vang lên một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng, Diệp Thần kiếm nhưng là một lần nữa giơ lên, ánh mắt không có chút nào chập chờn, hắn nói, phải đem Chu Thông tứ chi chém xuống, hiện tại, còn lại hai cái. Huyết quang chớp động gian, Chu Thông tứ chi, liền bị hoàn toàn chém bể, khí tức cả người vậy nhanh chóng uể oải đi xuống. Bỗng nhiên, hắn khuôn mặt vặn vẹo một tí, da nhanh chóng khô đét lại, Chu Thông trong mắt nổi lên vô cùng là thống khổ, hoảng sợ thần sắc hướng về phía Đông Hoàng Vong Cơ các người cầu khẩn nói, đế quân, cứu ta à. Luyện huyết đan cắn trả, bắt đầu rồi. Có thể, giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ các người nhưng là mặt không cảm giác, căn bản không có để ý Chu Thông ý. Không lâu lắm, Chu Thông liền biến thành một người làm, trạng thái chết cực kỳ thê thảm. Diệp Thần thu hồi trường kiếm trong tay, nhìn về phía Đông Hoàng Vong Cơ, lộ ra một người mỉm cười nói, cái kế tiếp,
liền đến phiên Đông Hoàng Thiên Điện, ta sẽ không để cho các ngươi cùng quá lâu. Đông Hoàng Vong Cơ ba người nghe vậy, tim đều là hung hăng trầm xuống. Diệp Thần tốc độ tiến bộ, chân thực quá nhanh, sắp đến để cho bọn họ cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ à. Nói không chừng không cần 10 năm, Diệp Thần thì có đối chiến bọn họ thực lực à. Đông Hoàng Vong Cơ nhìn chằm chằm Diệp Thần, cắn răng nói, chúng ta đi. Một khắc sau, một đám Đông Hoàng Thiên Điện cường giả rối rít rời đi cái này huyết hoang thành. Chu Thông thất bại, Chu gia cũng không có giá trị quá lớn, bọn họ cũng không phải là muốn thật cùng Bắc Lăng Thiên Điện không chết không thôi. Một cái Chu gia, diệt liền diệt. Diệp Thần khẽ quát một tiếng nói, tất cả Chu gia người, đi ra gặp ta. Rất nhanh, không thiếu trai gái liền đi tới Diệp Thần trước mặt, bọn họ nhìn trên đất vậy cái khô đét thi thể, đều là mặt hiện vẻ hoảng sợ, đó là Chu Thông thi thể. Chu Thông thân là Chu gia cường đại nhất tồn tại, ở trong mắt bọn họ đều là vô địch à. Có thể hiện tại, Chu Thông nhưng chết được thê thảm như vậy. Trong chốc lát, phốc thông tiếng vang liên tục, Chu gia đám người rối rít quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần muốn bọn họ chết, chẳng qua là chuyện một câu nói à. Nhưng, Diệp Thần chỉ là tùy ý nhìn về phía một tên tỷ nữ hỏi, Chu Huyên muội muội, ở nơi nào? Mời. Mời công tử cùng ta tới. Rất nhanh, ở tỷ nữ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần liền đi tới một tòa nhỏ hẹp hắc phòng bên trong. Mà ở trong nhà, một tên nhìn qua vô cùng gầy yếu, tiểu tụy thiếu nữ, bị xiềng xích bó buộc ở một cây cự đại thiết trụ bên trên. Thiếu nữ này màu da trắng bệch, mặc dù nhìn qua gầy yếu tiểu tụy, nhưng, dung nhan như cũ vô cùng đẹp. Giờ phút này, tên thiếu nữ này trong miệng còn đang không ngừng lầm bầm, ta sẽ không gả cho hắn. Ta sẽ không gả cho hắn. Đột nhiên, nàng phát giác có người đi vào, điên cuồng thét to cút, cũng cho ta cút. Ta sẽ không gả cho hắn, chết liền đều sẽ không, giết ta, các ngươi giết ta à. Diệp Thần nhướng mày một cái, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, từ thiếu nữ này đồng hồ giờ xem ra, có thể tưởng tượng nàng bị nhiều ít hành hạ. Một khắc sau, hồng mông đại tinh không hiện lên, ánh sao từ Diệp Thần ấn đường xông ra. Tràn vào thiếu nữ này thức hải bên trong, nàng mới dần dần yên tĩnh lại. Diệp Thần biết, nàng là Chu Huyên muội muội, tên là Chu Anh. Khôi phục bình tĩnh Chu Anh, khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần một mắt hỏi, ngươi là ai? Diệp Thần nói, ta kêu Diệp Thần, là ca ca ngươi bằng hữu, ca ca ngươi để cho ta tới cứu ngươi. Dứt lời, Diệp Thần tiện tay mấy đạo kiếm quang đem những cái kia xích sắt chém bể, liền dẫn Chu Anh, từ hắc phòng bên trong rời đi. Trở lại vậy sân bên trong. Chu Anh nhìn lướt qua bốn phía, không khỏi hỏi, Diệp Thần, ca ca ta đâu? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, Chu Huyên tạm thời mất tích, bất quá, ta hướng người bảo đảm, ta sẽ tìm được hắn, hiện tại, trước cùng ta trở lại Bắc Lăng Thiên Điện đi. Chu Anh tự nhiên không có ý kiến, Chu gia đối với nàng mà nói chính là địa ngục. Đám người lần nữa leo lên phi thuyền, hướng Bắc Lăng Thiên Điện đi. Đông Hoàng Thiên Điện. Đông Hoàng Vong Cơ mặt như hàn sương, trầm ngâm nói, xem ra, muốn giết thằng nhóc này, chỉ có đến khi năm phương loạn chiến, mới có cơ hội chu diệt tiểu tử này. Hắn hét lớn một tiếng nói, người đâu, truyền thiên tuyệt tới gặp ta. Trong đoạn thời gian này, hắn muốn hết tất cả có thể tăng lên lý thiên tuyệt thực lực. Rất nhanh, một tên thanh niên anh Tuấn liền đi tới trong điện, hướng về phía Đông Hoàng Vong Cơ hành lễ nói, đệ tử Lý Thiên Tuyệt, gặp qua sư tôn. Hôm nay Lý Thiên Tuyệt, hơi thở khủng bố, đã sớm không còn là năm đó Diệp Thần nơi gặp. Đông Hoàng Vong Cơ ngưng mắt nhìn Lý Thiên Tuyệt nói, Thiên Tuyệt, thời gian kế tiếp, ta dự định đem ngươi đưa đi thiên điện ra một cái địa phương nào đó, chỉ có ở nơi đó, làm năm phương loạn chiến hạ xuống lúc đó, ngươi mới có chiến thắng Diệp Thần có thể. Giờ phút này, Bắc Lăng Thiên Điện. Bắc Lăng Thịnh nhìn Diệp Thần, chau mày nói, không được, hôm nay ngươi đã là Đông Hoàng Thiên Điện. Nam Thiêu Thiên Điện, thậm chí còn Trung Nguyên Thiên Điện cừu địch, người lại vẫn muốn một thân một mình rời đi Bắc Lăng Thiên Điện. Là muốn tìm cái chết sao? Mới vừa, Diệp Thần lại là nói cho hắn lại phải rời khỏi Bắc Lăng Thiên Điện. Thằng nhóc này, là thật không sợ chết à? Diệp Thần cười nói, vì vậy, xin đế quân đối bên ngoài tuyên bố, ta bế quan. Bắc Lăng Thịnh khẽ thở dài một tiếng, hắn biết, Diệp Thần quyết định chuyện liền sẽ không dễ dàng thay đổi, lúc này. Hắn đem mấy quả thiên âm thần loa ném cho Diệp Thần nói, nếu như gặp nguy hiểm gì,
thông báo ta. Diệp Thần trong lòng ấm áp, cười nói, đế quân, không cần lo lắng. Bắc Lăng Thịnh không biết làm sao gật đầu nói, vậy, ngươi đi liền đi, bất quá, nhớ ở ta thông báo ngươi lúc trở lại nhất định phải trở về. Bởi vì lại cách một đoạn thời gian, sắp cử hành năm phương loạn chiến, năm đại thiên điện đều phải phái ra môn hạ yêu nghiệt tham gia, cái này năm phương loạn chiến, cũng là quyết định thiên điện hạng cao thấp, lần nữa phân chia phạm vi thế lực thi đấu chuyện, đem ngươi đại biểu ta Bắc Lăng thiên điện xuất chiến. Bữa trước ban đêm, Diệp Thần lặng lẽ rời đi Bắc Lăng thiên điện, sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Lăng Thịnh thì ở trên trời điện bên trong tuyên bố, Diệp Thần đang bế quan, người bất kỳ không nên quấy nhiễu. Thái Huyền trận môn, ngoài trăm dặm. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, đang đợi cái gì? Cũng không lâu lắm, hư không biến dạng, một cái huyết sắc cự long vô căn cứ xuất hiện. Huyết sắc cự long hơi thở mơ hồ khủng bố, tựa như đến từ hoang cổ thế giới. Huyết long hai con người khi thấy Diệp Thần, ngay tức thì do lãnh đạm thay đổi là ngạc nhiên mừng rỡ. Chủ nhân! Huyết long từ trời cao hạ xuống, ngay tức thì hóa thành hình người. Diệp Thần khắc bia chuyện, hiển nhiên còn không có chuyển đến chỗ này, chủ yếu ở năm đại thiên điện bên trong truyền lưu, huống chi Diệp Thần danh tự này, ở thiên nhân vực cũng không thiếu, cho nên Huyết Long không hề biết Diệp Thần đoạn thời gian này ở Bắc Lăng thiên điện sự việc. Mặc dù không biết, nhưng Huyết Long có thể cảm nhận được ra Diệp Thần trên mình khí vận cùng với hơi thở, tất nhiên có thu hoạch lớn. Chúc mừng chủ nhân, Huyết Long khá là kích động chắp tay nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái, một giây kế tiếp, trực tiếp đem huyền thiên bia một ít bảo vật phơi bày ở Huyết Long trước mặt. Huyết Long có chút nghi ngờ, khi thấy rõ trước mặt bảo vật, diễn cảm cực độ cổ quái và chấn động. Hắn đạt được Hoang Long Cổ Đế và Thái Cổ Tổ Long một ít truyền thừa, tự nhiên biết trước mắt những thứ này đại biểu cái gì. Chủ nhân lần này rời đi, thu hoạch quá lớn. Chủ nhân, những vật này là... Huyết Long hay là hỏi nói. Diệp Thần cũng không nói nhảm. Nói thẳng, ta biết trên mình ngươi không thiếu bảo vật, những thứ này phân cho Viêm Khôn và Ma Đế các người, nếu như có vật ngươi cần, cũng có thể giữ lại, những thứ này đối với ta lại nói, đã vô dụng. Huyết Long biết Diệp Thần tính cách, cho nên không có một chút do dự, trực tiếp nhận lấy trước mắt vậy bất kỳ một kiện đều đủ để chấn động thiên nhân vực thế lực bảo vật. Đúng rồi, Thái Huyền trận môn và Lạc Nhi thế nào? Diệp Thần hỏi. Huyết Long vừa định trả lời, đột nhiên. Trên bầu trời lại xuất hiện tiếng nổ. Chủ nhân, là có nhà nào cường giả ở giao chiến sao? Huyết Long nghi hoặc nhìn về phía thương khung thanh âm vang lên phương hướng. Thật giống như không phải. Diệp Thần lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, loại chuyện này, không giống như là giao chiến, càng giống như là cái gì mở ra thần tích. Toàn bộ bầu trời ở trong nháy mắt hóa làm thâm thúy đen nhánh vẻ, từng đạo đáng sợ cực kỳ, khí thế đủ để hủy thiên diệt địa lôi quang phun trào. Ở trong biển mây cuồn cuộn. Giống như là thiên giận dữ, mỗi một tia sấm sét cũng để cho Diệp Thần có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cường giả độ kiếp, Huyết Long suy đoán nói. Diệp Thần lắc đầu, hiện tại toàn bộ bầu trời đều ở đây sấm sét thay đổi tới giữa, không nhìn ra cụ thể phương hướng. Nhưng là vô tận hủy diệt chi đạo tràn ra ra, phảng phất là phải đem toàn bộ thế giới nhỏ chôn vùi. Không biết qua bao lâu, hết thảy mới dừng lại. Chỉ như vậy ngừng, Huyết Long có chút không thể tưởng tượng nổi vừa nói, đột nhiên tới giữa, bầu trời tất cả dị động toàn bộ biến mất. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp vậy trên bầu trời, lại xuất hiện du động hai đuôi cá hình sấm sét. Vậy hai đuôi cá hình sấm sét, lẫn nhau di động nô đùa, cuối cùng hóa là cách nhau hai đầu âm dương bùa chú. Tối sầm một trắng tới giữa hô ứng lẫn nhau, một nhóm động một cái tới giữa đầu đuôi tương liên. Màu đen cá bơi giống như là nhất vĩ tới từ địa ngục quỷ thần, quanh thân trộn lẫn xoa đen nhánh hơi thở, mỗi một đoàn đều là sâu không thấy đáy hắc ám. Nhìn giống như là thấy được địa ngục vực sâu, đem người kéo vào trong đó. Màu trắng cá bơi giống như là nhất vĩ đến từ thần giới tiên linh, màu xích kim sương mù bao phủ, ti ti lũ lũ quang minh tránh khí cuộn sạch ở toàn bộ bầu trời. Trắng cùng đen va chạm. Địa ngục cùng tiên linh va chạm. Hình thành cái này nhìn như thăng bằng âm dương song ngư. Lại là âm dương song ngư dị tượng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lãnh đạm cũng thay đổi là cực độ rung động, hắn không nghĩ tới, cái này quan hệ đến âm dương thần điện dị tượng mà lại ở lúc này xuất hiện. Âm dương song ngư,
Huyết Long hiển nhiên vậy không phải lần thứ nhất nghe nói cái này dị tượng, chủ nhân, vậy có phải hay không ý nghĩa âm dương thần điện cường giả đang ở phụ cận? Không biết, nhưng nhất định có quan hệ. Diệp Thần diễn cảm 10 phần ngưng trọng. Âm dương thần điện là hắn đời trước mình bí mật thiết lập, nhưng là hắn không giống tầm thường bí mật, không có ai có thể biết được trong đó tình huống thật. Xem như vậy, hắn kiếp trước bố cục cái này địa bàn lớn cờ, có lẽ âm dương thần điện chính là một loại trong đó. Lúc này thần tích xuất hiện, phải chăng cũng là kiếp trước an bài. Trong truyền thuyết âm dương thần điện sau lưng ẩn chứa quá nhiều thứ, nắm trong tay âm dương thần điện thì chẳng khác nào nắm trong tay quy tắc. Nắm trong tay quy tắc. Huyết Long trong lòng giật mình, nói như vậy, cái này âm dương thần điện bố trí tuyệt không đơn giản. Quy tắc lực có lẽ chính là chỗ này cùng cấp trên tới giữ gông xiềng, nghịch thiên mà là cũng bị quy tắc lực chế ước. Diệp Thần từ trong lòng ngực móc ra một khối song ngư ngọc bội. Cái này trên bầu trời hình thành âm dương song ngư, cùng Tề Vân Thư tiền bối cho ta song ngư ngọc bội hình dáng nhất trí. Tề Vân Thư tiền bối từng nhiều lần cứu hắn cùng Diệp Lạc Nhi thoát khỏi Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt uy năng, hơn nữa hắn cũng là âm dương thần điện truyền tin người. Như vậy là âm dương thần điện đối với chúng ta chỉ dẫn sao? Có lẽ, Diệp Thần nói. Song ngư ngọc bội bị phân là tối sầm một trắng, dịch thấu trong suốt, tản ra cao nhất thần bí mùi vị, cái này đen trắng hai màu chậm rãi lưu động, để cho người liếc mắt nhìn liền không nhịn được lõm sâu trong đó. Khi nó hóa thành đôi cá lúc đó, chính là thần điện gặp nhau ngày. Một câu nói này giống như thần dinh vậy, liên tục gõ ở Diệp Thần trong lòng. Lúc này song ngư ngọc bội như cũ đàng hoàng lưu lại ở Diệp Thần trong tay. Nhưng là cái này trên bầu trời âm dương song ngư giống như là ngọc bội phục khắc phẩm như nhau, đen trắng lưu chuyển tới giữa, tựa hồ là ở chỉ dẫn hắn đi. Sốt cuộc là cơ duyên vẫn là cạm bẫy. Diệp Thần trầm ngâm, thật lâu không nói gì. Đi hay là không đi? Đương nhiên là đi, Huyết Long kiên định nói, nếu là chủ nhân ngài kiếp trước thiết lập thần điện, như vậy nhất định là đi qua kín đáo thiết kế, hơn nữa Tề Vân Thư tiền bối trước kia cũng nhiều lần cứu chúng ta cùng nước lửa bên trong. Ngươi nói đúng, bất kể là cơ duyên vẫn là cạm bẫy, chỉ cần có thể làm cho ra cái này âm dương song ngư, vậy nhất định cùng âm dương thần điện có liên quan, vậy chúng ta đi ngay tìm tòi kết quả. Diệp Thần hạ định quyết tâm, nếu âm dương thần điện cùng kiếp trước mình bố trí có liên quan, như vậy hắn thì phải từng cái tháo ra mình bày cuộc cờ. Cùng lúc đó, một tòa nguy nga lộng lẫy, vô số thủy khí thiên cung. Một cái khí chất lạnh như băng. Lộ ra nữ hoàng oai cô gái đang có nhiều thú vị nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Âm dương song ngư. Huyền Cơ Nguyệt dung mạo xinh đẹp bên trên, toát ra lau một cái thần thái bất khả tư nghị. Như vậy uy áp, sẽ là âm dương thần điện ai? Cách đó không xa quỳ một cái ông già. Ông già nhìn một cái hình ảnh, bực mày râu hơi nhíu, tại hạ cũng không biết, ban đầu luân hồi chi chủ đối với âm dương thần điện 10 phần bí mật. Ngươi cũng không biết. Không quá ta ban đầu nghe qua một câu nói, Huyền Cơ Nguyệt chậm rãi nói. Khi nó hóa thành đôi cá lúc đó, chính là thần điện gặp nhau ngày. Nó, là cái gì, cụ già có chút nghi hoặc nhìn về phía Huyền Cơ Nguyệt. Không biết, Huyền Cơ Nguyệt lắc đầu, cái này còn là nàng chém chết một tên âm dương thần điện có thể người thời điểm, từ đối phương trong trí nhớ dọ thám biết mà đến. Chẳng lẽ nói chính là cái này trên bầu trời dị tượng, hội tụ thành đôi cá. Có lẽ là, có lẽ không phải. Nếu quả là như vậy, vậy âm dương thần điện muốn tái hiện nhân gian. Cụ già trong khẩu khí mặt đã tràn đầy lo âu, luân hồi chi chủ đã chết, nhưng là hắn luân hồi thân đã trở lại nhân gian. Nếu để cho hắn luân hồi thân lần nữa thừa kế âm dương thần điện, hậu quả kia. Muốn đến người vậy không muốn nhìn thấy âm dương thần điện lại xuất hiện. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, bỏ mặc đối phương là người hay quỷ. Chúng ta cũng phái người tìm tòi kết quả đi. Cho dù là cạm bẫy, cũng phải đem âm dương thần điện và luân hồi chi chủ toàn bộ hy vọng, chém chết. Chuyện này liền giao cho Huyền Tiêu đi. Còn nữa, nếu như ta không đoán sai, Đế Thích Thiên cũng nên có phản ứng. Hình ảnh quay về. Diệp Thần cầm trong tay song ngư ngọc bội thúc dục, toàn bộ ngọc bội toàn thân xoay tròn, cùng trên bầu trời dị động mơ hồ hô ứng. Sau đó ngọc bội bay ra. Hướng một phương hướng chạy đi. Chủ nhân, đây là Ngọc Hàn Thành phương hướng. Huyết Long hô, mặc dù đi tới thiên nhân vực không phải đặc biệt dáng dấp thời gian, nhưng hắn đối phương vị đã hết sức rõ ràng. Đi.
ngự gió lên, hai người một bước tới giữa đã đi ra trăm dặm. Có còn xa lắm không? Diệp Thần nhìn trời khung ở giữa âm dương song ngư đã yếu ớt hết sức biến mất. Chắc sắp, chính là Ngọc Hàn Thành phương hướng. Huyết Long lần nữa xác nhận đến, bọn họ một đường đi đường, Ngọc Bội chỉ dẫn phương hướng thủy chung là Ngọc Hàn Thành. Được, Diệp Thần gật đầu. Khi bọn hắn đến Ngọc Hàn Thành thời điểm, trên bầu trời âm dương song ngư dị tượng đã toàn bộ biến mất. Nhưng Diệp Thần trong tay song ngư Ngọc Bội nhưng tản ra oánh oánh lục quang, giống như là ở nói cho bọn họ không có đi sai phương hướng như nhau. Cái này Ngọc Hàn Thành là địa phương nào? Trong tin đồn, Ngọc Hàn Thành trước là thiên nhân vực náo nhiệt nhất một nơi thành trì, thành chủ Ngọc Giang Hàn tùy ý tự nhiên, là đạo môn bên trong hiếm có thông suốt người. Bất quá ở một lần sau đại chiến Ly Kỳ mất tích, ở hắn mất tích sau đó, Ngọc Hàn Thành bởi vì không có ai quản hạt, cho nên thành các thế lực lớn tranh đoạt chi địa. Huyết Long nhớ lại trước đây thấy điển tịch, nói. À, Diệp Thần gật đầu, nhưng là mơ hồ cảm thấy lúc này Ngọc Hàn Thành thật giống như có chút không giống địa phương. Nơi này thật giống như không có ai. Diệp Thần cảm giác liền một tí tình huống chung quanh, nghi hoặc nói. Kỳ quái, sau đó trong điển tịch vậy nhắc tới, hình như là bởi vì không có Ngọc Giang Hàn che chở, Ngọc Hàn Thành thời tiết vậy xuất hiện dị tượng, cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Nguyên bản bốn mùa như xuân cảnh trí, lập tức mất đi xuân hạ thu, chỉ còn lại mùa đông. Coi như lại lạnh vậy không có quan hệ, võ giả lại có mấy cái sợ lạnh. Diệp Thần lắc đầu, nhiệt độ hiển nhiên không phải lúc này Ngọc Hàn Thành không có bóng người nguyên nhân chủ yếu. Chủ nhân, không phải là không có người. Huyết Long chỉ cách đó không xa một khối tượng đá nói. Diệp Thần đi tới trước, cẩn thận nhìn về phía tượng đá. Ở nơi này là tượng đá à? Rõ ràng là cái bị băng cư trú võ giả. Người nơi này, toàn bộ bị đóng băng. Diệp Thần không thể tưởng tượng nổi nói. Huyết Long gật đầu, cánh tay hơi đưa ra, đụng chạm ở gần đây một pho tượng đá trên mình. Khoảnh khắc tới giữa, tượng đá hóa là phấn vụn. Bột trạng băng vụn tán lạc đầy đất, lại không có dấu hiệu hòa tan. Nơi này có lạnh như vậy sao? Diệp Thần trong cơ thể có luân hồi huyết mạch, đã sớm không sợ giá rét. Ta không cảm giác được, Huyết Long nguyên bổn chính là nóng bức cực kỳ, chưa bao giờ lãnh hội qua giá rét, lại nơi nào biết giá rét mùi vị. Bọn họ nên là trải qua như thế nào hạo kiếp à? Diệp Thần lãnh đạm gương mặt càng phát ra cảm giác không đúng, nhưng cũng chỉ có thể dẫn Huyết Long tiếp tục đi về phía trước. Toàn là võ giả. Huyết Long cơ hồ quan sát mỗi một cái bị đóng băng người lối ăn mặc, bọn họ đến từ các môn các phái, giữa eo phối sức mỗi người không giống nhau. Duy nhất nhất trí phải, tất cả võ giả cơ hồ đều là ở không biết chuyện chút nào dưới tình huống bị đóng băng. Hơn nữa đóng băng thời gian hẳn là đặc biệt nhanh chóng, đưa đến bọn họ có đang uống nước, có vừa muốn xoay người. Đóng băng định cách, tất cả mọi người đều duy trì trong nháy mắt đó tư thái. Chủ nhân, có rất nồng nặc sát khí. Huyết Long màu sắc lần nữa biến thành song sắc, hắc đỏ đối lập. Từ hắn tiếp nhận quỷ thần ban phúc sau đó, đối với sát khí cảm giác bén nhạy hơn. Sát khí 10 phần khủng bố, dưới đất hẳn là trấn áp thứ gì. Diệp Thần và Huyết Long cái này mới vừa tiến vào cửa thành, cảm giác đến sát khí đã xông lên thể mà qua. Huyết Long trong tay quyền trượng sử dụng, vậy quyền trượng chóp đỉnh Long Châu phát ra lấp lánh chói lọi, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng sát khí, chiếu hướng phương xa. Vậy hẳn là chủ thành thần điện, nơi đó sát khí nồng đậm hơn. Diệp Thần gật đầu, khác thường nhất định có yêu. Chúng ta cẩn thận một chút. Huyết Long tay cầm quyền trượng, phò hộ ở Diệp Thần trước người. Nơi này mặt đất vậy bị đông lại, chủ này thành trung tâm mặt đất, lúc này giống như là một mặt băng kính. Mắt thường có thể thấy được tất cả vật thể toàn bộ bị đóng băng, che khuất bầu trời sát khí, tràn ngập ở mỗi một xó xỉnh. Cái này trận tai họa lớn, có lẽ vẫn chưa hết kết. Diệp Thần nhìn loại cảnh tượng này, không khỏi được thở dài nói. Hắn mơ hồ thấy cái này trên mặt đất băng, còn có tiếp tục duyên triển tín hiệu, tựa như đang một tấc chiếm đoạt Ngọc Hàn Thành. Chúng ta đi vào xem. Dứt lời, Huyết Long tay đã đánh vào trên mặt đất, từ Huyết Long trong thân thể lưu chuyển ra màu máu dung nham lực, muốn đem trên đất cục băng toàn bộ hòa tan. Cái này hàn băng nguồn thật giống như vô cùng vô tận. Mười tức, vậy vẻn vẹn chỉ hòa tan một chút xíu hàn băng. Diệp Thần sáng tỏ, xem ra cái này băng nguyên là tới từ dưới đất.
trực tiếp gõ mở đi. Diệp Thần nói, âm dương song ngư dị tượng quá mức mãnh liệt, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người mơ ước, bọn họ không có như thế nhiều thời gian. Chỉ có thể áp dụng bạo lực nhất phương pháp tiến vào cái này Ngọc Hàn thành chủ thành. Hoang Long Lôi Thần bảo, đây là hắn luyện hóa Hoang Long trong thân thể, cảm ngộ đến một chút thần thông, này thần thông là Hoang Long cổ đế nơi mài chế ra, đem tự thân hơi thở rồng cùng lôi đình lực kết hợp với nhau, tạo thành quấn quanh sấm sét hơi thở rồng châu. Hơi thở rồng châu đến mức đưa tới giống như sơn hồng vậy phá sập lực, khả kích mặc bất kỳ vật thể. Lúc này Ngọc Hàn thành chủ thành bên trong tòa pho tượng đá, đã ở nơi này hơi thở rồng châu uy lực dưới, hết thảy hóa là phấn vụn, tứ tán ở trên trời vũ tới giữa. Chủ nhân, chủ thành lầu cũng không có bị đánh xuyên. Huyết Long có chút kỳ quái, cái này Hoang Long Lôi Thần bảo uy lực, không nên chỉ có nhỏ như vậy. Không phải thần thông của ngươi uy năng không đủ, mà là cái này chủ thành có vấn đề. Diệp Thần chỉ dựa vào mắt thường, liền nhìn ra chủ này cổng thành quỷ dị chỗ. Bình thường mà nói, lớp băng hẳn là băng đông lại tất cả mọi thứ. Nhưng là chủ này thành ra hẳn là có một tầng trong suốt kết giới, lớp băng trên thực tế là bao trùm ở kết giới bên trên. Hiện tại Huyết Long nhất kích, đem bao phủ ở kết giới ra tất cả lớp băng toàn bộ đánh nát, lộ ra núp ở bên trong, hơn nữa 10 phần hoàn hảo chủ thành. Chúng ta vào chủ thành lầu xem. Diệp Thần dứt lời, đã nhấc chân một bước vào chủ cổng thành phạm vi. Nhưng mà Diệp Thần còn chưa bước vào, một đạo kinh thiên thanh âm vang lên. Muốn đi vào, hỏi qua ta Huyền Tiêu chưa? Tí tách. Ngay tại lúc này, một đạo sét đánh phá vỡ chân trời. Hống. Sau đó, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, hung mãnh vang khắp lên, hám tâm thần người. Chỉ gặp một đầu vô cùng to lớn, cả người mọc đầy nhung mao, cặp mắt to lớn, răng như trời kiếm thiên kích, mặt đầy dữ tợn hung ác cự thú, gầm thét từ trên trời hạ xuống. Cái này con cự thú, thân thể nguy nga khổng lồ, thật là do như núi cao, khí thế kinh thiên, làm người ta vô cùng rung động. Chủ nhân, Huyết Long dứt lời, toàn thân đã tiến vào phòng ngự trạng thái. Huyền Tiêu một cước đạp, mặt đất nổ tung, đất đá tung tóe. Trên đất tất cả cột băng cũng bởi vì bị cái này cùng rung động, toàn bộ hóa là băng vụn, rơi xuống trên đất. Huyết Long quanh thân khí huyết bùng nổ, tâm can tỳ phổi thần tựa hồ cũng đang cháy, ngưng tụ ra một cái cầm thần quang sáng chói đao kiếm, mang dọn ra sát ý, hướng Huyền Tiêu thẳng oanh đi. Huyết Lôi thần quang, phá! Đồng thời, Huyết Long huy động trong tay quyền trượng, nhất thời toát ra vô cùng cuồn cuộn chói lọi. Có Hoang Long cổ đế và Thái cổ tổ long truyền thừa lực Huyết Long, lúc này một kích toàn lực dưới, nơi nào còn có Huyền Tiêu đường sống. Thần phù ẩn trốn, Huyền Tiêu ngay tức thì cảm giác được không đúng, gào thét, nhanh chóng xé nát Huyền Cơ Nguyệt ban cho hắn linh phù. Cút về nói cho Huyền Cơ Nguyệt, để cho nàng tự mình tới, nếu không, ta và chủ nhân gặp các ngươi một lần, chém chết các ngươi một lần. Huyết Long gầm hét lên. Huyết Long làm xong hết thảy các thứ này. Liền nhìn về phía Diệp Thần, nói, chủ nhân, chúng ta tiếp tục. Nhưng mà, Diệp Thần đột nhiên nâng lên cánh tay chặn lại Huyết Long muốn tiếp tục bước chân tiến tới, còn có người. Nói xong, Diệp Thần mắt nhìn một nơi cột băng sắp lập địa phương. Bót bót bót, từng trận tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Rồi sau đó, chỉ gặp một tên lão đạo, tay cầm phất trần, dưới chân dậm chân giống như đạp gió lốc lớn, thoáng qua tới giữa đã tới Diệp Thần và Huyết Long trước mặt. Cái này âm dương song ngư nhưng mà ngươi làm ra. Nữ hoàng bệ hạ trông cậy vào những người này, khó trách để cho ngươi lần lượt chạy khỏi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, rất hiển nhiên đối phương không phải Huyền Cơ Nguyệt người, vậy thì chỉ có một kết quả. Ngươi là đế thích thiên phái tới. Lão đạo thần sắc đột nhiên ngưng trọng, tức giận nói, điện chủ anh minh thần vũ, ngươi dám không ngừng kêu hắn tên họ. Huyết Long bước ra một bước, hoang cổ ý tản ra, chủ nhân. Cần gì phải cùng hắn nói nhảm, con kiến hôi mà thôi, để cho ta cầm hắn tới tế Hoang Long cổ đế. Toàn nghi tứ tượng trận, toàn nghi đạo nhân phất trần đảo qua, toàn bộ Ngọc Hàn thành chủ thành lạnh lùng băng xương hơi thở, đã toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Trên đất chạy dài đi ra ngoài tứ tượng trận pháp, đông nam tây bắc bốn phương hướng, diễn hóa ra tất cả quang quái lục ly dã thú. Đông, phong linh thú. Tây, hỏa linh thú. Nam, lôi linh thú. Bắc, điện linh thú. Bốn đầu hung thú bàn cưa ở trận pháp bốn cái phương vị,
ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Huyết Long cùng Diệp Thần. Hống 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 hống, gào thét tiếng như sấm minh vậy, gõ màng nhĩ của mọi người. Chút tài mọn, Huyết Long chút nào không bị còn con này trận pháp thuật nơi dung chuyển. Nếu ngươi giỏi dùng trận pháp, vậy chúng ta liền so một chút trận pháp. Huyết Long cắn nuốt Hoang Long Cổ Đế đoạt linh trận, trận pháp trong đó lực toàn bộ bị hắn hấp thu, dung hợp huyết mạch của mình lực, đã có cảm ngộ mới. Lôi Minh Quỷ linh trận. Huyết Long trong tay quyền trượng thần châu lúc này toát ra sáng bóng ngăm đen, bên trong hiện lên màu máu quỷ ảnh. Nguyên bản ở toàn nghi đạo nhân trận pháp bên trên, lúc này Huyết Long Lôi Minh Quỷ linh trận, phạm vi lớn hơn bao trùm ở nó trước. Có quỷ thần ban phúc Huyết Long, tay phải trên cánh tay ban phúc Đường Vân, lúc này đã chuyển lưu ra màu vàng kim sáng bóng. Huyết Long bỗng nhiên tay phải nâng lên một quyền, trực tiếp đánh vào toàn nghi đạo nhân trong trận tim. Toàn nghi đạo nhân phất trần cuốn lên, một khối to lớn cột băng đã đập về phía Huyết Long. Huyết Long linh trận đã chuyển động lực, nguyên bản thấu lượng bầu trời, lúc này ở trận pháp thúc dục dưới, tối tăm không ánh mặt trời hắc mang đã chậm rãi bay lên. Một tôn bóng đen to lớn, từ trận pháp bên trong thăng dọn ra, từ địa ngục mà đến quỷ thần, trên mình uy áp mang lạnh lùng suối vàng bể dâu cảm giác. Hư vô kia quỷ ảnh, đen ngòm hốc mắt bên trong là yếu ớt suối vàng ánh sáng. Hắn chậm rãi nâng lên tay, ngón tay từ từ nâng lên, chỉ hướng vậy bốn đầu hung thú. Hống! Hung thú trên mặt viết đầy khiếp đảm cùng sợ hãi, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Bốn tuyến đầu pháp linh thú đã chậm rãi không có vào trận pháp, lại là ở tự đi thu hồi trận pháp uy năng. Cái này không thể nào, toàn nghi đạo nhân kinh hô. Cái này toàn nghi tứ tượng trận, nguyên bổn chính là hắn nắm giữ mạnh nhất trận pháp. Hừ, quỷ thần chém đầu. Huyết Long nơi nào sẽ cho toàn nghi đạo nhân thở dốc cơ hội, cơ hồ là cùng trong chốc lát, đã điều khiển trận pháp hướng toàn nghi đạo nhân tàn sát đi. Không. Toàn nghi đạo nhân đem hắn pháp khí phất trần hoành ngăn ở mình lồng ngực trước. Cái này yếu đuối phất trần đối mặt ác liệt quỷ thần quỷ ảnh, hoàn toàn không có ngăn cản có thể. Vậy tan vỡ phù trần, trực tiếp bị chém thành hai khúc, đông một tiếng, rơi vào ngọc hàn thành mặt đất. Toàn nghi đạo nhân mặt xám như cho tàn, hoảng sợ nhìn quỷ này thần quỷ ảnh bóp lại mình cổ họng. Sau đó, không có sau đó. Toàn nghi đạo nhân, chết. Huyết Long lần nữa trở lại Diệp Thần bên người, hơi có chút đắc ý nói, cái gì chó má toàn nghi đạo nhân, muốn nổ tung. Diệp Thần thần sắc có cái gì không đúng, vì sao lần này Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt phái ra người thực lực cũng nhỏ yếu như vậy. Cái này quả thực không giống như là hai người tác phong, chẳng lẽ cái này hai tên sau lưng còn cất giấu cái gì. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vẫn là nói, chúng ta bắt chặt. Dưới mắt. Phải mau sớm tìm được liên quan tới Âm Dương Thần Điện đầu mối, sau đó rời đi Ngọc Hàn Thành. Vù vù. Diệp Thần trong tay song ngư ngọc bội, lại phát ra từng trận tiếng vo ve. Nó ở cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Diệp Thần nói. Chủ nhân, ngài xem, quả nhiên, vòng qua chủ thành lầu sau này, Huyết Long thấy được một ngôi lầu vũ, nhưng là phía trên nhưng viết Ngọc Hàn Tháp. Đây là một tòa tháp. Huyết Long không thể tưởng tượng nổi nói. Có lẽ là, có lẽ chỉ là Ngọc Hàn Thành thành chủ người yêu thích. Huyết Long vẫn là có chút nghi ngờ, nhà ai tháp chỉ có một tầng à. Đôi Long Ngọc bái phục chấn động đã dừng lại, khôi phục trước đây huỳnh quang. Nhưng là, ta dám khẳng định, chỗ này, nhất định và Âm Dương Thần Điện có liên quan. Diệp Thần, thậm chí ở chỗ này cảm thấy một chút cảm giác quen thuộc. Tựa như, hắn đã từng tới nơi này như nhau. Chủ nhân, ta ở bên ngoài trông nom. Huyết Long nhìn cái này chỉ có tầng một Ngọc Hàn Tháp, nói. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn mơ hồ có thể cảm giác được trong này hẳn là không có nguy hiểm gì. Được, người vạn sự chú ý. Diệp Thần dặn dò, nếu như tình huống đặc biệt, người không địch lại, không muốn chống cự, đi vào tìm ta. Huyết Long gật đầu một cái, đã ẩn thân ở cửa tháp bên cạnh. Diệp Thần thì tay cầm song ngư ngọc bội, thoải mái đi vào Ngọc Hàn Tháp, chuẩn bị tìm tòi kết quả. Mà Diệp Thần hoàn toàn không biết, làm hắn đi vào bên trong tháp, đã từng Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt phái ra cường giả cùng Huyết Long đánh một trận chi địa, lại tản mát ra hai đạo cực kỳ quỷ dị trận mang. Trận mang càng phát ra chói mắt, cuối cùng lại hình thành hai đạo tinh quang bùa chú. Ánh sao bùa chú giống như cửu u ánh mắt, ngưng mắt nhìn hết thảy trước mắt.
Đạo nhân và cái gọi là huyền tiêu, căn bản không phải đối kháng luân hồi chi chủ tồn tại. Mà là Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đi sâu vào rõ ràng âm dương thần điện hậu thủ. Mà đây hai đạo tinh quang bùa chú mới là mấu chốt. Bọn họ biết mình phái ra người tất nhiên sẽ chết. Nhưng, thất bại ngược lại là bọn họ hy vọng. Bởi vì vừa chết, mới có thể ngưng tụ ra cái này ánh sao bùa chú. Cái này ánh sao bùa chú đến từ thời đại Thái Cổ, tiên hữu người biết. Bọn họ khẳng định đời này luân hồi chi chủ tuyệt đối không biết vật này. Hai đạo tinh quang bùa chú dần dần trở thành nhạt, cuối cùng giống như không khí vậy, sau đó lại hướng Ngọc Hàn Tháp đi. Mà đang ở ánh sao bùa chú muốn lên đường thân, sau lưng đột nhiên hư không biến dạng, một đạo mang huyết quang người đàn ông bóng người đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông hai tay chắp sau lưng, khẽ mỉm cười, ánh sao bùa chú, cái này hai người ngược lại là học thông minh. Bất quá, ta không thích đồ chơi này. Dứt lời, vậy biến mất ánh sao bùa chú hiện ra nguyên hình. Lại là quỷ dị tự cháy đứng lên. Sau đó, hết thảy bình tĩnh lại. Mà người đàn ông kia cũng đã biến mất. Ngọc Hàn Tháp bên trong. Diệp Thần sắc mặt cẩn thận đi vào tháp điện bên trong. Trống trải, hơn nữa diện tích 10 phần lớn. Bên trong tháp cơ hồ không có bất kỳ trưng bày, chỉ có một cánh cửa, trên cửa khắc vẽ, vẫn là âm dương song ngư hình vẽ. Hiện tại, Diệp Thần cơ hồ cũng hoài nghi nguyên Ngọc Hàn thành chủ. Chắc là âm dương thần điện người, nếu không, như thế trắng trợn âm dương phù văn, làm sao xem, cũng sẽ không là người khác đặt ở trong nhà của bọn họ. Cửa đá to lớn bên trên, đem đôi cá điêu khắc trông rất sống động, màu đen cá bơi cá mắt bị chạm giống, tựa như chờ đợi thứ gì nguyên vẹn trong đó. Diệp Thần đưa tay đẩy một cái này cửa đá, không có động tĩnh. Hắn không do dự nữa, hồn thể đổi thành, siêu cường cự lực sử dụng. Nhưng mà cửa như cũ không cách nào mở ra. Hắn lúc này mới chú ý tới, cửa trên có một cái cổ quái đôi cá lõm xuống chỗ. Chẳng lẽ là song ngư ngọc bội? Diệp Thần trầm tư, đem ngọc bội ụp lên trên cửa đá. Ken két. Cửa đá bên trong phù văn dấu vết động một cái, phát ra đẩy kéo thanh âm, cửa đá chậm rãi mở, lộ ra phía sau thang đá. Diệp Thần nhìn cái này nhũng dáng dấp dưới đất thang đá. Lúc này hắn thật giống như rõ ràng chỗ này kêu Ngọc Hàn Tháp. Đây không phải là truyền thống trên đất tháp, mà là dưới đất té tháp, giống như ánh xem vậy, từ trên xuống dưới úp ngược lên dưới đất. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, chiếu sáng cái này thật dài thang đá. Ngay tại Diệp Thần đi vào phía sau cửa đá, âm dương song ngư ngọc bội tự đi tung tích, lần nữa trở lại Diệp Thần trong tay, mà ở cùng trong chốc lát cửa đá nhanh chóng khép lại. Phảng phất từ tới không có mở ra như nhau. Diệp Thần ngón tay đụng vào quanh co xuống thạch bích, tạc có khắc vách đá cái máng, hẳn là có thể đốt đèn mang. Chỉ là hiện tại, bên trong đèn dầu đã không có. Dài như vậy thang lầu, là trực tiếp thông đến tầng dưới chót liền sao? Diệp Thần tự nhủ. Không có một chút điểm chướng ngại, cũng không có bị bất kỳ công kích. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi, là bởi vì là trên người mình có âm dương song ngư ngọc bội. Cho nên trực tiếp đi gần đảo. Tí tách, một tiếng giọt nước rơi xuống thanh âm, vào lúc này hắc ám vắng người thời điểm, càng lộ vẻ được rõ ràng. Sốt cuộc, Diệp Thần bước nhanh hơn, nguyên bản bóng tối con đường phía trước, lúc này tựa như cũng từ từ thẩm thấu một ít nguồn sáng. Chỉ là vậy nguồn sáng như cũ yếu ớt, ở nơi này mờ tối trong hoàn cảnh, vẫn không có để cho Diệp Thần thấy phía trước tình huống. Hô, hô, trùng điệp tiếng hít thở. Mười phần nặng nề. Là người vẫn là linh thú. Diệp Thần thu hồi ngọn lửa trên tay, nghe cái này hô hấp, đối phương hiển nhiên là thuộc về tương đối vô lực trạng thái, hơi thở do như bơi long nhất dạng, lơ lửng không chừng, tựa như một giây kế tiếp liền phải bỏ mạng. Là ai? Còn không cùng Diệp Thần đến gần, một giọng già nua từ phương xa truyền tới. Tại hạ Diệp Thần tăng tốc mấy bước, quẹo cua một cái, thấy được chủ nhân của thanh âm này. Người nọ một đầu màu xanh da trời mái tóc dài, phát quan là màu vàng xích ngọc, vừa thấy chính là không tầm thường vật. Sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, môi khô nứt, một hai hàng lông mày mắt mơ hồ có thể thấy được lúc còn trẻ, cũng là một vị phong lưu hào phóng võ giả. Anh hùng chết sớm, người đẹp tuổi xế chiều, đại khái thế gian luân hồi cũng không chống nổi nhân quả. Diệp Thần ánh mắt chậm rãi hạ, diễn cảm cổ quái, người này nửa người dưới đã hóa là tượng đá.
mà Diệp Thần trước nghe được giọt nước tiếng, ngạc nhiên là tay phải hắn trong ngón tay, đang từng điểm hòa tan trước cột băng. Chỉ là rất đáng tiếc, lúc này, ông già chỉ còn lại đầu ngón tay một chút xíu màu da, mắt thấy cuối cùng một chút cũng phải bị cột băng cắn nuốt. Tiền bối, người đây là... Diệp Thần đi lên trước, nửa đứng ở ông già bên người. Người từ bên kia tới. Ông lão ánh mắt thấy Diệp Thần hơi khiếp sợ, bất quá rất nhanh lại biến thành phức tạp và cẩn thận. Sau đó hắn ánh mắt đã bắt đầu phân ly, hư không mờ mịt nhìn về phía Diệp Thần tới đây địa phương. Diệp Thần vậy theo hắn tầm mắt nhìn sang, nhưng phát hiện, không có gì cả. Vào miệng biến mất. Xem ra cái này Ngọc Hàn Tháp bên trong cơ quan, không có đơn giản như vậy. Như vậy khổng lồ cơ quan thiết kế, ở di động tới giữa, lại không để cho Diệp Thần giác xem kỹ ra bất kỳ một chút dị động. Ngươi nhưng có. Ông già lời nói còn chưa nói hết, hơi thở đã giống như đèn cuốn tơ tằm, không nói được một câu đầy đủ. Tiền bối nhưng mà âm dương thần điện người. Diệp Thần nhanh chóng hỏi, lúc này hắn quan tâm nhất chính là ông cụ này cùng âm dương thần điện có cái gì không liên quan. Ngươi nhưng có, song ngư ngọc bội. Ông già cũng không có nóng lòng trả lời Diệp Thần vấn đề, đối với hắn mà nói, mặc dù Diệp Thần tới phương hướng, đủ để chứng minh hắn nhất định tay cầm âm dương thần điện tín vật, nhưng là, bị đóng băng nhiều năm như vậy, ông già đối bên ngoài thời cuộc biến đổi không biết gì cả, không dám tin tưởng những người khác. Dù là người trước mắt có chút và luân hồi chi chủ tương tự. Diệp Thần gật đầu một cái, ngay sau đó đem xong ngư ngọc bội, lấy ra cho ông già xem. Vậy huỳnh huỳnh lục quang, hiển nhiên ở dưới đất càng lộ vẻ sáng bóng. Quả nhiên, ông già tái nhợt ra mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn rốt cuộc đến lúc. Diệp Thần nhìn ông lão trạng thái, hiển nhiên đối phương hẳn băng xương lực đã vào cơ thể, phỏng đoán chống đỡ không được 45 phút. Vội vàng sử dụng bát quái thiên đan thuật, là ông già chạy dài hơi thở. Bát quái thiên đan thuật dưới, từng tia ấm áp chữa linh tức đã xuyên thấu qua Diệp Thần bàn tay, truyền đến ông lão ngũ tạng lục phủ tới giữa. Đạo pháp xuyên qua hết thảy ngoại lực ăn mòn, đối mặt cái này không biết nơi nào nhô ra băng xương lực, hơn nữa ông già đã không biết ở chỗ này đợi nhiều ít năm tháng, băng xương lực đã sớm cắn nuốt hắn kinh máu. Bát quái thiên đan thuật, đối với ông già lúc này trạng thái lại không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Tam, thập tam hồng, mông cổ pháp. Lão kia người mắt thấy Diệp Thần hành vi, cười khổ lắc đầu một cái. Không muốn, không nên uổng phí khí lực. Ông già hơi thở mong manh, bát quái thiên đan thuật, rất tốt, nhưng là... Đối với ta không dùng. Diệp Thần lúc này vậy đã phát hiện, chỉ có thể tiếc nuối rút bàn tay về. Bát quái thiên đan lò điều chế đan dược, cùng bát quái thiên đan thuật cùng ra nhất mạch, tự nhiên đối với cái này ông già, vậy không tạo được bất kỳ tác dụng. Tiền bối, ngài là âm dương thần điện người sao? Ừ, ta bị cái này, băng xương vây khốn nhiều năm, đi vào đã không ngăn cản được. Băng xương vào cơ thể, ngủ mê man thời gian càng ngày càng hơn. Diệp Thần nghiêm túc nghe, cũng không dám chen vào nói, rất sợ cái này ông già lại cũng không có sức kể lể càng nhiều bí tình. Cho nên hôm nay ta, thiêu hủy tinh nguyên, mở âm dương song ngư dị tượng. Hy vọng có ta âm dương thần điện cường giả đi tới nơi này. Diệp Thần gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu, tiền bối, ta cũng không phải là âm dương thần điện người trong. Chỉ là nhân duyên tế sẽ có được liền cái này song ngư ngọc bội. Ừ, ngươi có biết, ngọc bội này tượng trưng ý nghĩa. Nếu như ngươi cùng ta âm dương thần điện vô duyên, vật này nói gì cũng sẽ không ở trên mình ngươi. Xem ra cái này âm dương song ngư ngọc bội đối với âm dương thần điện mà nói, thật sự là cực kỳ trọng yếu. Vậy Tề Vân Thư đem vật này phó thác cùng mình, chắc cũng là kiếp trước bố trí an bài. Hoặc là nói, đôi cá tụ hợp lúc đó, chính là âm dương thần điện gặp nhau ngày, những lời này chân thật đáng tin. Tiền bối ngài là âm dương thần điện người nào, ngài có thể biết Tề Vân Thư tiền bối. Diệp Thần vội vàng hỏi nói, đối với âm dương thần điện, hắn một mực có 10 phần chấp niệm. Cụ già thở dài một tiếng, bố trí từ bắt đầu một khắc kia, đã không có. Đường lui. Chúng ta cha luân hồi. Đứng đầu, chúng ta không nên như vậy. Diệp Thần con người đông lại một cái, nhìn ông già, thần sắc ngưng trọng. Lời nói của đối phương có ý gì? Âm dương thần điện cha luân hồi chi chủ. Chẳng lẽ mình kiếp trước bố trí xảy ra vấn đề? Xin tiền bối cho biết,
âm dương thần điện kết quả chuyện gì xảy ra? Ông lão thân thể không ngừng băng hóa, hắn chật vật mở miệng, đã từng, chúng ta tồn tại, là được. Vì thần bí kia chí cao, vạn khư thần điện. Chúng ta quyết đánh đến cùng, tin chắc tương lai thuộc về luân hồi thiên đường. Vậy tin chắc, vạn khư sẽ bị chém chết. Nhưng, vạn khư mạnh mẽ, xa xa vượt ra khỏi. Chúng ta dự liệu, thậm chí âm dương thần điện bên trong có một nhóm người. Sợ hãi, rút lui. Giờ khắc này, Diệp Thần Thần sắc đổi được cực kỳ nghiêm túc. Bố trí cuối cùng là bố trí, quá nhiều thay đổi để cho bàn cờ này lơ lửng không chừng. Trọng yếu nhất chính là, nhân tâm, là trong bố cục nhất không xác định. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần như cũ tin chắc, kiếp trước mình chọn người, tuyệt sẽ không phản bội mình. Cùng lúc đó, nữ hoàng thiên cung. Huyền Cơ Nguyệt trước người hiện ra một tấm hiện lên nhàn nhạt ánh sao bùa chú. Chính là ánh sao bùa chú. Nàng vậy biểu tình tức giận đã sớm biến mất, ngược lại khóe miệng xuất hiện một màn nụ cười như ý. Bởi vì ánh sao bùa chú bên trong giống nhau nổi lên một phần chia ngọc hàn cung hình ảnh. Nàng biết mình phái đi ra ngoài người tất nhiên thất bại. Nếu thất bại đã thành kết quả, vì sao không cho mượn thất bại thăm dò vậy luân hồi chi chủ bố cục âm dương thần điện đâu? Nhưng mà, nàng nụ cười nhưng là dần dần đọng lại. Bởi vì trước người ánh sao bùa chú đột nhiên vỡ vụn. Hoàn toàn tiêu tán. Lại có người phá ánh sao bùa chú. Điều này sao có thể? Ánh sao bùa chú ẩn núp cực kỳ sâu, đời này luân hồi chi chủ tất nhiên không biết. Như vậy có ai có thể phát hiện vật này, lại là ngay lập tức tới giữa đem hắn xóa đi. Người này thực lực tuyệt đối không thua mình, lại có thể ở mình bên trên. Chẳng lẽ luân hồi chi chủ sau lưng còn có người? Là ai? Huyền Cơ Nguyệt trong đầu ngay tức thì hiện ra một đạo xào xạc thêm cô lạnh hình bóng. Nhâm Phi Phàm. Tên này không phải là không thể tùy ý xuất thủ không? Thật chẳng lẽ là hắn? Vừa nghĩ tới ánh sao bùa chú bị người hủy đi, Huyền Cơ Nguyệt trong mắt ngay tức thì tràn đầy lửa giận. Cũng là một đám phế vật. Huyền Cơ Nguyệt đại phát lôi đình, toàn bộ phủ đệ cũng phát ra nhỏ nhẹ rung động. Thiên Võ Đại Đế, mau tới gặp ta. Huyền Cơ Nguyệt thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, vậy cơ hồ là thông suốt toàn bộ thiên nhân vực uy áp, thi triển ra. Vậy cả người áo dài trắng Thiên Võ Đại Đế, ngay lập tức sau đó cũng đã xuất hiện ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt. Nữ hoàng bệ hạ, ngài có gì phân phó? Khó có thể tưởng tượng, ban đầu Thiên Võ giáo chủ, lại giống như một con chó như nhau bị Huyền Cơ Nguyệt hô tới quát lui. Huyền Cơ Nguyệt hai tròng mắt mang chút lửa giận, nói ta muốn ngươi lập tức đi Ngọc Hàn Thành, như có cơ hội, phá hoại vậy cái phá long và luân hồi chi chủ đang tiến hành chuyện. Thiên Võ Đại Đế trong lòng chấn động một cái. Lẩm bẩm nói, ban đầu ta ở Thiên Tàm Nương Nương nơi đó, đã từng theo dõi qua luân hồi chi chủ đang thiên võ tổng đàn, đáng tiếc chờ ta lúc chạy đến, đã người đi lầu trống. Lần này nữ hoàng bệ hạ phân phó sự việc, ta nhất định hết sức hoàn thành. Huyền Cơ Nguyệt mặc dù không hoàn toàn trông cậy vào Thiên Võ Đại Đế, nhưng nếu là có thể để cho luân hồi chi chủ lột một lớp ra, cũng là đủ. Thiên Võ Đại Đế, lần này ngươi như chém chết Diệp Thần, vậy Thiên Võ Kinh Thư. Dĩ nhiên là ngươi. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ, Thiên Võ Đại Đế mặt lộ mừng rỡ, hư không biến dạng, ngay tức thì biến mất. Cùng lúc đó, âm dương song ngư dị tượng, tự nhiên không đơn thuần đưa tới Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên chú ý. Chu vi một ít thực lực cường đại người đều đã phát hiện. Bao gồm Thánh Thiên Phủ. Giờ phút này, Ngọc Hàn Tháp bên ngoài, đoàn người thần sắc thông thông đi tới nơi này. Dẫn đầu bất ngờ chính là ban đầu không có thành công tiến vào Hoang Long Cổ Đế di tích Thánh Thiên Phủ cường giả, Thánh Thiên Bạch Tôn. Lần này âm dương song ngư dị tượng hiển nhiên cũng bị Thánh Thiên Phủ nắm giữ, Thiên Tàm Nương Nương mơ hồ cảm giác chuyện này kỳ hoặc vạn phần, lại là lần nữa phái Thánh Thiên Bạch Tôn đi ra, dò xét một hai. Đại nhân, nơi này rõ ràng có đánh nhau qua dấu vết. Một tên Thánh Thiên cường giả nhặt lên trước toàn nghi đạo nhân bị chém thành hai khúc phù trần. Giao cho Thánh Thiên Bạch Tôn. Phù Trần, hơi thở này có chút quen thuộc à? Thánh Thiên Bạch Tôn có chút hồ nghi nhìn cái này Phù Trần, nếu quả thật là vị kia, vậy lần này đôi cá dị tượng thật không đơn giản. Toàn thể phòng bị, chú ý làm việc. Thánh Thiên Bạch Tôn là Thánh Thiên Phủ rất nhiều ẩn núp trong cường giả, có thể nói là nhất tham sống sợ chết. Cảnh giới mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, như đối mặt cùng cấp võ giả,
mình thất bại không thể nghi ngờ. Hắn hôm nay tu vi, rất lớn một phần chia nhờ vào Thánh Thiên Phủ đan dược. Bất quá coi như vậy, hắn cảnh giới đủ để nghiền ép rất nhiều thiên nhân vực cường giả. Cùng lúc đó, trong nom Ngọc Hàn Tháp Huyết Long con người hơi đổi, hắn tự nhiên nhận ra được có người tới. Mắt nhìn đối phương sắp bước vào mình phạm vi công kích, cũng là nín thở, hình rồng đã ở sau lưng biến ảo ra. Hoang Long Khí, Ngũ Long Du Thiên, Xuyên Vạn Vật, Ngũ Đao Tề Xuất, Ngũ Khí Triều Nguyên, Ngũ Long Du Thiên. Huyết Long không có lựa chọn trực tiếp ra tay, mà là vận dụng Hoang Long Cổ Đế cơ duyên ở giữa một chút lực lượng. Mà mới vừa đến gần Thánh Thiên Bạch Tôn tự nhiên cảm thấy nguy cơ, sắc mặt cuồng biến, thời gian đầu tiên nhanh chóng lui về phía sau, hoàn toàn không để ý cùng mình cùng nhau tới trước Thánh Thiên cường giả. Cái này năm cây quỷ dị phi đao, tốc độ chân thực quá nhanh, mới vừa giết ra, liền nghiền nát hư không, trực tiếp đem còn chưa kịp tránh né Thánh Thiên cường giả toàn bộ đánh chết. Thánh Thiên Bạch Tôn bây giờ trong lòng chỉ có thể âm thầm an ủi mình, may mà chỉ có 5 cây phi đao, nếu không, hắn cái này một chi 20 người đội ngũ, có thể liền bởi vì cái này mai phục mà hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Huyết Long mặc dù bởi vì trước hạ sát chiêu, mất đi liền đối thủ 5 người, nhưng vậy giống vậy bại lộ hắn chỉ có một người nhược điểm. Đáng tiếc, hắn chỉ có một người. Thánh Thiên Bạch Tôn nhàn nhạt nói, đã như vậy, sẽ để cho hắn tiêu tán ở nơi này thế gian. Thánh Thiên Quang kết giới. 10 vị Thánh Thiên trong tay cường giả đồng thời kết ấn, từng tờ một ấn kết giới bao phủ ở Huyết Long trên thân hình, giống như là từng tờ một lưới lớn, thật chặt trói buộc ở Huyết Long nắm chặt quyền trượng tay. Huyết Long thấy một chiêu này, nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười, ban đầu ở Minh Hải bên trên, hắn đã gặp qua cái này Thánh Thiên Phủ cái này nhớ sát chiêu. Nhưng là lúc này, hắn đã cùng ban đầu bất đồng. Huyết Long song sắc trong con ngươi lộ ra linh quang, Tổ Long và Hoang Long một chút uy áp, bỗng nhiên phóng thích, trong thân thể hắn một phần chia thức tỉnh huyết mạch lực lượng toàn bộ đè nén ở Thánh Thiên cường giả thể xác bên trên. Thánh Thiên Quang Thần Thuẫn. Thánh Thiên Bạch Tôn tự nhiên phát hiện cái này cùng Hoang Long Cổ Đế có một chút liên lạc uy áp, không nói nhảm nữa, trực tiếp sử dụng một mặt đồ sộ hình tấm thuẫn, đem tất cả Thánh Thiên môn nhân che phủ ở trong đó. Tấm thuẫn kia quanh thân khắc vẽ đầy binh pháp bùa chú, dày đặc như vậy có một chút chiến trường vong linh khí lan tràn ra. Bành! Hơi thở tới giữa va chạm, quỷ thần gào thét thanh âm cùng viễn cổ chiến trường chinh chiến sát phạt, va chạm ra nhiên liệu to lớn chập chờn. Sấm sét bảo thuật, cho ta trấn áp, Huyết Long Long chảo lần nữa vung ra, nặng nề đập ở tấm thuẫn bên trên. Thánh Thiên Kỵ Long Thương. Thánh Thiên Bạch Tôn một tay cầm thuẫn, một tay lần nữa huyễn hóa ra một bình súng trường. Vậy trường thương kiếm mang bên trên, lại nổi lên một con du long thân hình nhanh như tia chớp, súng trường ở du long bí mật đi dưới, trực tiếp đánh vào Huyết Long khoang bụng bên trên. Huyết Long rút người ra liền tránh, những thứ khác Thánh Thiên võ người hai tay kết ấn, vậy Thánh Thiên Quang kết giới đã chặn lại Huyết Long tất cả đường lui. Huyết Long từng binh sĩ thực lực mạnh hơn nữa, vậy không chống nổi mười mấy còn thật cảnh bên trong hậu kỳ cường giả chung nhau liên thủ. Huống chi còn có một cái ở vô số đan dược đống triệt hạ, mới vừa bước vào quá chân cảnh Thánh Thiên Bạch Tôn. Đối với Huyết Long mà nói, Hoang Long Cổ Đế và Thái Cổ Tổ Long cơ duyên, căn bản không có thể thời gian ngắn tiêu hóa. Hắn cần thời gian, có thể dưới mắt, đối mặt như vậy kình địch, thời gian hiển nhiên không cho phép. Huyết Long một ngụm máu tươi đã phun ra, huyết mạch lực lại lần nữa cháy, nhưng lại cũng không có tháo ra một cái giam cầm khóa năng lực. Xiềng xích nào có như thế dễ dàng liên tiếp tháo ra. Lôi thần phá thiên kích. Huyết Long trực tiếp đem toàn bộ lực lượng tập trung ở quyền trượng bên trên, trực tiếp phá vỡ Thánh Thiên Quang kết giới hạn chế, lắc người một cái đã tiến vào Ngọc Hàn Tháp bên trong. Đừng để cho hắn chạy. Thánh Thiên Bạch Tôn lạnh lùng nói, mình lại không có thời gian đầu tiên vọt vào Ngọc Hàn Tháp, mà là để cho nó hắn Thánh Thiên Phủ cường giả trước một bước nhập tháp. Tuân lệnh. Thánh Thiên Phủ các cường giả toàn bộ theo đuôi lên, mới vừa gia nhập, nhưng trực tiếp rơi vào một tầng hắc ám bên trong. Sau đó, Thánh Thiên Bạch Tôn cũng là bước vào trong đó, biến mất ở hắc ám bên trong. Lúc này Ngọc Hàn Tháp cùng Diệp Thần tiến vào lúc chừng như hai tháp, trong tháp thiên nhiên đại trận đã mở, hơn nữa cũng sẽ không là một tầng. Huyết Long tiến vào lúc đó, cũng đã ngẫu nhiên rơi vào không biết tầng thứ mấy, mà Thánh Thiên Phủ các cường giả. Tự nhiên cũng là bị ngẫu nhiên truyền đến bất đồng tháp tầng.
không biết sợ hãi đang lan tràn. Cùng lúc đó, Ngọc Hàn tháp bên ngoài. Hư không biến dạng, một đạo bạch bào bóng người hiện lên, chính là Thiên Võ Đại Đế. Ta tới trễ. Thiên Võ Đại Đế sắc mặt nặng nề, trong lòng dĩ nhiên là vạn phần uất ức. Lần trước hắn mới vừa suy diễn ra luân hồi chi chủ tung tích, đối phương cũng đã đem Thiên Võ Kinh Thư mang đi. Lần này, hắn vừa mới đến, đối phương chẳng lẽ liền cũng đã rời đi sao? Lần này, bất kể như thế nào, cũng phải để cho hắn cầm kinh thư trả cho ta. Thiên Võ Đại Đế tức giận nổi lên, bước ra một bước, dưới chân lại có thể nổ lên từng cái một kết giới. Những thứ này kết giới bên trong, có lê dân bá tánh, thành trì lâu vũ, thiên địa sơn thủy, thậm chí còn có vũ trụ tinh không tồn tại, phảng phất là từng cái thế giới nhỏ. Hắn bước này, giống như là bước ra chư thiên vạn giới, hiển hóa ra chư thiên vũ trụ vô cùng khí tượng. Vù vù, kết giới mở rộng chạy đi, vô số dị tượng không ngừng trôi qua, đặc biệt đồ sộ. Hắn lại là một lần nữa sử dụng vạn giới ẩn trốn thuật. Môn thuật pháp này, liên thông chư thiên vạn giới, có thể thấy rõ vạn giới hết thảy nhân quả, hiện tại Thiên Võ Đại Đế thi triển thuật này, chính là không ngừng suy diễn bắt, ở bên trong thế giới hiện thật, bắt Diệp Thần hơi thở. Chỉ cần Diệp Thần còn ở thế giới hiện thật, còn không nhảy thoát đi ra ngoài, hắn liền có thể ngược dòng tra tìm, vô luận trốn tới chỗ nào, cũng không tránh khỏi hắn rình rập. Luân hồi chi chủ, bỏ mặc ngươi ở nơi nào, ta cũng sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn khạc ra Thiên Võ Kinh Thư. Thiên Võ Đại Đế gương mặt, mang nghiêm túc trang trọng thần sắc, hai tay không ngừng nắm pháp quyết, ở vô cùng chư thiên, vô cùng trong thế giới không ngừng vơ vét luân hồi chi chủ tung tích. Bỗng nhiên, Thiên Võ Đại Đế rên lên một tiếng, sắc mặt nhưng là ngay tức thì tái mét, khóe miệng thậm chí chảy ra một chút máu tươi, vờn quanh quanh thân kết giới khí tượng, nhất thời có tan vỡ hủy diệt dấu hiệu. Thiên Võ Đại Đế tựa như kịp chuẩn bị như nhau, vội vàng ăn vào một viên thuốc. Đan dược này quanh thân trắng tinh không tì vết, tựa hồ ở giữa lưu chuyển khó có thể dùng lời diễn tả được cao nhất hơi thở, đây là Thiên Võ Đại Đế ban đầu ở Thiên Võ Tổng Đàn lúc lấy được, hẳn là Yến Trường Ca ban đầu hao hết máu tươi luyện chế mà thành. Lúc này Thiên Võ Đại Đế vì theo dõi Diệp Thần, cũng đã là không để ý tới những thứ khác, liền viên thuốc này vậy lấy ra ăn. Dẫu sao lần trước hắn theo dõi luân hồi huyết mạch, nếu như không có Thiên Tàm nương nương hết sức trợ giúp, phỏng đoán sớm được cực lớn cắn trả. Lúc đầu ở dưới đất, Thiên Võ Đại Đế lau miệng một cái sừng máu, lộ ra lau một cái thâm độc nụ cười. Lần này bổn tôn sẽ để cho ngươi khạc ra bổn tôn đồ, để cho ngươi hiểu không là thứ gì đều có thể mơ ước. Thoáng qua tới giữa, Thiên Võ Đại Đế cũng là tiến vào Ngọc Hàn tháp bên trong. Cùng lúc đó, Ngọc Hàn tháp chỗ sâu. Huyết Long Âm Dương hai tròng mắt, dĩ nhiên là có thể ở nơi này trong bóng tối thấy vật, hắn trước mắt lại xuất hiện một cái cổ quái bàn cờ. Hắn tuy được Tổ Long và Hoang Long cổ đế truyền thừa, nhưng rất nhiều còn chưa thức tỉnh, dưới mắt hắn đối với ngũ hành thuật thật sự là một chữ cũng không biết, mắt thấy cái này bàn cờ răng khắp nơi, nhưng lại chỉ có thể làm trợn mắt. Chủ nhân, người ở đâu? Huyết Long có chút mong đợi hô, những thứ này hiển nhiên là không làm khó được Diệp Thần, chỉ là hắn giờ phút này còn không biết, Diệp Thần tiến vào cái này Ngọc Hàn tháp, căn bản cũng chưa có đi qua bất kỳ khảo nghiệm. Được rồi, tùy tiện đi thôi. Huyết Long mắt nhắm một cái, trực tiếp bước vào trong đó. Hắn không thể ở chỗ này trễ nãi thời gian, nếu không, nếu để cho Thánh Thiên Phủ người sớm một bước tìm được chủ nhân kia liền rất nguy hiểm. Đinh, trên bàn cờ phát ra chuông reo tiếng vang, sau đó Huyết Long con cờ liền bị cái này tiếp theo cái kia chiếm đoạt sạch sẽ. Thua, Huyết Long ý liệu bên trong nói, cả người đã làm xong phòng ngự thế công. Rào rào, một cánh cửa từ vốn là tường đá vị trí đột nhiên mở ra, Huyết Long có chút không nghĩ ra, cửa mở ra, chẳng lẽ hắn mới vừa không phải thua, mà thắng. Nhưng là, làm sao có thể? Vậy cũng chỉ có thể nói cái này mở ra cửa. Là tử môn. Huyết Long ngắm nhìn bốn phía, mười phần yên lặng, căn bản nghe không gặp bất kỳ thanh âm, dứt khoát quyết nhiên đi vào. Đây là cái gì? Cơ hồ là cùng trong chốc lát, Huyết Long cảm giác được mình tiến vào một vùng nước lớn, hình rồng đã hiện ra, bơi chuyển ở trong đó được không tự tại. Vậy từng cái tiểu ngư, đang nhảy về phía trước ở nơi này trong nước, không buồn không lo. Đôi cá, Huyết Long nhìn cái này đầy trong ao mặt có cá bơi. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái này hai chữ, chẳng lẽ là để cho mình từ trong này tìm được trên ngọc bội đôi cá.
May mà ở dọc theo con đường này, hắn nhiều lần thấy qua Diệp Thần cầm trong tay ngọc bội, nếu không hắn thật không nhớ rõ vậy hai con cá nhỏ hình dáng. Hình rồng ở trong nước nhanh chóng di động, nghiêm túc nhìn mỗi cái nhún nhảy tiểu ngư. Tìm được. Ở rất nhiều lôi đồng tiểu ngư trong đó, huyết long rốt cuộc tìm được vậy hai điều hòa trên ngọc bội giống nhau như đúc tiểu ngư. Rào rào. Lòng đất lần nữa có một cánh cửa đá mở ra, chỉ là làm người ta kỳ quái chính là, nước vẫn là vẫn không nhúc nhích bị đóng chặt ở chỗ này, hoàn toàn không có một chút nào tiết lộ đến xuống một tầng không gian. Bót. Ngay tại huyết long tiến vào xuống một tầng trong nháy mắt, đã có một bỉnh súng trường thẳng gai huyết long mặt. Cái này súng trường chính là Thánh Thiên Bạch Tôn. Chính là một cái tạp long, xem ra ngươi mệnh không tốt, mà lại ở nơi này bị ta đụng gặp. Ngươi như đem hoang long cổ đế toàn bộ cơ duyên giao ra, ta có thể cho ngươi lưu một đạo toàn thây. Thánh Thiên Bạch Tôn súng trường lần nữa hướng huyết long cuốn tới, bọn họ Thánh Thiên Phủ người hẳn là bị cái này cổ quái ngọc hàn tháp ngẫu nhiên phân ở mấy tầng. Cái này một tầng cũng chỉ có hắn tự mình một người, lúc này cảm giác được huyết long đến, lập tức sử dụng tự giết chiêu. Huyết long hiển nhiên sẽ không lại bị cùng chiêu gây thương tích hại, long chảo lăng không một chảo, đã đem súng trường chụp rơi xuống. Hừ, ngươi chỉ có một người. Huyết long cười lạnh nói, người nhiều hắn có lẽ không đánh lại, nhưng là ít người nói, hắn còn có thể một mạng đổi mệnh. Mặc dù Thánh Thiên Bạch Tôn là quá chân cảnh. Nhưng bởi vì lâu dài đan dược đống triệt, năng lực thực chiến cũng không cường đại. Sợ rằng một ít còn thật cảnh hậu kỳ yêu nghiệt cường giả đều không cách nào đối kháng. Hừ, chết đến ập lên đầu còn không biết, ta một người cũng có thể đem ngươi đầu này tạp long chém chết. Thánh Thiên Bạch Tôn kiêu ngạo mọc tùm, một khoang chiến tranh nhiệt huyết, tẫn nhiên biểu dương trong đó. Hoang máu rồng linh móng, gục xuống cho ta. Huyết long móng to bên trên. Mang theo cùng cùng vô tận lạnh lẽo, trực tiếp đánh vào Thánh Thiên Bạch Tôn thân thể bên trên. Nhóc rốt nát, phá. Thánh Thiên Bạch Tôn trên thân hình bỗng nhiên tóe ra thánh khiết chói lọi, cả người giống như là mạ lên một tầng canh kim vậy. Keng. Cường hãn long chảo đối mặt đây giống như kim trung cháo giống vậy phòng vệ, va chạm đi ra ngoài to lớn nổ tung, đem phía dưới chân đạp mặt đất hoàn toàn đánh nát. Huyết long và Thánh Thiên Bạch Tôn đồng bộ rơi xuống một tầng. Đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Cái này một tầng bất ngờ có mấy vị Thánh Thiên Phủ cường giả, bọn họ dĩ nhiên là nhanh chóng sử dụng thần thông của mình, dáng phụ trợ Thánh Thiên Bạch Tôn. Huyết long đây là nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, xem ra cái này ngọc hàn tháp vậy là có thể dùng sức mạnh đột phá. Thánh Thiên các cường giả thật sự là quá mức khó dây dưa, dẫu sao hắn hai quả đấm khó đỡ bốn tay, lại hao tổn đi xuống, cũng là bỗng dưng bỏ trên mình tánh mạng. Phá cho ta, huyết long đuôi rồng một vung, trực tiếp phá vỡ cái này tầng một mặt đất, hướng xuống một tầng dâng trào đi. Hắn muốn chạy trốn, Thánh Thiên Bạch Tôn hiển nhiên sẽ không bỏ qua lần này lập công tốt cơ hội, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm truy kích lên. Huyết long một đường chẳng ngó ngàng gì tới, cứng rắn là dùng huyết mạch của mình lực cưỡng ép đánh xuyên mặt đất, tầng 3 sau này, trên mình đã tràn đầy vết thương. Ngọc Hàn cung chỗ sâu nhất. Diệp Thần hiển nhiên nghe đến phía trên đỉnh đầu truyền tới vang lớn, hắn nhìn một cái trước mặt sinh mạng sắp cuối ông già, nói tiền bối. Lão kia người tự nhiên cảm giác được cái gì, mạnh chống một hơi, run run nói, có người ở dùng sức mạnh công tháp. Đến tiếp sau này tất nhiên còn sẽ có quá chân cảnh cường giả hạ xuống. Ngươi, đi. Diệp Thần tự nhiên không thể nào đi, huyết long còn ở phía trên, mấu chốt, cái này âm dương thần điện ông già. Còn không có đem thần điện còn dư lại tình huống tự mình nói à. Tiền bối, bạn của ta còn ở phía trên, ta vẫn không thể đi. Xin phiền ngài nói cho ta một cái đi lên đường. Âm dương ngọc hàn tháp, không thể nghịch. Mấy chữ này, ông già lại nói 10 phần rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Tiền bối, ngài có biện pháp gì? Ông già nhỏ nhẹ lắc đầu một cái, vậy còn sót lại cuối cùng một cây có thể di động ngón tay, hướng về phía liền một cái phương vị. Từ nơi này chạy đi. Diệp Thần bây giờ thật là 10 phần bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không làm được vứt bỏ huyết long tự mình một người chạy trối chết sự việc. Hơn nữa, cái này ông già hiển nhiên vậy không thể buông tha, hắn nhất định biết rất nhiều liên quan tới âm dương thần điện sự việc. Diệp Thần một giây kế tiếp đã làm ra quyết định, hắn sử dụng viêm bia, cũng là mở miệng nói, Nhan Tuyền Nhi. Một giây kế tiếp, một cái bé gái trôi lơ lửng ra.
Công tử, có gì phân phó? Ông già tự nhiên chú ý tới Nhan Tuyển Nhi, thần sắc ngẩn ra. Này cùng vật, đời này luân hồi chi chủ lại nắm giữ. Nếu như Diệp thần không chết hiểu, cái này Nhan Tuyển Nhi trưởng thành tất nhiên khủng bố. Diệp thần nhìn một cái Nhan Tuyển Nhi, nói thẳng, động thủ. Nhan Tuyển Nhi hiển nhiên vậy rõ ràng liền cái gì, một chút lực lượng dung nhập vào viêm bia, vô tận ngọn lửa ngay tức thì hóa thành nóng bỏng dòng suối, từ ông lão bàn chân bắt đầu cắt kim loại, cẩn thận một chút đi vòng thân thể của lão giả, đem hắn cùng mặt đất lớp băng tách ra. Đừng, đừng để ý ta, ngươi đi mau. Ông già nhìn Diệp thần cử động, vậy nhiều thiếu suy đoán được Diệp thần dự định, chỉ có thể khuyên lơn, không nên uổng phí tâm cơ, lão hủ coi như đi ra ngoài, vậy không sống được mấy ngày. Đừng nói chuyện, giữ lại một hơi, cùng ta huynh đệ tới, chúng ta cùng nhau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hoặc giả là bởi vì viêm bia mạnh mẽ, cũng hoặc là Nhan Tuyển Nhi lai lịch, vô tận hàn băng lại bắt đầu từ từ hòa tan. Cùng lúc đó, trên mặt đất, ta đây muốn xem, người còn có thể lấy thân máu thịt chống cự mấy tầng. Thánh Thiên Bạch Tôn cuồng vọng thanh âm từ Huyết Long sau lưng truyền tới. Huyết Long cho dù chém giết hơn vị cảnh giới vượt xa mình cường giả, nhưng bởi vì nhiều lần kịch liệt đụng, lúc này đã vết thương chồng chất. Thánh Thiên sáng bóng lần nữa hiển lộ, Thánh Thiên Bạch Tôn theo sát phía sau, lần nữa phóng thích huy năng, muốn mượn cơ hội chém chết Huyết Long. Huyết Long đem huyết mạch lực cuồng hóa đến lớn nhất hạn độ, dùng tổ lực rồng, thúc giục mình né tránh Thánh Thiên Bạch Tôn tổn thương. Bót! Huyết Long một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, cái này tầng một mặt đất, ở một tí đụng sau này, lại không có bể tan tành. Sốt cuộc, chủ nhân kia đâu? Huyết Long hiện tại cơ hồ đều không suy nghĩ thêm Thánh Thiên Bạch Tôn, hắn trong lòng tràn đầy đối với Diệp Thần lo âu. Mà lúc này Diệp Thần đang ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này một tiếng vang thật lớn, Mạnh Mặc không có thành công sao? Sẽ là Huyết Long sao? Diệp Thần đã đem lão kia người rời đến hắn nơi nêu lên chạy thoát thân trong truyền tống trận, hiện tại mình lưu lại, bản chính là vì phải tiếp ứng Huyết Long. Một giây kế tiếp, Diệp Thần tại chỗ biến mất. Xem ra, ngày hôm nay ta cái này Thánh Thiên súng, có rồng máu tới đút. Thánh Thiên Bạch Tôn lạnh lùng nói. Một bình du long thương xuất hiện lần nữa, búng ngón tay một cái tới giữa, đã lần nữa ép tới gần Huyết Long. Loảng xoảng, cái này một cái du long thương bị thứ gì chặn lại. Phủ đầy gió cắt sương mù dày đặc tiêu tán sau này, bất ngờ là Diệp Thần tay cầm sát kiếm chắn Huyết Long trước người. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng Huyết Long đột phá cuối cùng một tầng, lại bị trở ngại vẫn người cảnh tượng. Cho nên hắn trực tiếp từ hạ lên, đột phá cái này tầng một mặt đất. Chủ nhân, Diệp Thần, Thánh Thiên Bạch Tôn vừa gặp Diệp Thần, cũng là 10 phần mừng rỡ, xem ra ngày hôm nay không cũng chỉ có một cái tạp long tế kiếm. Diệp Thần đem Huyết Long trực tiếp đẩy tới xuống một tầng, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói phương vị. Huyết Long vốn là muốn cùng Diệp Thần cùng nhau đại chiến một tràng, lúc này nghe được Diệp Thần kế hoạch, cũng là nhanh chóng tung người lên, đi đến vậy nửa đóng băng ông già bên cạnh. Thánh Thiên Phủ rác rưởi, để cho ta tới gặp các ngươi. Trong chốc lát hắc ám nguyên phù thúc dục, nguyên bản liền sâu thẳm hoàn cảnh, lúc này càng ngăm đen thâm thúy. Thánh Thiên Bạch Tôn bản thân chính là một cái 10 phần người tham sống sợ chết. Lúc này đối với hắc ám nguyên phù, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên, Thiên Thương Tinh Thần Xa, Diệp Thần gào thét, ở hắc ám nguyên phù ẩn núp dưới, cũng đã hồi đến cuối cùng một tầng. Phòng vệ đại trận. Thánh Thiên Bạch Tôn con người đông lại một cái, lập tức hô, tất cả Thánh Thiên Phủ cường giả, cùng trong chốc lát kết thành bảo vệ đại trận. Diệp Thần thân hình như điện, một cái chớp mắt đã tới Huyết Long và lão kia người bên người, tiền bối, như thế nào thúc giục trận pháp. Hắn mặc dù cảm giác Thánh Thiên Bạch Tôn cũng không cường đại, nhưng dưới mắt tuyệt đối không thích hợp ở lâu. Ngọc bội. Diệp Thần vội vàng đem xong ngư ngọc bội ụp lên trận kia mắt bên trong, âm dương lưu chuyển tới giữa. Bắn tán loạn ra đồng thời chói lọi. Thánh Thiên Bạch Tôn đối với Diệp Thần hành tung vẫn còn là không biết chút nào, lấy làm cho này lưu chuyển sáng bóng là Diệp Thần Thiên Thương Tinh Thần Xa thần tích. Đại nhân, thật giống như không có công kích, một tên Thánh Thiên Phủ cường giả kỳ quái nói. Bọn họ thật giống như đợi rất lâu rồi, bất kể là biết bao dáng dấp chiêu thức, lúc này vậy hẳn đã sớm đến. Thánh Thiên Bạch Tôn nghe đến chỗ này, mới hậu chi hậu giác phát hiện. Diệp Thần sớm liền đã không có bóng dáng.
đối phương mới vừa bất quá là hư hoảng một thương, chỉ là vì muốn chạy trốn mà thôi. Thánh Thiên Bạch Tôn dẫn một loại Thánh Thiên Phủ cường giả, rơi vào cuối cùng một tầng, mà nơi này, chỉ có đầy đất băng vụn. Đáng chết tiểu súc sinh! Thánh Thiên Bạch Tôn tức giận thanh âm xuyên thấu toàn bộ Ngọc Hàn Tháp, nhưng là lúc này đã chậm. Bá bá bá! Một đạo khá cái cường giả đại năng hơi thở, từ trên xuống dưới, trực tiếp rơi vào Thánh Thiên Bạch Tôn trước mặt. Người đến là cái cả người áo dài trắng nam tử, lúc này đang một mặt mong đợi nhìn về phía Thánh Thiên Bạch Tôn. Người đâu? Chạy! Cái gì? Bổn tôn hao phí chân quý như vậy linh dược, thật vất vả tìm được hắn, hắn lại chạy. Thiên Võ Đại Đế lúc này lòng muốn chết đều có, nếu như có thể để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện trễ 2 tiếng tới nơi này, nếu không cũng sẽ không bình lãng phí không một viên chân quý như vậy đan dược. Không biết ngài là... Thánh Thiên Bạch Tôn cảm giác được đối phương hơi thở, muốn đến cái đó Diệp Thần hẳn đắc tội không thiếu cường giả. Ta là Thiên Võ Đại Đế, ngươi trở về cùng Thiên Tàm Nương Nương bẩm báo một tiếng, ngày sau nếu như lại còn người này tin tức, nhất định phải thời gian đầu tiên chuyển cáo cùng ta. Ta nhất định đem hết toàn lực giết liền. Nguyên lai là Thiên Võ Đại Đế, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thánh Thiên Bạch Tôn tâng bốc nói. Thiên Võ Đại Đế lúc này trong lòng phiền muộn không chịu nổi, cũng không muốn theo như đối phương hàn huyên cái gì. Thoáng qua tới giữa đã trở về mặt đất bên trên, chuẩn bị đi trở về tìm nữ hoàng bệ hạ phục mệnh. Hình ảnh quay về. Trận pháp tiêu tán sau đó, Diệp Thần đoàn người đã bị truyền đến một nơi không biết tên trong núi lớn. Diệp Thần phản ứng đầu tiên, nơi này rất yên lặng. Bốn phía đều là từng ngọn thanh phong, mỗi tòa tới giữa đều có sương mù lượn lờ, nước chảy thác nước, mơ hồ bên trong hiện ra hết thương thúy. Thanh phong dưới, nước suối róc rách, quanh co mà qua, dọc đường thấm nhuần cỏ cây, đều là thương thúy vô cùng, quanh quẩn nhàn nhạt oánh oánh lục quang. Nơi này, lại giống như thế ngoại đào nguyên vậy. Diệp Thần đứng ở nơi này núi xanh nước trong tới giữa, lại hiếm có trước chốc lát an ninh cảm giác, hắn đã rất lâu không có giống như này như nhau bình tĩnh thản nhiên. Hoảng hốt tới giữa, lại muốn bỏ xuống thế tục muôn vàn phiền não. Chủ nhân, tiền bối kia bất tỉnh. Huyết Long thần sắc có chút ngưng trọng. Mặc dù hắn không hề thanh sở Diệp Thần ở đáy tháp chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể ở đây sao nguy nan giây phút, có bí trận mang bọn họ rời đi, muốn đến cái này vị tiền bối nhất định không phải người phàm. Huyết Long đưa tay đặt ở ông lão hơi thở dưới, hơi thở mong manh hô hấp, chứng minh đối phương thật ra thì còn đang kiên trì kéo dài hơi tàn. Diệp Thần thở dài, sóng gợn lăn tăn đầm nước bên trên, ấn ra hắn phá lệ tiêu điều bóng người. Bát quái thiên đan thuật đối với cái này ông lão đóng băng tổn thương, không có tác dụng chút nào, thật chẳng lẽ là đến cùng đồ mạt lộ, lần nữa cùng âm dương thần điện tình huống lỡ mất dịp may sao? Tiểu Hắc, người có thể cứu chữa cái này vị tiền bối sao? Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Tiểu Hắc nói. Nhưng mà Tiểu Hắc nhưng là lắc đầu một cái, vấn đề của đối phương có chút cổ quái, ta cũng không thể nào ra tay. Diệp Thần chán tới giữa treo đầy không cam lòng. Thật vất vả lấy được cái này một chút đầu mối, hắn tuyệt đối không thể chỉ như vậy dễ dàng buông tha. Huyết Long đối với chữa bệnh cứu người từ trước đến giờ là người ngoài ngành, lúc này nhìn Diệp Thần chỉ có thể là làm gấp, mặt đầy gấp gáp nhưng là không chỗ phát tiết, chỉ có thể yên lặng thiêu đốt một chút huyết mạch lực, định chậm rãi hòa tan vậy vần quanh ở ông già nửa người dưới cột băng. Huyền Tiên Tử, Sóc Lão, các ngươi có thể có biện pháp. Diệp Thần thử nghiệm câu thông Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão. Chẳng biết tại sao nhưng không có động tĩnh. Một giây kế tiếp, Diệp Thần nghĩ tới Tinh Hải Thần. Tinh Hải Thần tiền bối. Diệp Thần tín niệm động một cái, thần niệm đã tới Luân Hồi Mộ Địa. Lúc này Luân Hồi Mộ Địa bên trong, bởi vì Tinh Hải Thần rơi thái hư thức tỉnh, vốn là khô héo mặt đất, đã quanh quẩn lên một cong khe suối nhỏ, vậy khe suối nhỏ giống như liên tục không ngừng chảy xuôi, phát ra nước suối vậy thanh âm. Thằng nhóc. Ngươi lại có chuyện gì tìm lão phu? Tinh Hải Thần mộ bia bên trên tràn ngập từng vòng lưu ly bảo quang, hư vô thần niệm ảnh, đã hoa nhưng mà ra, cả người khí độ xâm nghiêm, trên mặt mũi toát ra một chút ngộ đạo người thương hại từ bi. Tiền bối, Diệp Thần thấy Tinh Hải Thần, trong lồng ngực dâng lên tràn đầy hy vọng, nhanh chóng đem sự việc xiển thích liền một lần, sau đó một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tinh Hải Thần. Ngươi nói là ngươi dùng bát quái thiên đan thuật vậy không có hiệu quả. Tinh Hải Thần rõ vẻ mặt nhưng nghiêm túc dị thường,
phải biết bát quái này thiên đan thuật, lấy bát quái đại lộ đúc thành, có thể dùng thiên pháp, pháp, thủy pháp, lửa pháp, lôi pháp, trạch pháp, gió pháp, núi pháp tám bên trong thủ đoạn luyện đan, luyện chế được đan dược, mang có thiên địa tự nhiên, bát quái huyền cơ hay uẩn. Diệp thần lắc đầu, thấy tinh hải thần rõ vẻ mặt, chỉ cảm thấy được trong lòng căng thẳng. Tinh hải thần mi trong mắt có một chút quấn quýt ý, vậy mà nói, băng xương này hàn, chỉ cần khởi động lửa pháp, liền có thể chăm thử bách linh, lúc này, ngươi nhưng nói không có chỗ hữu dụng, chẳng lẽ là... Diệp thần nghe được tinh hải thần ý trong lời nói, vội vàng truy hỏi nói. Ta mượn dùng ngươi một chút thân xác, đi xem một tí người này. Tinh hải thần nói xong, hư thể đã hướng Diệp thần rơi đi. Lại mở mắt thời điểm, Diệp thần hai tròng mắt toàn thân thành màu xanh lá cây, đưa tay phân biệt dò tìm trên người lão giả mấy chỗ huyệt đạo. Huyết Long không nhịn được ngừng thở, khẩn trương lo âu, lại mơ hồ đang mong đợi sẽ có tin tức tốt gì. Vô dụng. Tinh hải thần có chút tiếc nuối nói, hắn thành tựu hệ nước đại năng, đã nhiều ít năm chưa bao giờ gặp mình rõ ràng không cứu được chứng bệnh, như hắn thực lực còn ở, còn có thể buông tay đánh một trận, chỉ là hiện tại, cái này thần niệm. Ai? Không biết là nghĩ tới mình, còn là đồng tình vị này cường giả tàn sinh, tinh hải thần nặng nề thở dài, nhìn về phía Diệp thần ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương tiếc. Quá muộn, hắn sinh mệnh chi hỏa đã cơ hồ cháy hết. Nguyên bản còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nhưng hắn trước chế tạo thiên địa dị tượng, hao tốn to lớn tinh thần khí trạch. Tinh hải thần không có tiếp tục nói hết, Diệp thần hiển nhiên đã rõ ràng ý đối phương. Diệp thần chỉ có thể gật đầu một cái, đa tạ tiền bối. Ông già mạnh chống một hơi vậy muốn chế tạo thiên địa dị tượng, hấp dẫn mình tới, lúc này lại liền không có gì cả giao phó thì phải qua đời sao. Không cam lòng. Diệp thần cơ hồ là tạm thời tới giữa liền hạ định quyết tâm, mình coi như là tổn thất đạo nguyên, cũng phải để cho ông già khôi phục thần trí, đem giao phó thác xuống. Chủ nhân, tuyệt đối không thể. Huyết Long thấy Diệp thần động tác, thời gian đầu tiên ngăn trở hắn cánh tay. Đạo nguyên cùng tu vi không giống nhau, đạo nguyên là dựng thân tu đạo căn bản, ngọn nguồn chiều rộng hẹp hậu thiên là không thể bị mở rộng, nếu như cưỡng ép cháy, nhẹ thì sẽ đối với đã có tu hành tạo thành ảnh hưởng. Nặng thì biết nhúc nhích đong đưa toàn bộ đạo tâm. Huyết Long, người biết âm dương thần điện đối với ta trọng yếu bực nào? Diệp thần không cam lòng nói, hai tay nổi gân xanh, nếu như còn có biện pháp khác, hắn hồi nào nguyện ý tổn thất đạo nguyên? Cần gì phải làm được như thế thê thảm? Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên vang lên. Lúc này đối với Diệp thần mà nói, thanh âm này nhưng giống như là sau cơn mưa trời hạn gặp mưa, mười phần mừng rỡ hỏi, Huyền tiên tử. Ngươi thức tỉnh, chẳng lẽ ngài có biện pháp? Huyền Hàn Ngọc trầm giọng nói, không có, người này khí tức đã cơ hồ toàn bộ cắt đứt, tuyệt không có thể còn sống. Giống như xe qua núi vậy đại hỉ đau buồn, để cho Diệp thần cơ hồ có chút cáu im lìm, cau mày. Huyền Hàn Ngọc phát ra một tiếng giễu cợt, cứu sống hắn ta là không có cách nào, bất quá muốn để cho hắn hồi quang phản chiếu 45 phút, ta đây là còn có chút phương pháp. Diệp thần ngắm nhìn nằm trên đất không nhúc nhích ông già. Nếu như không cách nào còn sống, vậy bị đối phương càng coi trọng hơn giao phó, cũng là dị thường trọng yếu. Cái này đồng lứa cường giả, bọn họ từ trước đến giờ là coi cam kết thắng với mình sinh mạng. Có lẽ số mạng định trước bọn họ không cách nào trường sinh, vậy từ đầu đến cuối trong sáng kiên định tín niệm liền đại biểu bọn họ bền bỉ sơ tâm. Đây là Diệp thần nhất kính nể bọn họ địa phương, lúc này Diệp thần nhìn về phía ông lão trong ánh mắt đã treo lên sùng kính cùng nghiêm nghị. Huyền tiên tử, phiền ngài cho biết hồi quang phản chiếu phương pháp. Huyết Long xem Diệp thần thu hồi tự cháy đạo nguyên dự định, cũng là rút tay về cánh tay, trên mặt lo âu tiêu tán không thiếu. Đối với hắn mà nói, Diệp thần mới là trọng yếu nhất, cái này âm dương thần điện ông già trọng yếu đi nữa, vậy xa xa không bằng Diệp thần trọng yếu. Ngươi luân hồi máu có thể liên thông âm dương, xuyên qua sáu giới, ta truyền cho ngươi một pháp môn, ngươi lại lấy luân hồi máu dẫn dắt. Là được chảy trở về hắn 45 phút hơi thở. Diệp thần gật đầu một cái, cao mày nghiêm túc học tập Huyền Hàn Ngọc trao tặng hắn pháp môn. Thương thúy núi sắc, Diệp thần ngồi xếp bằng, mặt mũi nhưng treo cái tuổi này không hẳn có thâm trầm cùng lạnh lùng. Đa tạ, Huyền tiên tử. Nửa nén hương thời gian, Diệp thần đã lĩnh ngộ công pháp môn sử dụng. Ừ, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, pháp môn này sử dụng sau đó, thời gian đến một cái. Hắn liền lại cũng không có hy vọng sinh tồn.
Huyền Hàn Ngọc trong giọng nói vậy ít nhiều có chút than tiếc, nàng là kiếm hồn, từng thấy qua vô số rơi xuống cường giả, bọn họ có lẽ bình sanh tùy ý, tuổi già thường thường là không được an táng. Có lẽ võ giả đại năng nhân quả khí vận, chính là như vậy. Diệp Thần gật đầu một cái thật mạnh, hắn dĩ nhiên biết, pháp môn này bất quá là đem sau cùng sức sống, toàn bộ bước ra, để cho hắn có thể làm dễ ăn nói, lại không quay về có thể. Ta nghĩ, tiền bối hắn vậy thì nguyện ý. Luân hồi máu tạo thành trận pháp, ở ông lão bốn phía bay lên, tiêu điều luân hồi hơi thở đem ông già vây quanh quanh quẩn. Phốc, ông già trong miệng khạc ra một đạo ô quang, trên mình cột băng cũng từ từ hóa thành nước đá, chậm rãi chảy xuống, nguyên bản khép lại đôi mắt, lúc này cũng đã chậm rãi mở ra. Luân hồi huyết mạch máu. Ông già tinh khí thần hiển nhiên phải xa xa vượt qua trước, lúc này lại có thể trực tiếp cảm giác được luân hồi máu. Diệp Thần vội vàng đưa tay đem ông già dìu đỡ nửa ngồi dưới đất. Luân hồi chi chủ ngài tại sao có thể? Ông già nhưng một mặt chấn động nhìn Diệp Thần, lại là muốn đứng dậy cho Diệp Thần được quỳ tới bái lễ. Diệp Thần thở dài, tiền bối, ta dùng luân hồi máu đem ngài toàn bộ sức sống bước ra, ngài có cái gì muốn phó thác cứ việc ủy thác cùng ta. Ông già chán tới giữa tất cả đều là nhún nhường, khom lưng nói, ngài nói như vậy, thật là chiết sát thuộc hạ. Diệp Thần lúc này cũng sẽ không cùng ông già khách sáo, ngươi là âm dương thần điện vị tiền bối nào. Lão hủ bất tài, không thể dự thính chí cao, chỉ là chính là một thần sứ người. Mặc dù như vậy giới thiệu, nhưng là có thể dẫn động âm dương song ngư dị tượng, hơn nữa vừa có thể bị đời trước luân hồi chi chủ chọn làm truyền tin người, hiển nhiên cũng không có hắn trong miệng như vậy đơn giản. Ừ, Diệp Thần trầm ngâm, cũng không có nóng lòng hỏi người này tình huống. Lão hủ tên kêu Sở Bất Cai, đứng hàng thần sứ. Ông già tiếp tục tự giới thiệu mình trước, làm hắn nhắc tới thần sứ thời điểm, giữa chán tựa như lại trở về ban đầu âm dương thần điện nhất là phồn thịnh thời điểm, bọn họ trước kia, là như vậy cao cao tại thượng bị người màng bái. Mà hôm nay, nhớ tới từ trước, ông lão diễn cảm lộ vẻ được có chút dị biến, trước kia đều đi qua, mà mình định trước không thấy được âm dương thần điện tương lai. Sở thần sứ. Ngài vì sao sẽ xuất hiện ở Ngọc Hàn Thành, lại vì sao bị giam cầm ở nơi đó? Diệp Thần cẩn thận nhớ lại Ngọc Hàn Tháp âm dương song ngư cửa đá, nếu là nói âm dương thần điện cùng Ngọc Hàn Thành không có chút quan hệ nào, hắn tự nhiên là không tin. Thật ra thì, Ngọc Hàn Thành, chính là chúng ta âm dương thần điện một nơi liên thông nơi. Sở Bất Cai nói, ban đầu chúng ta thần sứ câu thông ngoại giới, có nhiều chỗ như vậy liên thông nơi, để phòng ngừa người đời theo dõi. Thì ra là như vậy. Chỉ là, sau đó bởi vì sự kiện kia, Sở Bất Cai sắc mặt có chút đau khổ, âm dương thần điện cũng là từ sự kiện kia sau đó, bắt đầu suy bại, tiếp đó đi về phía bí mật. Chuyện gì? Diệp Thần sốt ruột hỏi. Ban đầu, Sở Bất Cai thần sắc ung dung nhìn về phía phương xa Thanh Phong, trí nhớ tựa như lại hồi đến lúc đó. Diệp Thần mắt thấy hắn cái này bức tịch mịch, vẻ hối hận, không đành lòng quấy rầy cùng hắn. Chỉ có thể yên tĩnh chờ hắn. Ban đầu, âm dương thần điện cường thịnh lúc đó, chúng ta phân là mấy phái thế lực, mỗi một phái cùng tồn tại lại không liên hệ chút nào, chúng ta cái này nhất phái từng có rất nhiều thần sứ, mà trong điện có dấu nhất bí pháp, có thể dò ngó thái thượng thế giới, có thể dò tương lai. Năm đó luân hồi chi chủ chết sau đó, giao thay chúng ta bên trong một phần chia bố trí, rất lâu năm tháng bên trong, chúng ta cái này nhất phái sinh lòng tham lam. Muốn rình dập thái hư và nhân quả, cho nên, chúng ta liền tập hợp thần sứ thần thông lực, thông qua bí pháp, muốn dò thám biết tương lai âm dương thần điện và luân hồi chi chủ nhân quả. Các ngươi không có thành công, huyết long không nhịn được chen miệng hỏi, chẳng lẽ là bởi vì cắn trả cho nên tạo thành loại cục diện này sao? Không phải, chúng ta chẳng những thành công, hơn nữa còn biết được liền một cái động trời nhân quả thiên báo. Diệp Thần không nhịn được nín thở. Hắn hy vọng mình suy đoán không phải thật, âm dương thần điện các thần sứ xem bói cùng vạn khư thần điện cũng không liên quan. Ban đầu chúng ta tự nhận là chỉ cần ở thiên địa này quy luật bên trong, ta âm dương thần điện chính là ngai vàng, nhưng không biết người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta rất nhiều thần sứ, truyền bá thần thông nơi thấy được thiên báo căn bản không phải cái gì âm dương thần điện tương lai, ngược lại cho thần điện cái này nhất phái mang tới gần như tai họa ngập đầu. Thật ứng ta tên chữ, không nên, không nên. Sở Bất Cai sắc mặt viết đầy hối hận, nhiều năm như vậy, hắn một mực sống ở đối với mình oán hận bên trong,
băng xương lực thấm vào, thời thời khắc khắc đều là khoét tim đau, hắn không có thời gian đầu tiên phát động thần thích, chính là ở tự mình sám hối. Tiền bối, chuyện này có thể đã đang bố trí bên trong, không cần như vậy tự trách. Diệp thần khuyên, nếu như là trước, hắn vậy nhất định sẽ cho rằng là các thần sứ tự chủ trương, hôm nay, rất nhiều chuyện, xỏ sâu, mới phát hiện là đời trước luân hồi chi chủ bố trí, cho nên, lần này theo dõi thiên cơ, chưa chắc không phải luân hồi chi chủ an bài. Cũng may còn lại mấy phái bố trí hẳn không có ảnh hưởng. Âm dương thần điện tồn tại càng ngày càng khó biết rõ đầu đuôi. Luân hồi chi chủ, ngài vậy không cần an ủi ta, chúng ta cái này nhất phái ban đầu xem bói ra tương lai nhân quả sau đó, cũng không biết là âm dương thần điện mang tới bao lớn kiếp nạn, còn từng một lần dương dương tự đắc, cho rằng chúng ta âm dương thần điện là cái gọi là vạn khư kiếp nạn. Dù là khi đó, chúng ta liền vạn khư người sau lưng cũng không biết. Diệp thần trong lòng tràn ngập lần trước tầng đối với bọn họ đồng tình, so với luân hồi chi chủ tử vong chuyển thế, đám này thần sứ nhưng lộ vẻ được chân thực quá mức thật đáng buồn. Cho tới sau này, chúng ta mới biết, chúng ta một lần kia theo dõi thiên cơ bị vạn khư cường giả biết được, bọn họ lại hạ lệnh toàn lực vặn cổ âm dương thần điện. Lau một cái thần tình sáng tỏ nổi lên Diệp thần mặt mũi, ban đầu hắn lấy là âm dương thần điện ẩn núp hành động là bởi vì là luân hồi chi chủ bố trí. Hiện tại hắn rốt cuộc biết được, cái này là bất đắc dĩ hành vi. Dẫu sao so với vạn khư thần điện mà nói, âm dương thần điện thật sự là không có chống lại thực lực, hai người căn bản không ở cùng trình độ bên trên. Nhân quả luân chuyển, vạn khư cường giả tới nhanh mạnh mà cường hãn, chúng ta hao tổn ở trên tay bọn họ người rất nhiều. Sở bất cai thở dài, chẳng qua là khi đó chúng ta xem bói hoàn sau đó, cũng chưa kịp cho biết những người khác lần này tình huống, cũng đã bị buộc chạy tứ tán. Cái gì? Diệp thần diễn cảm ngay tức thì trở nên có chút khó khăn xem. Hắn ngón tay không tự chủ co giúp, lẫn nhau vuốt ve, hắn muốn bình tĩnh một tí, thật tốt suy nghĩ một chút trong này bất hòa, nếu quả thật như sở bất cai nói như vậy đối với tương lai toàn thể hoạch định, đúng là một cái rất đả kích nặng nề. Bất quá, vì sao Tề Vân Thư các người lúc ấy không có cho biết chuyện này? Chẳng lẽ Tề Vân Thư không thuộc về cái này nhất phái? Cũng hoặc là nói, đây cũng là luân hồi chi chủ bố trí. Dẫu sao dựa theo sở bất cai mà nói, luân hồi chi chủ chỉ bất quá đem bố trí giao cho một nhóm người, bộ phận này người, lấy năm đó mình thực lực, tất nhiên xem bói qua tương lai, hẳn không xảy ra cái ý này bên ngoài. Luân hồi chi chủ, thời gian trôi qua, ta sức sống vậy đang trôi qua, ta sợ ta thật chết, lúc này mới không tiếc điều động âm dương thần điện độc có dị tưởng, muốn hấp dẫn môn nhân tới, đem tin tức truyền cho ngài. Sở bất cai thu hồi đầy mặt hối hận, so với đối với đoàn người mình sám hối, đối với vạn khư thần điện cường giả, chính là tràn đầy oán hận. Sở thần sứ, ngài có từng cùng vạn khư thần điện cường giả đã giao thủ. Sở bất cai lắc đầu một cái, ban đầu vạn khư thần điện cường giả ra tay, trong điện ba vị tôn giả vì bảo vệ đám người, đem hắn dẫn đi, mới cho chúng ta chạy trốn hy vọng, chỉ là vận khí ta không tốt, vậy vạn khư cường giả có một đầu linh thú, xương xương mù băng hoa. Ta cái này cả người tổn thương, chính là bái hắn ban tặng. Chỉ là một đầu linh thú sao? Cột băng này uy lực, lại liền 33 hồng mông cổ pháp bát quái thiên đan thuật đều không thể hóa giải, mà tạo thành cái tổn thương lại chỉ là chính là một đầu linh thú. Diệp thần sắc mặt càng lạnh lùng, cái này thuyết minh, hắn tương lai muốn đối với kẻ địch, so tưởng tượng cường đại hơn. Lúc này, hắn nhưng cũng rõ ràng, vô luận mình có như thế nào nghịch thiên truyền thừa cùng cơ duyên. Vậy tuyệt không thể coi thường cái này đứng ở lên trước trên vạn khư cường giả. Diệp thần quả đấm hơi nắm chặt chặt, còn chưa tới thời điểm, nhất định phải học biết nhẫn nại. Đến khi có thể tiếng chấn động bầu trời thời điểm, định để cho bọn họ làm trước hết thảy tất cả, trả giá thật lớn. Luân hồi chi chủ, ban đầu ta thần thông hiện ra hết, cuối cùng không địch lại, sau đó bị buộc trốn vào Ngọc Hàn Tháp. Bất quá vẫn bị nó tính toán, chúng hắn thần thông. Ở Ngọc Hàn Tháp đáy tháp kéo dài hơi tàn. Sở bất cai thở dài. Ban đầu tự nhận vì thiên hạ khó gặp gỡ đối thủ, lại bị một đầu linh thú ép tuyệt lộ. Vậy ngài biết vậy ba vị đối kháng vạn khư cường giả tôn giả cuối cùng là hay không chạy khỏi sao? Không có, sở bất cai lắc đầu một cái, ta trong tay nắm truyền linh cảnh. Ban đầu ta chạy khỏi sau đó, mặc dù chúng thần thông, nhưng căn cơ còn ở, vậy khẩn cấp muốn biết ba vị tôn giả tình huống.
ba vị tôn giả liên thủ cũng chỉ là kéo lại vậy vạn khư cường giả 45 phút. Sở Bất Khai từ trong lòng ngực móc ra một mặt gương đồng, ta hôm nay đã lại không thần thông có thể dùng, cũng không cách nào truyền cho ngài, cho nên không cách nào thúc giục cái gương này, tương lai luân hồi chi chủ nếu như tìm được thúc giục pháp môn, có thể tiếp tục sử dụng nó. Diệp Thần nhận lấy, trước sau xoay ngược lại nhìn xem, cũng không có nhìn ra cái gì dị thường, lúc này cũng không đoái hoài được nhìn tấm gương có cái gì chỗ kỳ diệu, chỉ có thể gửi hy vọng vào Sở Bất Khai có thể cầm vạn khư cường giả tình huống miêu tả rõ ràng hơn một chút. Ba vị tôn giả cũng không phải là vạn khư cường giả đối thủ, thời gian đã qua, bọn họ đã hiện ra hết mệt mỏi, bị vậy vạn khư cường giả tùy ý cầm nặn. Răng tới giữa va chạm ra hận hận nhai tiếng, Sở Bất Khai cắn răng nghiến lợi nói. Ban đầu từ trong gương đồng nơi theo dõi đến một màn, cũng giống như đao khắc rìu đục vậy in ở Sở Bất Khai trong lòng bên trên, trong này phẫn uất, hối hận, tự trách, áy náy, tất cả tình cảm cũng xen vào chung một chỗ. Rõ ràng là hết thảy họa đoan người sáng lập, lại có thể sống tạm nhiều năm như vậy, hắn thật xin lỗi năm đó là bọn họ mà vẫn diệt tôn giả. Sở thần sứ, ngài không cần tự trách, chân chính cần chúng ta làm, hẳn là tìm vạn khư cường giả trả thù, là tôn giả cửa lấy lại công đạo. Diệp Thần nói, ánh mắt vô cùng kiên định, hắn cho tới bây giờ không có hướng này như nhau, như vậy kiên định muốn để cho vạn khư cường giả nếm thử một chút cái này trả thù mùi vị. Luân hồi chi chủ, ta sở dĩ muốn vận dụng thần thích, chính là vì muốn phải nói cho ngài, mời ngài nhất định phải không muốn ở hoàn toàn lớn lên trước, tùy tiện đối kháng vạn khư thần điện. Sở Bất Khai lần nữa thở dài. Thuộc hạ thật sự là không muốn chuyện lúc trước lần nữa tái diễn, hy vọng ngài có thể nhịn hạ cái này nhất thời oán khí, đến khi chân chính cường đại lên, lại đi vạn khư. Diệp Thần dĩ nhiên rõ ràng Sở Bất Khai một tiếng này so một tiếng càng thở dài nặng nề, sau lưng cất giấu như thế nào tâm trạng. Còn nữa, mời ngài nhất định phải nhớ kỹ, không lâu sau, thiên nhân vực đôi cá đỉnh bên trên, từ sẽ có âm dương thần điện sứ giả tới tiếp đón, dẫn ngài trở lại âm dương thần điện. Cái này không lâu có thể là nửa năm, cũng có thể là một năm, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua năm năm dài. Diệp Thần nghe đến chỗ này, ánh mắt sáng lên, xem ra đời trước luân hồi chi chủ quả thật đối với hắn có rõ ràng bố trí hoạch định, lại cần chờ đợi, tức có thể chân tránh bước vào âm dương thần điện. Huyết Long trên mặt cũng là toát ra một chút mừng rỡ, ở hắn xem ra, chủ nhân lấy được nhất muốn có được tin tức, đây mới là âm dương thần điện chân chính đầu mối. Đa tạ Sở thần sứ. Diệp Thần nhanh chóng cảm ơn, xem ra đối phương cố chấp tại lúc này mới phóng thích dị tượng, hoàn toàn là theo nhờ nhân quả tính toán, đuổi ở mình hoàn toàn chết trước, đem nhất tin tức trọng yếu truyền ra ngoài. Sở Bất Khai nhỏ nhẹ lắc đầu một cái, hắn nguyên thì hẳn là người phải chết. Lúc này cũng bất quá là dùng tàn sinh làm một chút xíu sự việc. Sở thần sứ, không biết vậy ba vị tôn giả chết nơi nào. Ta muốn đi cho bọn họ chôn cất yên nghỉ. Vậy ba vị lấy chết tỏ lòng âm dương thần điện tôn giả, để cho Diệp Thần đánh trong lòng kính nể. Đã nhiều năm như vậy, các tôn giả vẫn còn như cũ phơi thây hoang dã, thật sự là để cho hắn có chút đau lòng. Luân hồi chi chủ có lòng. Sở Bất Khai nghe được câu này, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Nhiều năm như vậy, hắn chôn xương đáy tháp, mỗi lần trải qua thống khổ thời điểm, hắn cũng không nhịn được xúc động thay mình mà chết các tôn giả, không người thu thập hài cốt, cái này một đời cường giả chỉ như vậy không tiếng động bỏ mạng ở vắng lặng chỗ. Lúc này Diệp Thần mà nói, thật là nói đến hắn trong lòng. Bọn họ ở mất đi ven núi, thuộc hạ cầu ngài, là thuộc hạ thay bọn họ lần trước trụ nhang, lấy an ủi thần của bọn họ linh. Cho dù cuối cùng là đối mặt giống nhau số mệnh, Sở Bất Khai cái này nửa đời sau vậy từ đầu đến cuối sống đang tự trách trong đó, hắn hơi nhíu hai tròng mắt, hiển nhiên có chút không khống chế được mình tâm trạng, năm đó có bao nhiêu tùy ý liều lĩnh, lúc này thì có hơn khô héo không có sức. Sở Bất Khai chậm rãi ngồi xuống, khí tức cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô kiệt. 45 phút đã đến, lại không kéo dài tánh mạng phương pháp. Huyết Long mặt mũi vậy quanh quẩn lên một chút bi thương. Nhiều năm như vậy lưng đeo bí mật cùng hối hận, nên là như thế nào tuyệt vọng mà cô độc vượt qua mỗi một ngày. Mai táng Sở thần sứ đi, Diệp Thần nhẹ giọng phân phó nói. Huyết Long vội vàng lên tiếng đáp lại. Diệp Thần thì cách không chém về phía một tảng đá lớn, sát kiếm lật bay tới giữa, hình thành một khối mộ bia. Âm dương Sở Bất Khai mộ. Sở thần sứ, đem ngươi chôn ở cái này sơn thanh thủy tú chi địa, ngày xưa cũng nguyện, ngươi có thể yên tâm.
ta Diệp Thần nhất định sẽ từng cái thay ngươi thực hiện. Diệp Thần cả người cũng tản mát ra nguy nga quang, hắn võ tổ đạo tâm, mà lại ở lúc này có chút lột xác hóa tấn thăng. Do như nhật nguyệt trói lọi làm bạn, thánh khiết như tiên như thần, Diệp Thần ở thanh sơn nước miếc tới giữa, càng lộ vẻ di thế độc lập, thướt tha hoa đời. Chủ nhân, chúng ta đi mất đi ven núi. Huyết Long biết, Sở Bất Cai nói đối với Diệp Thần kích động vẫn là tương đối lớn, dẫu sao bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Vạn Khư Thần Điện so bọn họ tưởng tượng còn khó hơn đối phó gấp trăm ngàn lần. Ừ, Diệp Thần trả lời đơn giản dứt khoát, hắn lại nữa cần bất kỳ ngôn ngữ tới chứng minh, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành, tay cầm sát kiếm, đi giết hắn Vạn Khư một cái long trời lở đất. Một đường không lời, áo dài phiêu vũ, nhưng tịch mịch mà lãnh đạm vẻ mặt, nhưng cho thấy trước lúc này Diệp Thần tâm tình. Hắn khẩn cấp muốn cùng Hồng Thiên Kinh đánh một trận, cho dù là chết, cũng tốt hơn như bây giờ. Nhưng là hắn biết hắn không thể, luân hồi chi chủ cơ hồ dốc hết tâm lực bố trí, chính là vì đạt thành thắng lợi cuối cùng, trong này lại có bao nhiêu người lấy sinh mạng làm giá, mà trợ giúp hắn hoàn thành cuộc cờ. Hắn không thể bởi vì là tự mình một người, đánh liền phá toàn bộ số mệnh luân hồi. Diệp Thần cánh tay vừa nhấc, một đạo kiếm ý đã lăng không ra, không có mục tiêu chém ở trên ngọn núi. Huyết Long muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần, hắn hoàn toàn nghe theo chủ nhân phân phó, chỉ cần chủ nhân muốn hiện tại liền giết tới Vạn Khư, hắn vậy nhất định khuynh lực tương trợ. Trước mặt chính là mất đi ven núi, Huyết Long nhỏ giọng nhắc nhở. Mất đi ven núi là một nơi dị thường ngọn núi cao vút, nửa rủ xuống vách núi thẳng cắm ở khe núi bên trong, toàn bộ vách đá mọc đầy rêu xanh, lại không có một bụi dáng dấp giống như thực vật. Có rất mùi máu tanh nồng đậm. Huyết Long hơi thở rồng khứu giác bén nhạy, lúc này cứ việc còn có tương đối dài một đoạn đường, cũng đã ngửi được đặc biệt mùi máu tanh nồng đậm. Diệp Thần trong lòng bao phủ lên một tầng không tốt liên tưởng, chẳng lẽ là vậy ba vị tôn giả chưa từng chết, mà là một mực ở trải qua hành hạ. Ngự kiếm tốc độ phi hành bỗng nhiên tăng mau, lắc người một cái đã xông lên mất đi ven núi. Chủ nhân, cẩn thận có nổ. Huyết Long theo sát phía sau, hình rồng hiện ra hết. Diệp Thần lúc này tuyệt đối không phải Vạn Khư đối thủ, nếu như đối phương còn chôn giấu Vạn Khư Thần Điện cường giả ở chỗ này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyết Long trong bụng khẩn trương cực kỳ, Hoang Long thân thể nổ tung, liền vội vàng tiến lên đi thay Diệp Thần dò đường. Đó là cái gì? Không cùng Huyết Long nhảy lên mất đi ven núi, thấy được Diệp Thần đột nhiên dừng lại, ngón tay đều có chút rung động nhìn về phía xa xa. Một cây chọc trời thanh ngang bên trên, treo ba cổ thi thể. Mỗi một cổ thi thể đều là mình đầy thương tích, thất khiếu không có một nơi nguyên vẹn, tứ chi cũng đã bị tấc tấc xuyên thủng. Vậy chạy dài mấy chục dặm máu tanh vị, hiển nhiên là cái này ba cổ thi thể tản mát ra. Võ giả thân xác mạnh mẽ, cơ hồ không vẫn, lúc này mới tạo cho vô tận máu tươi chảy như dòng nước, cùng với nồng đậm máu tanh vị. Chủ nhân, đây chính là Sở Bất Cai nhắc tới ba vị thần tôn giả đi. Huyết Long trong lòng đã xác định. Lúc này lại không muốn nói quá mức khẳng định, hắn biết Diệp Thần nóng nảy, mắt thấy ba vị này tôn giả lại bị người đang sống hành hạ chết, trong lòng dĩ nhiên là hận ý khó dằn. Mất đi ven núi bên trên, Diệp Thần bóng người thật lâu không có di động, bao la bầu trời dưới, tựa như chỉ có hắn và cái này ba cổ thi thể. Võ tổ đạo tâm truy đuổi là cái gì? Dựa vào cái gì cấp trên liền có thể như vậy lạm sát kẻ vô tội? Dựa vào cái gì cấp trên liền có thể tàn nhẫn như vậy? Trong tay đao thương kiếm kích. Trong lòng đạo nghĩa tôn phải, cũng là vì cái gì? Ta không cam lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu cấp trên vô tình, Vạn Khư như vậy khi dễ cùng ta. Vậy ta muốn đánh. Chiến hắn cái ngươi chết ta sống. Đột nhiên bay lên chiến ý, tràn ngập ở toàn bộ mất đi ven núi bên trên. Diệp Thần chỉ là như thế đứng, lấy hắn là bên trong tim cũng đang không ngừng chấn động. Hắn ánh mắt chỗ đi qua, bụi đất cuồn cuộn. Diệp Thần hai tròng mắt, thần thức cường đại hóa hình ra, quét qua vậy ba vị tôn giả thức hải, thấy được ban đầu từng màn kia máu tanh. Vạn Khư cường giả, là thứ gì? Bất quá là con kiến hôi mà thôi, ta ba người liên thủ, thiên nhân vực chính là ngươi mộ bia. Như thế cường hãn, không thể nào, âm dương nghịch chuyển càn khôn kính. Phốc suy, ta âm dương thần điện đặt chân vạn thế. Bí pháp một phòng cũng có, nhưng là chính là không có người muốn như vậy. Ta khinh,
Vạn Khư tay sai, còn đòi ngấp nghé chúng ta điện chủ vị. Ngươi giết ta thì như thế nào, không có chính là không có. Ta ba người đồng khí liên chi, tuyệt sẽ không bán đứng thần điện, ngươi muốn giết liền giết. Hừ, ngươi liền chút thủ đoạn này sao? Sợ, hừ, lão phu ngang dọc mấy ngàn năm, chưa bao giờ có sợ thời điểm. Có bản lãnh ngươi liền giết lão tử. Dương Nghi tôn giả, ngươi lại đi trước, ta sau đó liền đến. Vạn Khư cường giả không chết, Diệp Thần tâm hỏa khó dằn. Một màn này mặc giống như điện ảnh giống vậy năm xưa, Diệp Thần từng cái đọc lấy, ở nơi này vô tận trong năm tháng, bọn họ từ đời này tuyệt đại âm dương thần điện tôn giả, đến tràn đầy bừa bãi tù nhân. Khắp người vết thương, gặp đủ loại cực hình, nhưng thủy chung để bảo toàn âm dương thần điện bí mật. Tuyệt không ngăn được, cho dù là chết. Diệp Thần chỉ cảm giác được mình ngực bị cái gì chặn lại, phần thiên hám địa chi nộ, để cho hắn con mắt hiện ra hết màu đỏ thẫm ánh sáng. Quản hắn cái gì bố trí, quản hắn cái gì luân hồi, hắn phải đem Vạn Khư tiểu nhân, từng người giết chết ở ba vị này tôn giả trước mộ. Chủ nhân,